tập 67 không đúng. Nếu như là thánh nhân quý tộc xuất thủ, khẳng định đường đường chính chính, trực tiếp nghiền ép ta rồi, không cần phải lặng lẽ làm việc. Sau khi khiếp sợ, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhíu mày, kịp phản ứng. Thánh nhân trương gia, được xưng danh sư đại lục đệ nhất gia tộc, bên trong cao thủ nhiều như mây, nhiều vô số kể, nếu thật đã biết bí mật của bức họa này, khẳng định đã sớm tìm tới, một tát chụp chết mình rồi, không cần phải che lấp. Mặc dù có danh sư đường tọa chấn, đại bộ phận sự tình chú ý quy tắc nhưng ở trước mặt thực lực chân chính quy tắc gì gì đó cũng sẽ bị nghiền ép trương gia là loại có đủ thực lực nghiền ép hết thảy này dù sao ta nhìn thấy chính là mỹ nhân đi tắm thấy đối phương không tin trương huyền lắc đầu thật sự không tin có thể tìm người hỏi một chút trương huyền ta luôn luôn có thanh danh tốt đã đủ rồi kéo ngươi tới đây là muốn ngươi để cho bức họa trở lại như lúc ban đầu biết rõ tiếp tục xoắn suýt vấn đề này sẽ không dứt đã chậm trễ rất lâu người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ lạnh cho dù lúc trước họa quyển bị người thêm vào nội dung mới nhưng chỉ cần trình độ thư họa sư đầy đủ vẫn có thể phục hồi như cũ dù sao niên đại bất đồng chỉ cần trình độ đạt tới không khó lắm vị trước mắt này có thể đơn giản phá vỡ phong ấn làm được sự tình mình và mông trùng hội trưởng cũng làm không được ở trên chức nghiệp thư họa đã đạt đến trình độ cao nhất của thanh nguyên đế quốc so với vô bi lão nhân lúc trước cũng không kém chút nào do hắn xuất thủ khả năng hoàn thành thật lớn. Trương Huyền lắc đầu, không phải ta không muốn, mà là làm không được. Làm không được. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười lạnh, ánh mắt mang theo sát khí, xem ra người còn không có làm rõ tình cảnh của mình. Bây giờ người bị ta bắt tới đây chính là linh hồn. Nói cách khác, nhục thân đã chết, bây giờ là người chết. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nói. Người chết. Trương Huyền lộ ra hoảng sợ, ta chết rồi. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến thân thể hư nhạt, sau đó trước mắt tối đen trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Chứng kiến động tác của gia hỏa trước mắt này, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nắm tóc, có chút điên cuồng. Linh hồn của đối phương bị hắn dùng bí pháp rút đi, chỉ cần không phải suy nghĩ có vấn đề, liền khẳng định biết rõ. Bản thân vừa nói, cố ý giả bộ kinh ngạc, còn giả bộ bất tỉnh. Đại ca, ngươi là hồn phách, choáng vắng được sao? Hồn thể bị giam cầm, chạy không thoát, cũng tán loạn không được, nhục thân đã chết. Dựa theo tình huống bình thường, không nên rất sợ hãi, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn nghe theo phân phó sao bộ dáng này là cái tình huống gì không cần phải giả bộ cái tế đàn này đừng nói muốn choáng váng muốn chết cũng làm không được hận không thể đi lên một trường chụp chết đối phương người mang mặt nạ bằng đồng xanh cắn răng nói choáng váng không được a à, trương huyền tràn đầy tiếc nuối ngồi dậy quên đi trước không choáng bất quá người nói ta xác thực làm không được trong họa quyển cất giấu khổng sư hư ảnh dùng mỹ nhân xuất dục đồ che lấp liền đã định trước không thể nói ra muốn phục hồi như cũ tuyệt đối không có khả năng thấy ra hỏa này quả nhiên giả bộ bất tỉnh hơn nữa một chút xấu hổ cũng không có người mang mặt nạ bằng đồng xanh tức sắp nổ tung nhưng mạnh mẽ nhịn xuống ánh mắt nheo lại trong giọng nói mang theo âm trầm cùng lạnh lùng đừng tưởng rằng là hồn phách ta sẽ không có biện pháp giáo huấn ngươi có thể kéo ngươi từ một địa phương khác tới đây tự nhiên biết rõ một ít bí pháp lợi hại có thể làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong dù sao cũng đã chết tốt nhất giết chết ta vẻ mặt trương huyền lười biếng nói Ngươi, ngực phập phồng, người mang mặt nạ bằng đồng xanh hô hấp khó khăn, cũng không biết là bị tức hay nghẹn, ngươi đã không biết tốt xấu, ta liền thi triển sư hồn thuật, sau khi sư hồn, ngươi sẽ hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Dâm ào ào, nói xong cũng không đợi Trương Huyền trả lời, bàn tay lăng không chảo một cái, một cỗ lực lượng lập tức nghiền ép tới. Là, thủ đoạn của vu hồn sư, chứng kiến động tác của hắn, ánh mắt Trương Huyền lóe lên. Lần này cam tâm tình nguyện bị đối phương bắt, chính là muốn nhìn ra hỏa này rút cuộc là người nào đến cùng muốn làm gì không nghĩ tới đối phương trực tiếp thi triển ra thủ đoạn của vua hồn sư xì xì trong lòng khiếp sợ bất quá trương huyền cũng không chống cự đối phương công kích mà tùy ý để hắn đi vào trong đầu bởi vì đối phương thi triển hắn liền nhìn ra cũng không phải sư hồn thuật mà là một loại hồn thuật dò xét sư hồn thuật tương đối bạo lực một khi thi triển hoàn toàn chính xác có thể biết tin tức trong đầu đối phương nhưng đồng dạng sẽ phá hư hồn phách cuối cùng dẫn đến hồn phi phách tán thậm chí tử vong hồn thuật dò xét bất đồng có thể dò xét bí mật bản thân muốn biết nhưng không tổn thương đối phương xem ra ra hòa này còn hy vọng hắn có thể xuất thủ khôi phục họa quyển không dám trực tiếp giết chết ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng biết cái gì quát lạnh một tiếng ý niệm của người mang mặt nạ bằng đồng xanh du đãng ở trong ý thức của trương huyền rất nhanh đã biết một ít sự tình muốn biết lại thật không biết bí mật dưới phong ấn thấy được càng nhiều, mày nhíu lại càng chặt. Trải qua dò xét linh hồn, hắn nhìn ra, đối phương xác thực không biết rõ tình hình dưới phong ấn, nói cách khác, bức mỹ nhân xuất dục đồ kia có lẽ không quan hệ tới hắn. Hơn nữa trải qua dò xét, có thể thấy được, tính cách đối phương chính trực, danh khí rất tốt không nói, là một danh sư ưu tú có thiên phú. Xem ra ta đoán sai rồi. Xem hết những thứ này, ý niệm của người mang mặt nạ bằng đồng xanh lui ra. Còn tưởng rằng là gia hỏa này sửa đổi họa quyển, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không phải bất quá nếu như đã nắm đến nhất định phải để cho đối phương nghĩ biện pháp khôi phục nội dung lúc trước nếu không những năm này vất vả tất cả đều thành bọt nước quả nhiên là vu hồn sư hơn nữa cùng đám người điền thanh có quan hệ mật thiết ý niệm của đối phương đi vào thức hải trương huyền cũng lặng lẽ dò xét đối phương chỉ bất quá đạo ý niệm này quá nhỏ ẩn chứa nội dung không nhiều lắm nếu không mục đích dụng ý của đối phương sẽ bị dò xét rõ ràng hắn lý giải vu hồn vượt xa đối phương bố trí một cái biểu hiện giả dối lừa gạt còn rất dễ dàng trải qua điều tra trung thanh vương cùng điền thanh có lẽ đều cùng hắn có quan hệ mật thiết nào đó nguyên nhân chính là như thế mới có thể để cho điền thanh mạo hiểm đi dụ dỗ đám người ngô sư hắn lặng lẽ ẩn giấu ở chỗ này câu bắt linh hồn của mình ta vốn muốn sưu hồn chỉ là một khi như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thật sự không còn có gì nữa hiện tại cho ngươi hai con đường để đi biết rõ vị trước mắt này hoàn toàn chính xác không biết gì cả. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ một tiếng. Thứ nhất, giúp ta khôi phục họa quyển, thành công, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi sống lại, thậm chí so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Thứ hai, sư hồn, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Nói thật, tuy ngươi rất hiểu rõ thư họa, nhưng thư họa sư đạt tới thực lực như ngươi, toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu, ngươi không đồng ý, ta sớm muộn gì cũng có thể phục hồi nội dung như cũ. Sống lại lần nữa, Trương Huyền nghi hoặc, không sai, người mang mặt nạ bằng đồng xanh khẽ đảo cổ tay, một nhục thân xuất hiện ở trước mắt, đây là vô hồn kim nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện thứ nhất, ta có thể cho hồn phách của ngươi ở tạm trong đó, như vậy chẳng khác nào đã có nhục thân, có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Vô hồn kim nhân, vô hồn kim nhân của đối phương, so với trước kia Trương Huyền gặp qua, cấp bậc cao hơn nhiều lắm, hẳn là nhục thân của nguyên thần cảnh đỉnh phong luyện chế thành, không chỉ như thế, thủ pháp cũng cực kỳ tinh diệu. Giống chân nhân như đúc, nhìn không ra vấn đề chút nào. Có thể nói, linh hồn thật đi vào trong đó, thực giống như sống lại, danh sư thất tinh bình thường, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Thân là danh sư, coi như không biết chức nghiệp vô hồn sư, nhưng vô hồn kim nhân cũng có thể nghe nói qua chứ. Không chỉ có thể để cho thực lực của ngươi bạo tăng, còn có thể để ngươi cải biến thân phận, trở thành nhân vật quyền cao chức trọng. Thấy hắn khiếp sợ, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười lạnh, "Trở thành nhân vật quyền cao chức trọng, chẳng lẽ điền thanh cùng trung thanh vương đều là vô hồn kim nhân nhớ tới một sự kiện đồng tử của trương huyền co rụt lại điền thanh có thể trở thành danh sư đường phó đường chủ thành phần bản thân khẳng định không có vấn đề dĩ vãng trải qua tất nhiên cũng là trong sạch sở dĩ phản bội nhân tộc chẳng lẽ là bị người luyện chế thành vô hồn kim nhân sau đó áp đặt vào một hồn phách khác còn có trung thanh vương thật muốn như vậy liền thật đáng sợ đường đường vô hồn kim nhân biến thành phó đường chủ cũng không có người phát hiện Mấu chốt nhất là hai cái này chỉ là muốn giết mình mới bại lộ. Như vậy không có bại lộ, sẽ có bao nhiêu? Bí pháp rút ra linh hồn, sau đó thay đổi một linh hồn khác vào trong cơ thể đối phương. Khó trách lúc trước danh sư Đường muốn tiêu diệt vô hồn sư không lưu tình chút nào, chỉ là năng lực này liền thật quá đáng sợ, bởi vì một khi đại quy mô thi triển, người căn bản không biết bên người rút cuộc là bằng hữu hay địch nhân. Trung Thanh Vương không phải vô hồn kim nhân, thứ này cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh lắc đầu. Không phải. Hắn chỉ là đồ chơi hiệu chung với ta mà thôi. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ một tiếng. Vậy. Điền Thanh thì sao? Trương Huyền tiếp tục nhìn qua. Điền Thanh. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười nhạo một tiếng. Không có trả lời. Mà nhìn qua. Muốn biết dung mạo dưới mặt nạ của ta. Không. Ân. Trương Huyền gật đầu. Nếu như có thể để cho ta biết rõ ngươi rút cuộc là người nào, thì có thể tin tưởng lời của ngươi, đáp ứng điều kiện của ngươi. Nếu không, dù sao cũng đã chết, không cần phải hỗ trợ người giết ta. Đối với người mang mặt nạ bằng đồng xanh này, hắn một mực rất ngạc nhiên, chỉ bất quá ra hỏa này từ khi nhìn thấy bản thân, thì không thi triển qua võ kỹ, vừa rồi hồn thuật dò xét, là thủ đoạn đặc thù của vu hồn sư, không tính là võ kỹ. Bởi vậy, trong đầu một mực không có hình thành thư tịch, cũng không biết rút cuộc là người nào. Nếu có thể tháo mặt nạ xuống tự nhiên tốt nhất, ta trái lấp dung mạo, chỉ là vì không muốn để người khác phát hiện. Bây giờ ngươi trốn không thoát, sinh tử chỉ ở nhất niệm của ta, cho ngươi xem cũng không sao. Cười lạnh một câu, người mang mặt nạ bằng đồng xanh thỏ tay chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống. Hồn phách của đối phương bị bản thân khống chế, sinh tử tất cả một ý niệm, căn bản không sợ làm ra phản kháng gì, vì vậy với hắn mà nói, cho xem chân dung cũng không coi vào đâu. Thấy đối phương mở mặt nạ ra, Trương Huyền vội vàng nhìn sang, chỉ lếch nhìn, đồng tử co rụt lại, không thể tin được, không thế nào tại sao lại là ngươi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha xuất hiện ở trước mắt không phải người khác đúng là điền thanh phó đường chủ hắn không phải đang chiến đấu với đám người ngô sư sao mấu chốt nhất là bản thân lần đầu tiên nhìn thấy vị này điền thanh đang bị giam giữ ở danh sư đường căn bản không có đi ra làm sao sẽ biến thành người mang mặt nạ bằng đồng xanh trương huyền không thể tin được rồi ngoài dự liệu của hắn đúng vậy điền thanh cùng ta đều là một người điền thanh phó đường chủ gật đầu gia hỏa này từ khi bị bắt tới đây vẫn không sợ hãi không lo lắng hiện tại biểu lộ như vậy để cho hắn cực kỳ thỏa mãn không đúng ngươi không phải điền thanh đoán không sai hẳn là thanh điền hoàng nhíu mày trương huyền nói ra phỏng đoán mấy ngày nay hắn một mực hoài nghi điền thanh vô cùng có khả năng là thanh điền hoàng nếu không không có khả năng tìm bản thân phiền toái cố ý hãm hại chỉ là có chút chi tiết không nghĩ ra không dám xác nhận mà thôi ngươi quả nhiên thông minh bất quá không nên nói ra thanh âm của điển thanh phó đường chủ trở nên cực kỳ âm trầm một cỗ sát lục chi khí nồng đậm cuốn tới khiến người ta trong nháy mắt tựa như lầm vào luân hồi địa ngục khó có thể chống lại cỗ sát lục chi khí này còn muốn tinh thuần hơn thiên diệp vương ý thức kém một chút có khả năng sẽ bị khí thức chấn nhiếp không chịu nổi hôn mê bất tỉnh người đã biết rõ ta là ai có lẽ rõ dị linh tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn là không thể điều hòa quy thuận ta không chỉ có thể sống còn có hưởng thụ vinh hoa phú quý, không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, đành phải giết chết rồi. Thanh Điền Hoàng không có phủ nhận, mà lạnh lùng nhìn qua, như nhìn người chết. Đối phương phán đoán ra, tương đương vạch mặt, cũng không cần phải tiến hành ngụy trang. Ngươi là Thanh Điền Hoàng, cũng là Điền Thanh. Như vậy ở bên ngoài chiến đấu với đám người Ngô Sư là ai? Ngươi. Một dị linh tộc, coi như ngụy trang tốt hơn nữa, nắm giữ quyền lợi của danh sư đường, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Trương Huyền nhịn không được nói, đây chính là địa phương hắn vẫn nghĩ không thông. Nếu như Thanh Điền Hoàng thật là Điền Thanh, Ngụy Trang thành danh sư bình thường, người khác nhìn không ra thì thôi, nhưng nắm giữ quyền lợi một phương, còn không có bị phát hiện, hắn cũng có chút không tin. Danh sư Đường thật ngu ngốc như vậy, ngay cả dị linh tộc lẫn vào cao tầng cũng không biết, khẳng định đã sớm bị diệt rồi. Điền Thanh là một đạo ý niệm của ta đầu thai, thân phận danh sư là từng bước khảo hạch ra, tồn tại chân thật. Vì cái thân phận này, ta chuẩn bị 800 năm, không nghĩ tới Bị ngươi phá hư, ngươi nên biết, ta muốn giết ngươi như thế nào. Thanh Điền Hoàng cười lạnh, sát cơ trong mắt như nước thủy triều. Vì thân phận Điền Thanh này, hắn hao tốn không biết bao nhiêu giá cả, thậm chí không tiếc tổn thương vô số tính mạng tộc nhân. Nếu không phải ra hỏa trước mắt này, khẳng định còn là danh sư đường phó đường chủ, trưởng quản tất cả quyền lợi. 800 năm vất vả, 800 năm trả giá, kết quả hóa thành cho bụi. Đương nhiên, những năm này mượn nhờ danh sư đường cùng danh sư, cũng tìm được tin tức rất trọng yếu, đã tìm được vật phẩm mình muốn, cách thành công chỉ kém một bước nhỏ cuối cùng. Nếu không nào có tâm tư cùng gia hỏa này nói nhiều như vậy, khẳng định vừa thấy mặt đã chém giết. Ý niệm đầu thai. Trương Huyền sững sờ, sau đó giật mình. Khó trách căn cứ quan sát của hắn, điền thanh kia, trên nguyên thần có thiếu sót rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ rất khó đạt tới xuất khiếu cảnh, vốn tưởng rằng là trong tu luyện xuất hiện vấn đề, nguyên lai like. chỉ là một đạo ý niệm đầu thai ý niệm bản thân không chọn vẹn, tu luyện tới nguyên thần. Cảnh coi như là đỉnh phong rồi, muốn xuất khiếu, hầu như không có khả năng. Bởi vì ý niệm đầu thai, tương đương một lần nữa có sinh mệnh, thân phận chân thật chính là Điền Thanh, vì vậy coi như là thư viện, cũng không nhìn ra bản thân chủ nhân là người nào. Việc này lại nói tiếp đơn giản, thân là vua hồn sư, tự nhiên biết rõ độ khó. Ý niệm là âm tính, sau khi đầu thai, tương đương âm hồn quấn thân, thai nhi mới sinh ra, rất dễ dàng bởi vậy chết non. Mấu chốt nhất là, loại đầu thai này, có tổn hại thiên hòa, là thiên đạo không dung, coi như có thể may mắn thành công, cũng cần tiêu phí giá cả thật lớn. Mặc dù có được thủ đoạn của vu hồn sư, xác suất thành công cũng vạn không còn một. Nếu không lúc trước mặt hồn sinh cũng không đến mức vì cửu thiên liên thai, mà dốc sức liều mạng, mà nghĩ biện pháp đi đầu thai một lần nữa rồi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, sau khi ý niệm đầu thai, sẽ lâm vào ngủ say, có ít người khả năng cả đời thẳng đến sắp chết cũng không thể thức tỉnh ký ức lúc trước cuối cùng tầm thường vô vi cho đến chết đây chính là thai mê trong thai u mê bởi vậy đầu thai trừ khi là đến bước đường cùng thật sự không có cách nào bằng không không có người làm như vậy hơn nữa mỗi đầu thai một lần đối với linh hồn đều có tổn thương thật lớn một lần không thành công trên cơ bản không có cơ hội thứ hai đối phương không chỉ thành công còn trở thành danh sư thất tinh đỉnh phong khống chế danh sư đường cho dù có bản thể ở sau lưng ủng hộ cũng cực kỳ đáng sợ không sai. Không nên ăn mòn sự kiên nhẫn của ta, nếu như biểu lộ thân phận, trừ khi quy thuận ta, hiến tế linh hồn. Nếu không người nên biết, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Thanh Điền Hoàng hừ lạnh, dám ở trước mặt đối phương hào phóng cho thấy thân phận, liền căn bản không quan tâm đối phương để lộ bí mật, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Muốn đánh chết đối phương, chỉ ở một ý niệm mà thôi. Được rồi, ta quy thuận. Trương Huyền gật đầu. Hả? Thanh Điền Hoàng sững sờ, ở trong phạm vi nhân tộc những năm này sinh hoạt hắn biết rõ danh sư kiên trì cùng tín niệm ra hỏa trước mắt này lúc trước kiêu ngạo như vậy ngay cả danh sư đường cũng có thể nhẹ nhõm xông qua vốn tưởng rằng sẽ có kiên trì nằm mơ cũng không nghĩ đến trực tiếp đáp ứng đây cũng quá sảng khoái quy thuận phải hiến tế linh hồn trần trừ một chút thanh điền hoàng nói đương nhiên trương huyền gật đầu vậy thì hiến tế đi có chút không dám tin tưởng bất quá thanh điền hoàng vẫn gật đầu một khi hiến tế linh hồn một ý niệm có thể để cho đối phương tử vong không cần sợ phản bội coi như đối phương quỷ kế đa đoan cũng không có bất kỳ tác dụng chờ một lát ta hiến tế linh hồn ngươi thật có thể tìm cho ta một vô hồn kim nhân thích hợp ta để cho ta sống sót trương huyền cắt ngang lời của hắn điểm ấy không cần lo lắng thanh điền hoàng khoát tay ánh mắt lộ ra khinh thường còn tưởng rằng gia hỏa này cốt khí ra sao nguyên lai là muốn sống cũng khó trách sinh tử trước mặt, rất nhiều danh sư bình thường xương cốt cứng rắn cũng sẽ chịu thua, thật giống như mấy tên trước cũng ngoan ngoãn nghe bản thân phân phó. Vậy, có thể nói cho ta biết trước, phương pháp đi vào vô hồn kim nhân, để cho ta thử xem không? Trương Huyền nói tiếp, phải xác nhận có thể sống, ngươi không gạt ta mới có thể thần phục. Lại nói, muốn ta hỗ trợ khôi phục họa quyền, cũng chỉ có thể cho ta nhục thân, không có nhục thân, chỉ bằng vào linh hồn là không có biện pháp cầm bút vẽ vu hồn của vu hồn sư có thể cầm lấy đồ vật nhưng linh hồn hầu như không thể nào làm được cái này nhăn mày lại muốn xem ra hỏa trước mắt này đến cùng nghĩ cái gì chỉ thấy mặt hắn đơn thuần nhớ nghĩ tới cảnh tượng lúc trước ở trong thức hải của đối phương thấy thanh điền hoàng nhẹ gật đầu cũng tốt phương pháp đi vào vô hồn kim nhân rất đơn giản nói xong cẩn thận giảng giải phương pháp đi vào cùng khống chế vô hồn kim nhân một lần ta đã biết thấy đối phương giảng giải cùng mặc hồn sinh truyền thừa không kém nhiều trương huyền lên tiếng loại phương pháp này, hắn đã sớm ngưng tụ thành thiên đạo công pháp, hơn nữa đã học, lúc trước luyện chế tốt phân thân, chia lìa hồn phách đi vào trong đó, chính là dùng pháp quyết này. Người buông ta ra, ta đi vào kim nhân, quẩy người một cái, phát hiện còn bị vây ở trong tế đàn, không cách nào nhúc nhích, Trương Huyền nói. Không nên chơi bị bợm gì, vô hồn kim nhân này là ta luyện chế, tự nhiên biết rõ phương pháp hủy diệt, đừng tưởng rằng đi vào trong đó, là có thể đối kháng ta. Thanh Điền Hoàng hừ một tiếng, hồn phách của ta chỉ có thánh vực nhị trọng kim nhân này lực lượng mạnh hơn nữa với ta mà nói tác dụng cũng không lớn coi như thật mưu đồ làm loạn cũng không phải đối thủ trương huyền nói dừng lại một chút thanh điền hoàng gật đầu xem ra thật sự có chút thần hồn nát thần tính rồi đối phương nói không sai linh hồn một thánh vực nhị trọng mà thôi càng lợi hại lại có thể thế nào bàn tay lăng không chảo một cái hào quang trên tế đàn lập lòe trương huyền cảm thấy trên thân buông lỏng hồn phách bị khốn trụ lập tức đứng lên Ta thử xem." Đứng dậy, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, chui vào vô hồn kim nhân trước mắt. Sau một khắc, kim nhân mở mắt, hoạt động thoáng một phát, cảm giác giống như khống chế khôi lỗi không có khác nhau quá lớn, Trương Huyền lắc đầu. Người là có xúc giác, linh hồn đi vào nơi đây, tuy có thể sống, nhưng không có xúc giác, giống như mượn xác hoàn hồn, trên thực tế không khác người chết. Khó trách cho dù vô hồn sư có thể sống lâu dài, cũng có không ít người không muốn học chức nghiệp này làm người, tự nhiên muốn sinh hoạt bình thường, ai muốn sống ở trong u ám, kéo dài hơi tàn. Thấy ra hỏa trước mắt này đi vào trong kim thân, không có động tác khác, lúc này thanh điền hoàng mới nhẹ nhàng thở ra. Kim thân là hắn luyện chế, đối phương đi vào trong đó, chẳng khác nào bị giam vào lồng sắt, muốn giết chết vô cùng đơn giản. Hiến tế đi, hừ một tiếng, tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, khống chế kim nhân, hai bước đi vào trước mặt tế đàn. Nếu hiến tế, vậy thì dùng tế đàn này đi nói xong kim nhân khẽ động mi tâm có một đạo linh hồn bắn ra chậm rãi lơ lửng ở trên không ân không nghĩ tới ra hỏa trước mắt này như thế chủ động thanh điền hoàng nhẹ gật đầu cũng tới trước mặt tế đàn thân thể nhoáng một cái vu hồn ly thể hắn tu luyện là công pháp vu hồn nhất mạch hồn phách âm hàn băng lãnh khiến người ta còn chưa tới trước mặt liền trông đã khiếp sợ vu hồn sư quan trọng là linh hồn chỉ có hiến tế cho hồn thể mới có tác dụng hiến tế hư lạnh một tiếng Thanh Điền Hoàng hài lòng nhìn lại. Vốn tưởng rằng đối phương là nhân vật tàn nhẫn, hiện tại xem ra còn là quá trẻ tuổi. Chỉ cần thành công hiến tế, chính là thuộc hạ trung thực của mình, sẽ không dám phản kháng. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vô hồn kim nhân đột nhiên dọc theo tế đàn dạo qua một vòng, bàn tay vỗ xuống. Ông. Toàn bộ phù văn tế đàn lập tức phát sáng lên, thời gian nháy con mắt, một cỗ hấp lực cực lớn mãnh liệt thôn phệ về phía vô hồn của thanh điền hoàng. Ngươi. Sao có thể kích hoạt tế đàn? thanh điền hoàng biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái tế đàn này, dùng phương pháp đặc thù của dị linh tộc luyện chế, cần sát lục chi khí mới có thể kích hoạt, càng trọng yếu là, dính dáng bí mật của vu hồn sư, đối phương là danh sư, làm sao có thể kích hoạt. Thanh điền hoàng cảm thấy sắc điên rồi. Người khác không biết thứ này đáng sợ, hắn biết rất rõ ràng a. À, một khi vận chuyển, có thể câu bắt linh hồn người vào trong đó, cường giả xuất khiếu cảnh cũng khó chống lại. Xì xì trong lòng khiếp sợ còn không có chấm dứt, liền cảm thấy hấp lực càng lúc càng lớn, vu hồn lơ lửng trên không trung rút cuộc khống chế không nổi, bị gắt gao hút lấy, giống như tùy thời bị truyền tống đến một nơi khác. Người muốn chết, vừa sợ vừa giận, trong lòng biết rõ chúng quỷ kế của gia hỏa này, thanh điền hoàng gào thét một tiếng, vu hồn xòe bàn tay ra, thẳng tắp chộp tới đoàn hồn phách kia. Còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy hồn phách này không bị tế đàn ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tiến vào trong cơ thể kim nhân kim nhân này là ta luyện chế. Ta muốn ngươi chết, cũng chỉ là sự tình một ý niệm. Không nghĩ tới đối phương đào tẩu, thanh điền hoàng càng thêm tức giận, lần nữa hét lớn, tinh thần khẽ động, huyệt đạo của vô hồn kim nhân lập tức phong bế, lực lượng trong cơ thể sôi trào, tựa hồ tùy thời sẽ nổ tung. Kim nhân là hắn luyện chế, nhất niệm có thể để nó tự bạo. Khống chế huyệt đạo phong bế, chính là giam linh hồn ở trong đó, không cách nào đào tẩu. Lúc trước Trương Huyền cũng dùng loại phương pháp này, âm chết Ngọc Diệp Vương, không cần làm phiền ngươi. Thanh âm của Trương Huyền vang lên, ngay sau đó, chợt nghe phốc. Một tiếng, vô hồn kim nhân như bị xé mở quần áo, từ trung gian trực tiếp vỡ ra. Hồn thể của hắn lập tức đi ra, lớn chừng 10 thước. Đổi lại trước kia, bị nhốt ở trong cơ thể kim thân, huyệt đạo phong bế, hắn cũng trốn không thoát. Nhưng mà linh hồn của hắn trải qua diễn không thiên thư thu nhỏ lại, một khi khôi phục, thật giống như voi cất vào bao tải, người sau tự nhiên không chịu nổi, ngay tại chỗ xé rách ra. Đây là hồn thể của ngươi, sao sẽ lớn như vậy? Chứng kiến Trương Huyền trực tiếp xé rách kim thân thành hai nửa, thanh điền hoàng bối rối. Thân là vua hồn sư, biết rõ hồn thể lớn đại biểu hàm nghĩa là cái gì, cái trước mắt này, trực tiếp đạt tới 10 thước. Cái này cần hồn lực mạnh bao nhiêu? Không đúng, ngươi là vua hồn sư. Lời nói nói phân nửa, đột nhiên kịp phản ứng, đồng tử co rụt lại. Chỉ có vua hồn sư mới có hồn thể cường đại như thế, đối phương không phải danh sư sao? Tại sao lại biến thành vua hồn sư? hắn có chút nổi điên truyền thừa của vu hồn sư bị diệt sạch vì học tập hắn hao tốn không biết bao nhiêu đối phương là thiên tài danh sư vạn năm không gặp lại cũng biết quả thực phá vỡ thế giới quan của hắn chớ khẩn trương thấy hắn có chút thất thố trương huyền an ủi một câu đi vào trước mặt nhục thân của đối phương tinh thần khẽ động vu hồn lần nữa thu nhỏ lại đến như chân nhân dọc theo mi tâm chui vào ngươi muốn làm gì thấy một màn như vậy thanh điền hoàng sốt ruột đó là nhục thể của hắn một khi linh hồn của đối phương chui vào chẳng khác nào đoạt xá vu hồn của mình không có nơi để đi đã bảo ngươi chớ khẩn trương vừa rồi không phải ngươi dạy ta làm sao sử dụng vô hồn kim nhân sao ta thử xem có thể đoạt xá nhục thể của ngươi hay không trong khi nói chuyện vu hồn thuận lợi đi vào cơ thể của thanh điền hoàng không lâu sau liền mở mắt đồng thời vặn vẹo cổ thoáng một phát ân thử một chút cảm giác cũng không tệ lắm thanh điền hoàng nhếch miệng cười cười bàn tay dựng thẳng lên, mãnh liệt đánh tới hồn thể trên tế đàn. Ầm ầm. Sát lục chi khí tuôn ra, lực lượng như sông lớn sôi trào. Thật mạnh. Cảm nhận được nhục thân mang đến lực lượng, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Tuy trong không gian giới chỉ của hắn cũng có hai 20 nhục thân dị linh, tộc luyện chế khôi lỗi, nhưng so với cái này, kém nhiều lắm, căn bản không có ở trên một cấp bậc. Một cái như sông biển, một cái như dòng suối nhỏ. Ngươi, thanh điền hoàng cảm giác muốn nổ tung không nghĩ tới hắn đường đường hoàng giả dị linh tộc, lại bị người âm, mấu chốt nhất là còn cầm nhục thể của mình, công kích linh hồn của mình. Vô luận nhục thân hay vu hồn bị thương, với hắn mà nói, đều là tai nạn có tính chất hủy diệt. Đáng giận, biết không ngăn cản, vu hồn nhất định sẽ bị một cái tát chụp chết. Tinh thần của thanh điền hoàng khẽ động, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức ngưng tụ thành, cùng trường lực va chạm chung một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng giao phong. Trương Huyền khống chế nhục thân kìm lòng không được lui về sau bảy tám bước. Lợi hại, không nghĩ tới là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức. Trương Huyền nhịn không được nói. Còn tưởng rằng thanh điền hoàng này, nhiều nhất giống như thiên diệp vương, đạt tới ngụy xuất khiếu, không nghĩ tới hồn thể trải qua lôi kiếp, là cường giả xuất khiếu cảnh chân chính. Vu hồn là thuộc tính âm, độ khó trải qua lôi kiếp, so với nguyên thần bình thường càng khó khăn. Hắn có thể thành công, thiên phú đáng sợ, nghe rợn cả người. Đi ra thân thể của ta, không để ý tới Trương Huyền kinh ngạc, thanh điền hoàng gào rú, vu hồn lăng không chảo một cái, Trương Huyền cảm thấy không khí chung quanh như bị giam cầm, còn muốn tiến công sẽ rất khó. Loại giam cầm này, giống như cầu đường chủ lúc trước, bất quá uy lực cường đại gấp bội. Nếu như lúc trước cầu đường chủ có thể phát huy ra lực lượng như vậy, hắn khẳng định đã sớm nhận thua, sông đường thất bại. Nhục thân bị giam cầm, Trương Huyền cảm thấy một cỗ lực lượng xé rách cực lớn quét tới, tựa hồ muốn kéo linh hồn của hắn ra khỏi nhục thân. Đừng có gấp, ta sẽ đi ra. Biết rõ đối phương sử dụng thủ đoạn nào đó, tính toán cưỡng ép túm ra, Trương Huyền lắc đầu, bàn tay khẽ đảo, đánh tới ngực mình. Bành. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhục thân thiếu chút nữa bị đánh chết ngay tại chỗ. Ngươi, Thanh Điền Hoàng liên tục run rẩy, có thể lại vô sỉ chút sao? Đây là nhục thân của ta. Bành. Đang tức đến không biết nên nói cái gì, liền thấy đối phương lần nữa vỗ ngực một trưởng. Phốc phun ra càng nhiều máu tươi dừng tay bị tế đàn bao phủ không đào thoát được thanh điền hoàng giống to đối phương tiếp tục đánh như vậy nhục thân bị hủy coi như vu hồn chạy thoát cũng là chó nhà có tang thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều người trước dừng tay ta sẽ dừng tay lười để ý đến đối phương gào thét bàn tay của trương huyền giơ lên tùy thời có thể công kích được ta dừng tay vẻ mặt tràn đầy hận ý thanh điền hoàng thu tay trở về hàm răng sắp cắn nát không có biện pháp không dừng tay tiếp tục công kích nữa hắn thật sợ mình sẽ bị đập nát thật muốn như vậy nhục thân này muốn trở về cũng phế đi ầm ầm vừa rút lực lượng ở bốn phía về không giam cầm đối phương nữa thanh điền hoàng đang muốn nói chuyện liền chứng kiến một bàn tay bổ tới chỉ thấy bản thân dừng lại đối phương lại không ngừng ngược lại một cái tát đập tới ta đô la phần trăm vu hồn lắc lư thiếu chút nữa bị trục chết ngay tại chỗ thanh điền hoàng cảm thấy cả người sắp muốn điên rồi từ khi trở thành hoàng giả của thanh điền nhất mạch lúc nào chịu qua loại ủy khuất này xuất thủ cũng không phải không ra tay cũng không phải vô luận làm như thế nào bị đánh đều là bản thân dừng tay Kim lòng không được vận dụng lực lượng ngăn trở công kích của đối phương đang muốn làm mấy thứ gì đó chỉ thấy đối phương giơ tay lên lần nữa đánh tới nhục thân phốc 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 lần này ác hơn máu tươi điên cuồng phun ra nội tạng tự hồ cũng nhận lấy thương thế khó có thể chữa trị rút lực lượng về đối phương lại bổ tới vu hồn một trưởng. Liên tục như thế, thanh điền hoàng chỉ cảm thấy hồn thể càng ngày càng yếu. Đường đường cường giả xuất khiếu cảnh, càng là vu hồn sư, lại có thể bị một gia hỏa thánh vực nhị trọng sắp đùa chơi chết, cả người cảm thấy sắc kiên trì không nổi. Người, không nên vô sỉ như vậy có được hay không? Người không phải danh sư sao? Danh sư không nên chú ý đạo nghĩa, chú ý quy tắc sao? Nào có đoạt xá nhục thân người khác tới tiến công linh hồn của đối phương chứ? Như vậy bảo ta đánh như thế nào? không được, tiếp tục như vậy, coi như vù hồn không chết, nhục thân cũng khẳng định phế đi. Có thể trở thành hoàng giả của thanh điền nhất mạch, hơn nữa, bố cục lâu như vậy, tự nhiên không phải thế hệ đơn giản. Cho dù phương pháp của đối phương vô sỉ, nhưng lại không thể không nói, đối phó tình huống hiện tại là hữu hiệu nhất. Sợ ném chuột vỡ bình, không dám hạ tử thủ với nhục thân, đối phương chẳng khác nào một mực dựng ở thế bất bại, bản thân chỉ có thể bị động ăn đòn. Cực kỳ nghiêm trọng, rút cuộc ngăn cản không nổi hấp lực của tế đàn vù vù, liền biến mất khỏi tại chỗ, bị hấp thu vào. Nguy rồi. Thấy ra hỏa này bị đánh không thể chống cự hấp lực, bị tế đàn hút đi, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Một bên khác của tế đàn là địa cung, nhục thân của bản thân vẫn còn ở đó, gia hỏa này thực lực cường đại như thế, thật muốn động thủ, phiền toái không nhỏ. Nắm chặt thời gian đi qua. Biết rõ chậm trễ nữa, gây chuyện không tốt thật sẽ xuất hiện đại phiền toái. Tinh thần khẽ động, vu hồn từ trong thân thể đối phương bay ra, bàn tay vẫy vẫy, thu thi thể đối phương vào không gian giới chỉ. Hắn hồn phách mà đến, không có đeo giới chỉ, này cái là của thanh điền hoàng, nắm nhục thân của đối phương, giới chỉ tự nhiên cũng ở trong tay. Không kịp nhìn kỹ, giấu giới chỉ ở một nơi hẻo lánh, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, sau một khắc đã đi tới trước mặt tế đàn. Phần phật, hào quang lóe lên, cũng từ tại chỗ biến mất. Vù vù, thanh điền hoàng xuất hiện ở địa cung. Cái gì? Là vu hồn, vu hồn của hắn mang theo âm hàn chí, vừa xuất hiện đã bị đám người ngô sư phát hiện tất cả đều đồng loạt đứng lên tràn đầy cảnh giác nhiều danh sư như vậy chỉ trong chốc lát danh sư đừng lại tới rất nhiều danh sư chừng hai ba mươi vị những người này thủ hộ ở chung quanh là bảo vệ trương huyền không nghĩ tới trực tiếp thấy được thanh điền hoàng bị bọn hắn bắt lấy thì xong rồi ra đầu nổ tung bản thân bị thương lại gặp được nhiều danh sư như vậy coi như hắn là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức gây chuyện không tốt cũng sẽ vẫn lạc hả đó là nhục thể của hắn thật tốt quá ngươi đã đoạt xá ta ta liền đoạt xá ngươi nhìn quanh một vòng đang suy tư làm sao bây giờ đột nhiên thấy được thân thể trương huyền ánh mắt thanh điền hoàng nheo lại ngươi bất nhân vậy đừng trách ta bất nghĩa cùng lắm thì chúng ta chung một chỗ tổn thương lẫn nhau nguy rồi vu hồn này muốn đoạt xá trương sư nhanh ngăn trở cảm nhận được vu hồn thẳng tắp phóng về phía trương huyền đồng tử đám người ngô sư co rụt lại nhao nhao xuất thủ vu hồn của thanh điền hoàng cho dù trải qua lôi kiếp như trước mang theo âm hàn dùng thần thức dò xét mà nói rất dễ dàng phát hiện tung tích rầm rầm lực lượng như mưa hừ liên tục trúng mấy trưởng ánh mắt của thanh điền hoàng nheo lại mới vừa rồi bị động ăn đòn là vì đối phương đoạt xá nhục thể của hắn bản thân sợ ném chuột vỡ bình không dám thi triển công kích mạnh nhất bọn danh sư này cho dù thực lực không kém nhưng hắn chỉ muốn đào tẩu mà nói căn bản ngăn không được giam cầm người đang ở trên không trung liền điểm tới. Dầm ào ào, một đạo gợn sóng quét tới bốn phía, không gian trong địa cung như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cố định, mọi người thời gian nháy con mắt, tựa như lâm vào đầm lầy, vô luận hành động hay công kích, đều nhận lấy hạn chế. Là cường giả xuất khiếu cảnh, trương cửu tiêu biến sắc, sốt ruột la lên, có thể thi triển ra lực lượng cường đại như thế, giam cầm tất cả công kích của bọn hắn. Thực lực của vu hồn này dĩ nhiên trải qua lôi kiếp, đạt đến xuất khiếu chính thức. Cường giả loại này, căn bản không phải nhiều người có thể chiến thắng. Du Long đại trận, cũng biết vị trước mắt này không dễ đối phó, Ngô Sư hét lớn. Du Long đại trận là trận pháp mà mỗi vị danh sư của danh sư đường đều tu luyện, dùng để ứng đối nguy hiểm. Dầm ào ào, tiếng la chấm dứt, trận pháp cũng đã hình thành, hơn 20 danh sư hình thành trận pháp, toàn bộ địa cung lập tức bị khí tức cường đại càn quét, nhẹ nhàng chấn động, gông cùm xiềng xích lúc trước bao phủ, tựa như khối băng vỡ vụn ra. Xuất khiếu cảnh giam cầm, cũng không phải giam cầm không gian chính thức, mà là dùng lực lượng cường đại phong tỏa bốn phía, lực lượng vượt qua cực hạn, tự nhiên sẽ không chịu nổi. Không nghĩ tới bọn danh sư này phản ứng nhanh như vậy, thời gian nháy con mắt liền hình thành trận pháp đột phá giam cầm, Thanh Điền Hoàng, không dám trần trở, vu hồn mãnh liệt sông lên, đi vào trước mặt Trương Huyền, thuận theo mi tâm chui vào. Hạc hạc, vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, Thanh Điền Hoàng nhịn không được cất tiếng cười to, không phải muốn giết ta sao hiện tại ta tiến vào thân thể của ngươi nhìn ngươi giết như thế nào trương sư không nghĩ tới vu hồn này thật đoạt xá trương huyền đám người ngô sư đều trong mắt đỏ hoe cực kỳ sốt ruột tuy bọn hắn hiểu rõ chức nghiệp vu hồn không nhiều lắm nhưng biết rõ một khi bị đoạt xá hồn phách của mình chẳng khác nào bị gạt bỏ người triệt để chết đi trương sư đang tu luyện được nhiều người như vậy thủ hộ rõ ràng còn xuất hiện cái sọt lớn quả thực tội không thể thứ cho dầm ào ào trong nháy mắt bao quanh vây lại từng cái đằng đằng sát khí như thế nào muốn động thủ sao tới đây trước đánh chết vị danh sư thiên tài này của các ngươi lại nói khống chế được nhục thân của trương huyền thanh điền hoàng hưng phấn hét lớn bất quá tiếng la còn không có chấm dứt đồng tử đột nhiên co rút lại như gặp quỷ rồi a à, đây là cái gì không phù phù nằm trên mặt đất liên tục run rẩy có tiếng kêu thảm thiết sông thẳng vân tiêu ách đám người ngô sư đang tính công kích từng cái hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải vừa rồi còn kiêu ngạo cực kỳ khủng khiếp như thế nào trong chớp mắt liền như vậy rồi hả không ta không đoạt xá nữa để cho ta rời đi để cho ta rời đi kêu thảm thế lương vu hồn của thanh điền hoàng điên cuồng dãy ruộng muốn lao ra nhục thân của trương huyền lại phát hiện tất cả huyệt đạo đã bị phong bế căn bản trốn không thoát đừng giết ta ta không muốn thương tổn lẫn nhau thật không muốn để cho ta đi còn không được sao van cầu ngươi xì xì tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang thanh điền hoàng như gặp được chuyện vô cùng đáng sợ thanh âm càng ngày càng nhỏ dần dần biến mất vù vù tế đàn lóe lên trương huyền xuất hiện thanh điền hoàng thực lực mạnh mẽ vạn nhất náo ra chuyện gì liền phiền toái lớn rồi mới xuất hiện đang muốn tìm kiếm thanh điền hoàng liền chứng kiến trước mắt đứng đầy danh sư lại tới nữa một cái chết đánh hắn cho ta không biết người nào hô một tiếng còn không kịp phản ứng trương huyền liền cảm thấy lực lượng cường đại bao phủ tới thiên đạo công pháp tu luyện vu hồn mặc dù không có âm hàn mọi người không thấy bộ dáng nhưng thần thức vẫn có thể phát hiện dưới tình huống bình thường thần thức rất ít liên tục vận chuyển bởi vậy lặng lẽ rời đi lặng lẽ đến cũng sẽ không bị phát hiện hiện tại tế đàn vận chuyển lại có tiền lệ vu hồn sư thần thức đã sớm tập trung xung quanh vừa xuất hiện đã bị phát hiện đùng đùng công kích điên cuồng quét tới da đầu của trương huyền lập tức nổ tung này là cái tình huống gì? Chỉ đi ra ngoài một lát, làm sao sẽ đến nhiều danh sư như vậy? Lại vì sao điên cuồng công kích ta? Đây là Điên rồi sao? Thanh Điền Hoàng đâu? Mấu chốt nhất là bây giờ còn không thể giải thích, một khi giải thích, thân phận Vu Hồn sư liền giữ không được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn ở danh sư đường, phiền toái không ít. Phiền muộn sắp thổ huyết, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền lần nữa thu nhỏ lại, khó khăn lắm tránh thoát mọi người công kích mãnh liệt nhảy tung, rất nhanh vọt tới nhục thể của mình. Còn nữa, muốn chết. Giết hắn đi. Tất cả mọi người điên rồi. Vừa rồi không có thủ hộ được trương sư, để cho một vô hồn đoạt xá. Không nghĩ tới cái này vừa đến, lại càng thêm cả gan làm loạn. Còn muốn xông lại, quả thực là có thể chịu đựng nhưng không thể nhẫn nhục. Dầm dầm. Các loại công kích lan tràn, triệt để ngăn trở chung quanh thân thể trương huyền. Trương huyền phát điên. Không đi giáo huấn thanh điền hoàng, sao đám người kia lại nhằm vào mình hà? đỉnh đỉnh tới đây trong lòng vội vàng gọi kim nguyên đỉnh ở cách đó không xa đối phương thần phục hắn có thể dùng tinh thần tiến hành câu thông chủ nhân nghe được thanh âm kim nguyên đỉnh vội vàng bay tới mau đưa ta đến tế đàn mọi người công kích rậm rạp chẳng chịt căn bản không qua được vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào nó hỗ trợ vâng kim nguyên đỉnh lên tiếng lô đỉnh vù vù thoáng một phát đi vào trước mặt nhục thân của trương huyền mọi người tránh ra ở trong tiếng gầm gừ mãnh liệt đụng tới, thi thể Trương Huyền ở dưới va chạm, thẳng tắp sông về trước. Đùng đùng, một hồi thanh âm gãy xương vang lên. Trương Huyền che chán. Ngươi không thể nhẹ một chút được sao? Sớm biết Kim Nguyên Đỉnh không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Cực kỳ phiền muộn, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này, thấy nhục thân bay tới, vu hồn khẽ động, mãnh liệt chui vào. Chân khí trong cơ thể chuyển một cái, thương thế trên người phục hồi từ từ, mở mắt, nhìn về phía mọi người, vừa rồi thanh điền hoàng đến các ngươi có phát hiện không nói còn chưa dứt lời chỉ thấy mọi người đang đằng sát khí tùy thời sẽ động thủ các ngươi muốn làm gì ánh mắt nheo lại ngươi là ai coi như đoạt xá trương sư cho rằng có thể chạy thoát sao ngô sư quát lớn thần thức thăm hỏi xuống bọn hắn từng chứng kiến vu hồn vừa tới kia tiến vào thân thể của trương sư đoạt xá từng cái đều sắp tức điên rồi một cái đoạt xá thì thôi liên tục hai cái các ngươi đây là cảm thấy danh sư đường chúng ta dễ khi dễ thân thể trương sư trở thành sân chơi sao ta là trương huyền vừa rồi tu luyện hiện tại đã tỉnh lại biết rõ mọi người cũng là lo lắng hắn trương huyền lắc đầu ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng lời này ngô sư lắc đầu mọi người cũng không tin vu hồn vừa mới vào ngươi liền mở mắt ngươi nói là trương sư làm sao có thể không tin trương huyền nhíu mày ngô sư vừa rồi ngươi công kích ta, sử dụng chiêu thứ bảy của lục hợp kiếm pháp, trong đó có 8 chỗ thiếu sót, theo thứ tự là kiếm khí không tinh, khí tức không tinh khiết, lực lượng bất chính, tinh khí chưa đủ. Biết rõ giải thích như thế nào cũng không có tác dụng, chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền nói thẳng ra vấn đề trên chiêu số của hắn. Loại năng lực này, chỉ có danh sư mới có, dùng để chứng minh bản thân không còn gì tốt hơn. Cái này, nghe được đối phương nói, thân thể ngô sư nhoáng một cái, một chỗ thiếu sót cuối chung là vì ở khâu ngô cung bị ma âm quấy nhiễu, linh hồn bị hao tổn, đến bây giờ không có triệt để khôi phục. Không biết ta nói đúng không? Ách, vâng. Dừng lại một chút, ngô sư gật đầu. Như vậy tin ta là Trương Huyền chưa? Trương Huyền nhướng mày. Vâng. Ngô sư vội vàng gật đầu. Có thể nói ra nhiều thiếu sót như vậy, còn nói ra sự tình khâu ngô cung, tự nhiên là Trương Sư không thể nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi công kích ta? Thấy mọi người xác nhận thân phận, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút nghi hoặc cau mày. Bản thân đủ cẩn thận rồi, kết quả mới xuất hiện đã bị phát hiện, còn thiếu chút nữa bị đánh chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này. Ngô sư tranh thủ nói sự tình vừa rồi một lần. "Ngươi nói, một vu hồn tiến vào thân thể của ta, sau đó không ngừng kêu thảm." Lông Mi nhảy dựng, Trương Huyền không thể tin được, thanh điền hoàng này có phải ngốc hay không? Trong cơ thể mình tất cả đều là thiên đạo chân khí, đúng là khắc tinh của vu hồn trực tiếp xông tới, giống như dê sông vào bầy hổ, có cái gì khác nhau? Vốn nghĩ rằng đối phương đào tẩu khó có thể bắt lấy nữa, không nghĩ tới, bản thân tự tìm đường chết. Xem ra, là thấy ta đoạt xá nhục thể của hắn, sử dụng rất tốt, nên muốn thử xem a. À. Xoa xoa mi tâm. Đường đường hoàng giả của thanh điền nhất mạch, cường giả xuất khiếu cảnh, không nghĩ tới lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, cái này tốt rồi, đoán chừng bị thiên đạo chân khí của mình ăn mòn thành cho tàn, theo người ta bốc hơi. Ta không sao, vừa rồi tu luyện công pháp đặc thù, cả người không có ý thức. Đoán không sai, hai vu hồn chui vào trong cơ thể ta đã bị tàn phá. Khoát tay áo, Trương Huyền cũng không giải thích. Vâng, thấy hắn nói như vậy, mọi người không muốn hỏi nhiều. Người khác khó hiểu, ngô sư lại lòng dạ biết rõ. Thân là thiên nhận danh sư, nhục thân dễ dàng bị đoạt xá như vậy. Đoán chừng khổng sư đã sớm chết, làm sao có thể trở thành vạn thế chi sư. Cảm tạ chư vị thay ta hộ pháp. Biết rõ mọi người là vì hắn, mới dũng mãnh như thế, Trương Huyền ôm quyền cảm kích. "Trương sư khách khí." Tất cả mọi người đều gật đầu. Hàn Huyên hai câu, Trương Huyền không nói thêm nữa, mà tràn đầy kỳ quái nhìn lại trong thân thể. Coi như thanh điền hoàng đi vào trong cơ thể bị thiên đạo chân khí giết, người mạnh như thế cũng có thể lưu lại cái gì mới phải, không có khả năng cái gì cũng không còn. "Hắc hắc, ngươi là đang tìm ta sao?" Đang nội thị, đột nhiên một thanh âm âm trầm vang lên ở trong đầu, giống như quỷ mị, âm hàn rét thấu xương truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Người nào? Trương Huyền chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nói chuyện ở trong đầu hắn, lại không biết rõ tình hình. Rút cuộc là người nào? Vội vàng nhìn về phía địa phương thanh âm vang lên, như thấy được một thông đạo ngăm đen, lan tràn không biết bao xa, liếc nhìn không tới cuối. Vào đi! Thấy hắn phát hiện thông đạo, thanh âm âm lãnh vang lên lần nữa. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy thân thể nhoáng một cái, Ý thức xuất hiện ở trước mặt thông đạo, lại có thể bị đối phương hút đến nơi này. Người rút cuộc là người nào? Khuôn mặt khó coi, Trương Huyền nhìn vào trong thông đạo, sau đó chứng kiến một con mắt thật to xuất hiện ở trước mắt, lúc mở lúc đóng, tựa như chiếu xạ tâm linh con người, khiến người ta sinh ra tạp niệm. Khó trách có thể làm cho thuộc hạ của ta thảm như vậy. Nguyên lai là Thiên Nhận Danh Sư. Nhiều năm như vậy, Thiên Nhận Danh Sư lại xuất hiện. Tiếng cười lạnh vang lên. Ngươi có thể nhìn ra ta là Thiên Nhận Danh Sư? ánh mắt nheo lại, trong lòng Trương Huyền căng thẳng. Thân phận của hắn, coi như là thánh vực thất trọng như Lạc Thừa Tân cũng nhìn không ra, đối phương lại liếc xem thấu, không khỏi quá lợi hại đi. Ngay cả cái này cũng nhìn không ra, thì có tư cách gì tranh đấu với khổng sư nhiều năm như vậy. Lóe lên một cái, ánh mắt khẽ nói. Cùng khổng sư tranh đấu nhiều năm. Ngươi là... Ngoan nhân. Nhíu mày, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Lúc trước, ngoan nhân phong ấn trong thiên đạo chi thư đã nói với hắn, bí pháp câu bắt linh hồn là đặc thù của mình đoán không sai một phần của ngoan nhân ở đầm lầy tế bắc không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn là một con mắt thật to người nghe nói qua ta nhẹ nhàng cười cười thanh âm tiếp tục vang lên cũng đúng ta vây khốn khổng sư ở trần thái thiếu chút nữa giết hắn coi như danh sư đường vì giữ gìn tôn nghiêm của vạn thế chi sư khẳng định cũng sẽ ghi chép lại vây khốn khổng sư trương huyền sững sờ ngoan nhân trong thiên đạo chi thư, bởi vì chết một phần thân thể, ký ức bị hao tổn, không ít chuyện về Khổng Sư cũng không nhớ kỹ, cái trước mắt này rõ ràng biết càng nhiều. Khổng Sư ở trong lòng hắn vẫn luôn là tồn tại vô địch, ở toàn bộ danh sư đại lục, càng là người người kính ngưỡng, lại bị ngoan nhân khốn ở trần thái thiếu chút nữa chết. Việc này là chưa từng nghe nói qua. Xem ra người không biết, bất quá, không biết cũng không sao. Có thể nuốt một vị thiên nhận danh sư, lực lượng nhất định có thể khôi phục không ít, đến lúc đó có thể tránh thoát chỗ đó, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Ánh mắt tỏa ánh sáng, thanh âm của ngoan nhân tràn đầy hưng phấn, xem ra chỉ có thể ủy khuất ngươi, chết đi cho ta. Vù vù. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy hắc động trước mắt sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn, tựa hồ muốn thôn phệ hồn phách của mình vào. Nguy rồi. Đây là ngoan nhân tự mình thi triển chi thuật câu bắt. Sắc mặt khó coi. Lúc trước, thanh điền hoàng ngựa nhờ tế đàn thiếu chút nữa không chống lại được, ngoan nhân tự mình thi triển, làm sao ngăn cản. Cảm nhận được mình tùy thời bị thông đạo màu đen hấp đi, ra đầu Trương Huyền nổ tung. Không hổ là ngoan nhân đã từng chiến đấu với khổng sư, thực lực bây giờ, coi như trăm không còn một, cũng không phải hắn có thể chống lại. Tranh lệch thật sự quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng bị nuốt vào. Tuy không biết thông đạo màu đen trước mắt là cái gì, nhưng chỉ cần ngã vào trong đó, coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Trương Huyền cắn chặt răng, gắt gao kiên trì, cùng thời khắc đó, tinh thần lặng lẽ câu thông ngoan nhân trong thiên đạo chi thư. Nếu như đoán không sai, ứng với đầu lâu cùng mắt phải của ta. Sóng tinh thần của ngoan nhân chuyển đến. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền vội vàng nói. Loại phương pháp linh hồn câu bắt này, tuy lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa, còn rất khó làm được. Thật giống như thanh điền hoàng mượn tế đàn. Ta khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cách xa nhau mấy vạn, hơn 10 vạn dặm, cũng có thể câu giết chủ nhân nhưng bây giờ mà nói, hẳn là mượn kết nối nào đó, chỉ cần chặt đứt kết nối, liền an toàn. Suy nghĩ một chút, ngoan nhân nói, thời điểm lực lượng mạnh nhất, cách xa nhau mấy vạn dặm, hơn 10 vạn dặm, giết một thánh vực nhị trọng, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, có huyết dịch của đối phương, một ý niệm có thể làm được, nhưng lúc trước bị đánh vỡ nát, khắp nơi đều là tàn thi, coi như khôi phục nhiều hơn hắn, muốn làm được điểm ấy, cũng là không thể nào. Khả năng duy nhất là giống như Thanh Điền Hoàng lúc trước, mượn các loại đồ vật như tế đàn, kết nối. Không sai. Nghe được lời của hắn, Trương Huyền sừng sốt một chút, linh quang lóe lên, là hồn phách của Thanh Điền Hoàng. Vu hồn của Thanh Điền Hoàng đi vào thân thể của mình, gia hỏa này có lẽ là mượn lực lượng của hồn phách mới muốn câu lấy mình. Xem ra gia hỏa này còn không có bị ăn mòn sạch sẽ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi ở địa phương nào. Đã biết nguyên nhân, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, ý thức chống cự hấp lực của thông đạo màu đen, đồng thời thần thức lan tràn, cẩn thận tìm kiếm ở trong người đã tìm được. Không lâu sau, quả nhiên bị hắn phát hiện một vu hồn giấu ở trong góc thức hải. Dưới tình huống thiên đạo chân khí không người khống chế, có thể du tẩu toàn thân, cũng rất khó đi vào thức hải, xem ra gia hỏa này ẩn núp đến nơi đây, tránh thoát một kiếp. Hừ. Tinh thần khẽ động, thiên đạo chân khí lập tức lao qua. A, à, thanh điền hoàng kêu thảm, Trương Huyền cảm thấy thông đạo màu đen cực nhanh lui về phía sau, con mắt thật to cũng lắc lư hai cái, tùy thời biến mất. Không nghĩ tới bị phát hiện rồi bất quá không sao cả người nhất định sẽ chết ở trên tay của ta phát ra gào thét trầm lắng ánh mắt đã mất đi tung tích lúc này trương huyền mới phát hiện bản thân như trước đứng ở trong địa cung vẫn không nhúc nhích trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh vừa rồi trong nháy mắt đó thật giống như lâm vào ảo cảnh đặc thù thiếu chút nữa bị đối phương thôn phệ lợi hại tuy an toàn vẫn nhịn không được lòng còn sợ hãi thật đáng sợ nếu vừa rồi không kịp phản ứng chỉ sợ ý thức đã bị đối phương câu đi bị gia hỏa này nắm đi, chỉ sợ không có dễ lừa dối như thanh điền hoàng rồi. Chủ nhân, vừa rồi loại tình huống đó, ta không dám ra tay, một khi động thủ, chẳng khác nào bại lộ. Đối phương vô cùng có khả năng thi triển ra phương pháp càng thêm điên cuồng, chỉ biết càng thêm bất lợi với chủ nhân. Thanh âm của ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư truyền đến. Ân, Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói không sai. Chỉ cần ngoan nhân xuất thủ, đối phương tất nhiên có thể phát hiện. Ngoan nhân muốn thôn vệ đối phương, đối phương tất nhiên cũng muốn thôn vệ bên này. Vì vậy, làm như thế mà nói, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm điên cuồng. Thực muốn làm như thế, chỉ biết sớm để cho đối phương biết ngoan nhân tồn tại, về sau còn muốn động thủ liền khó khăn. Ít nhất hiện tại, địch nhân ở ngoài sáng, ngoan nhân ở trong tối. Có thể chiếm cứ quyền chủ động rất lớn. Thực lực của hắn đạt đến mức nào? Ngươi có phải đối thủ hay không? Không có xoắn suýt những thứ này, Trương Huyền hỏi. Thực lực cụ thể của hắn, ta không nhìn ra, bất quá. Có lẽ thấp nhất cũng đạt đến xuất khiếu cảnh. Thực lực của ta bây giờ, không phải là đối thủ, bất quá. Ăn thanh điền hoàng mà nói, có lẽ có thể đạt tới xuất khiếu. Trần trừ một chút, ngoan nhân nói. Ăn, sửng sốt một chút, trương huyền gật đầu. Dị linh tộc có bí pháp thôn vệ nhân loại, thôn vệ danh sư tiến bộ. Mặc dù thanh điền hoàng là dị linh tộc, có thể tu luyện vu hồn chi thuật, càng đạt đến xuất khiếu cảnh, thôn phệ, đối với thực lực tăng lên, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Vâng." Ngoan nhân đáp, "Đợi ta tra xét xong, sẽ giao ngươi xử trí." Dừng lại một chút, Trương Huyền nói, bị Thiên Đạo chân khí vây khốn, hơn nữa vừa rồi ăn mòn, thực lực của Thanh Điền Hoàng bây giờ rồi hao tổn hơn phân nửa, không quan trọng gì. Còn có chút nghi hoặc, hỏi xong lại cho cho đối phương cũng không muộn. "Trương sư." Nói phức tạp, trên thực tế theo thông đạo màu đen xuất hiện, đến thời khắc này, bất quá hơn 10 cái hô hấp mà thôi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đám người ngô sư vẻ mặt lo lắng nhìn qua ta không sao ngô sư ngươi đi theo ta đúng rồi đưa tế đàn này đến danh sư đường chờ người tổng bộ tới giao cho bọn họ coi như là chứng cứ trương huyền nói vâng ngô sư ăn bài một tiếng đi theo sau lưng trương huyền ra địa cung minh lý chi nhãn chiếu dọi trương huyền dò xét bốn phía không lâu sau tìm đúng phương hướng thẳng tắp bay về phía trước phù đệ của trần chiết tọa lạc ở biên giới thanh nguyên thành rồi hai người cấp tốc phi hành không lâu sau liền đi tới chỗ sâu trong núi rừng tìm một lát chứng kiến một căn nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt chính là nơi này không nghĩ tới cả hai cách chừng vài chục dặm xác nhận thoáng một phát trương huyền có chút kinh hãi còn tưởng rằng hai tế đàn cách nhau không xa không nghĩ tới đã đạt đến hơn mươi dặm khoảng cách xa như vậy nhẹ nhõm câu lấy linh hồn của mình chiêu này của ngoan nhân thực quá đáng sợ đi vào nhà gỗ tìm được giới chỉ vừa rồi giấu kỹ cái này Nhìn trong phòng cũng có một tế đàn giống nhau, ngô sư có chút không dám tin tưởng. Người xem một chút đây là ai? Giữ giới chỉ ở trong lòng bàn tay, thiên đạo chân khí nhẹ nhàng chuyển một cái, phá hủy linh hồn ấn ký ở trong đó, tinh thần khẽ động, một thi thể xuất hiện ở trước mặt. Đây là... Điền thanh phó đường chủ. Hắn không phải tự bạo sao? Ngô sư sững sờ. Điền thanh ở trước mặt hắn tự bạo, thi thể cũng bị mang về danh sư đường rồi. Sao nơi đây còn có một cái? hơn nữa nhìn lên hoàn hảo không tổn hao gì, khí tức càng mạnh hơn. Đây là hắn ngụy trang. Bàn tay của Trương Huyền nhẹ nhàng vẽ một cái, dầm ào ào. Ngụy Trang bị xóa đi, thi thể trước mắt lập tức tăng lên một vòng, cao chừng hơn 2 mét, mặc dù dung mạo không có biến hóa, nhưng khí tức trên thân lại mang theo sát lục chi khí làm cho người hoảng sợ. Dị linh tộc, ánh mắt của ngô sư lập tức híp lên. Ân, không sai, không chỉ dị linh tộc, còn là thanh điền hoàng. Trương Huyền gật đầu, Hoàng giả của Thanh Điền Nhất Mạch. Ngô sư ngạc nhiên. Điền Thanh Phó Đường chủ, tại sao có thể là hoàng giả của Thanh Điền Nhất Mạch? Nếu như vậy mà nói, làm sao có thể ở chung mấy trăm năm, lại chưa nhận ra được là như thế này? Biết đối phương không thể tin được, Trương Huyền nói sự tình lúc trước biết rõ ra. Cái này, Ngô sư liên tục run rẩy. Đường Đường Dị linh tộc của Thanh Điền Nhất Mạch cải biến thân phận, biến thành Phó Đường chủ, quản lý một phương, bọn hắn cũng không phát hiện, tội khó có thể nói nên lời rồi nếu như là thật toàn bộ danh sư đường còn có vô số danh sư cũng như thế ta gọi ngươi tới ngươi có lẽ rõ chuyện này không có khả năng tiết ra ngoài nếu không người người đều sợ hãi liên lụy thật quá lớn biết rõ đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trương huyền dặn dò bất quá phản đồ của nhân loại phải điều tra ra nếu không tai họa không nhỏ vì vậy ngươi phải ở sau lưng truy xét tranh thủ nhổ tận gốc căn cơ mà thanh điền hoàng lưu lại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vâng ngô sư gật đầu trương sư nói không sai chuyện này liên lụy căn cơ của danh sư đường không có khả năng phớt lở nếu không danh sư đường của thanh nguyên đế quốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cái thi thể này lưu cho ngươi ngươi nghĩ biện pháp xử trí chờ người tổng bộ tới coi là chứng cứ báo cáo kỹ càng sự tình một lần là được trương huyền khoát tay áo thi thể của thanh điền hoàng tuy sức chiến đấu rất mạnh nhưng với hắn mà nói không có ý nghĩa gì không linh hoạt bằng dùng thân thể của mình mấu chốt nhất là còn liên lụy thân phận một vị phó đường chủ lưu cho đối phương có thể miễn đi không ít phiền toái đa tạ ngô sư ôm quyền thu thi thể vào giới chỉ lần nữa nhìn về phía thanh niên tràn đầy cảm kích nói thật nếu không phải vị trước mắt này căn bản không thể tin được điền thanh phó đường chủ ban đầu cùng dị linh tộc đối chiến chiến công hiển hách dĩ nhiên là hoàng giả của thanh điền nhất mạch ngươi đi về trước đi giày vò lâu như vậy ta cũng cần nghỉ ngơi một chút trương huyền không nói thêm lời Ngô sư quay người rời đi. Hắn vừa đi, Trương Huyền thu tế đàn vào giới chỉ, đồng thời lấy ra không gian giới chỉ của Thanh Điền Hoàng. Gia hỏa này là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, tất nhiên có không ít bảo vật. Tinh thần lan tràn vào. Vù vù, một bộ thư họa xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng là họa quyển bắt cảnh lúc trước để cho hắn giám định kia. Một lần nữa thu hồi, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang. Một lát sau, vẻ mặt mừng rỡ lấy ra mấy hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, lập tức cảm thấy một đạo linh khí tinh thuần bay thẳng vào đầu, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tinh nguyên thượng phẩm, 6 cái hộp ngọc, mỗi hộp 5 viên, lại có 30 viên tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kích động, từ trong tay Thanh Nguyên Hoàng Đế cũng chỉ có 17 viên linh thạch, không nghĩ đến thanh điền hoàng này, một hơi lấy ra 30 viên, có thể nói, so với Thanh Nguyên Hoàng thất, còn muốn giàu có hơn rồi. Đã có 30 viên này, có lẽ có thể nhẹ nhõm đột phá đến thai anh cảnh trương huyền nhẹ nhàng thở ra khảo hạch danh sư thất tinh mục đích là vì kiếm càng nhiều tinh nguyên thượng phẩm nữa hiện tại linh thạch tới tay cũng nên tăng lên thực lực rồi mặc kệ làm cái gì thực lực mới là vương đạo chỉ có loại thực lực này mới có tư cách đạt được danh ngạch đi thánh tử điện mới có cơ hội tấn cấp rất nhanh mau chóng có được tư cách bàn điều kiện với trương gia thời gian không đợi người hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu đến thánh nhân trương gia gả cho một thiên tài chó má từ nhỏ liền trang bước tới một mực không có xuất hiện qua. Tìm được linh thạch, không có tiếp tục xem, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào thiên nghĩ phong xào. Nơi đây tương đối yên tĩnh, không có người quấy dày, có thể miễn đi không ít phiền toái. Khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền lăng không chảo một cái, 30 viên tinh nguyên thượng phẩm vừa rồi xuất hiện ở trước mắt, tản mắt ra linh khí nồng đậm. Bắt đầu đi, tinh thần khẽ động, linh hồn lần nữa đi vào trước mặt nguyên thai, cũng không có gông cùm xiềng xích như lúc trước, thẳng tắp chui vào cùng thời khắc đó linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm lăn lộn đi vào kinh mạch cấp tốc trùng kích về phía nguyên thai thai anh cảnh là linh hồn cùng nguyên thai hội tụ phá thai thành anh các loại công pháp đã sớm chuẩn bị xong kém chính là linh thạch hiện tại linh thạch tới tay cấp tốc vận chuyển linh khí nồng đậm lập tức trùng kích đến nguyên thai ầm ầm một hồi nổ vang kịch liệt tinh nguyên thượng phẩm hình thành linh khí ở trên đầu hắn tạo thành một vòng xoáy nguyên thai ở dưới trùng kích kịch liệt đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng ngay sau đó, một bàn tay chậm rãi đưa ra ngoài. Phá cho ta. Biết rõ đến thời khắc mấu chốt, không có ngừng chút nào, Trương Huyền nhướng mày. Linh khí tiếp tục trùng kích. Hí. Ý. Á. À. Nguyên thai nổ tung, kèm theo bàn tay duỗi ra, một trẻ mới sinh chậm rãi leo ra. Đây là. Thai anh. Chứng kiến thai anh trước mắt, khóe miệng hắn co quắp. Thai anh của người khác, đều giống như trẻ mới sinh. Không kém bao nhiêu, tuy hắn cũng là bộ dáng trẻ mới sinh, nhưng thân cao chừng mười thước trẻ mới sinh cao mười thước đây cũng quá kinh khủng đi cái này nên cần bao nhiêu năng lượng lông mi nhảy dựng trong lòng trương huyền toát ra dự cảm bất tường thai anh lớn như vậy nhu cầu năng lượng tất nhiên cũng lớn người khác một viên tinh nguyên thượng phẩm có thể tu luyện toàn bộ thai anh cảnh thậm chí nguyên thần cảnh bản thân cần bao nhiêu vội vàng hấp thu linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm tăng lên thực lực không biết qua bao lâu một viên linh thạch cuối cùng vỡ vụn Trương Huyền chậm rãi mở mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa mới đến thai anh cảnh trung, kỳ, lắc đầu. Vốn tưởng rằng đạt được 30 viên linh thạch, đủ có khiến bản thân trùng kích đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chỉ đạt tới thai anh cảnh trung kỳ, liền tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, muốn trùng kích đỉnh phong, ít nhất còn cần 50 viên. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền cảm thấy ưu sầu. Tìm một viên tinh nguyên thượng phẩm, cũng cần tiêu phí công phu thật lớn, Tìm 50 viên mới chỉ có thể đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Lật hết thanh nguyên thành cũng không có. Mặc dù đối với linh thạch tiêu hao thật lớn, nhưng sức chiến đấu gia tăng cũng cực kỳ kinh khủng. Cho dù 30 viên tinh nguyên thượng phẩm nhanh như vậy liền tiêu hao sạch sẽ, nhưng không thể không nói, thực lực tiến bộ để cho hắn cực kỳ hài lòng. Lúc trước chiến đấu với cầu đường chủ, không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp kỹ xảo mới có thể chiến thắng mà bây giờ, coi như thanh điền hoàng đạt tới xuất khiếu cảnh chính thức, cũng có thể chiến một trận. Nói cách khác, đạt tới thai anh cảnh trung kỳ, thực lực dĩ nhiên có thể so với xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Loại thực lực này, ở toàn bộ thanh nguyên thành, chỉ sợ cũng đạt đến đỉnh phong nhất. Thời điểm vừa tới thanh nguyên thành, bất quá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể so sánh với thánh vực tam trọng, gặp được tứ trọng cũng phải né tránh, mà bây giờ, hình đường chủ cũng không phải đối thủ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa ngẫm lại cũng để người cảm thấy thổn thức. Đã tới Thanh Nguyên Thành 8 ngày rồi. Cảm khái một tiếng. Từ khi đến Thanh Nguyên Thành đến bây giờ, trọn vẹn đi qua 8 ngày. 8 ngày, mới thăng chưa đủ hai đại cấp bậc, hơn nữa còn là dưới tình huống có thiên đạo công pháp. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền liền vô cùng xấu hổ, tràn đầy thẹn thùng. Nhìn xem tên kia có thể nói cái gì không? Dứt bỏ tâm tình phiền muộn, ngón tay điểm một chút, một vu hồn xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Thanh Điền Hoàng bị thiên đạo chân khí ăn mòn, thực lực nhiều nhất chỉ có một nửa, thoạt nhìn ốm yếu, tùy thời có thể tử vong. Bất quá, vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức lộ ra hận ý đậm đặc. Ta muốn ngươi chết. Gào thét một tiếng, muốn xông lại, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến một ngón tay nghiền ép tới. Lạch cạch, dính sát trên mặt đất, không thể động đậy được, vô luận dãy ruội như thế nào, cũng không có biện pháp. Ngươi, ngươi, sao sẽ mạnh như vậy? Đồng tử có rút lại, thanh điền hoàng tràn đầy không thể tin được. Gia hỏa này ở một canh giờ trước, còn xa xa không phải đối thủ, có thể tùy tiện chỉnh đốn, như thế nào nháy mắt đã mạnh như vậy rồi hả? Một ngón tay, liền không cách nào phản kháng. Thực lực gì đây? Thân là dị linh tộc, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tại sao biết ngoan nhân, thành Vu hồn sư? Còn nữa, danh sư Đường tổng cộng có bao nhiêu người của ngươi? Cẩn thận nói, ta có thể cho ngươi thống khoái, nếu không nên biết ta khủng bố. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, nhíu mày, Trương Huyền thản nhiên nói, lưu lại tính mạng của đối phương, không có để cho ngoan nhân thôn phệ, chính là muốn biết những sự tình này. Muốn từ trong miệng ta moi tin, nằm mơ. Hoàng giả của thanh điền nhất mạch ta, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngẩng đầu, thanh điền hoàng nghiến răng, bất quá, nói còn chưa dứt lời, liền chứng kiến một bàn chân đập tới, dẫm đầu xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó chợt nghe một thanh âm lầm bầm lầu bầu vang lên, ngoan nhân, ngươi chỉ cần nguyên thần tiếp tế, thanh điền hoàng đã chết cũng không sao cả a vậy là tốt rồi, ta liền không khách khí. tiếng nói chấm dứt, chỉ thấy bàn tay của đối phương lăng không chảo một cái, một đoàn chân khí thiêu cháy linh hồn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đè ép xuống. ngươi. a, à, một hồi đau đớn xé rách thiêu đốt ở trên thân thể, thanh điền hoàng lập tức kêu thảm. đang muốn cắn răng kiên trì, thà chết chứ không chịu khuất phục, lại chứng kiến đối phương búng ngón tay, từ trong hồn thể của hắn lôi ra một dây nhỏ. sư hồn. đồng tử co rụt lại, sắc mặt của thanh điền hoàng thay đổi thân là vua hồn sư tự nhiên biết rõ chiêu này của đối phương đúng là sư hồn quá trình thống khổ không nói càng trọng yếu là một khi hoàn thành coi như không hồn phi phách tán cũng kém không nhiều lắm phải đổi thành ngu ngốc ta nói thanh điền hoàng vội vàng hô lên ngại ngùng đã chậm chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm ngón tay dùng sức trương huyền lập tức rút dây nhỏ ra vừa rồi đối phương nói liền chẳng muốn động thủ nếu như động thủ liền không muốn nghe rồi còn không bằng sư hồn nhanh hơn, biết rõ cũng toàn diện hơn. Xì xì, rút ra ký ức từ trong linh hồn của đối phương, tra xét rõ ràng. Một lúc lâu sau, thở ra một hơi, Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm. Trải qua sư hồn, tiền căn hậu quả của cả sự tình, đã biết được toàn bộ. Vị hoàng giả của thanh điền nhất mạch này, hơn 2.000 năm trước tiến hành tế tự, trong lúc vô tình câu thông ý thức của ngoan, nhân. Ngoan nhân dùng bí pháp, lợi dụng lực lượng hiến tế, truyền tống đến nơi đây, cũng truyền thụ hắn pháp quyết tu luyện vu hồn sư. Biết rõ nhân loại bây giờ, đã không phải ngu muội như lúc trước, có thể tùy ý khi dễ, vì có thể chính thức trưởng khống lực lượng. Hắn không dám tùy tiện hành động, nghiêm túc bố cục, làm cho mình đoạt xá trẻ mới sinh, tiến hành trùng sinh. Cái bí pháp này, hết sức phức tạp, hơn nữa sẽ tạo thành thương thế rất nghiêm trọng. Mỗi người năm mới có thể sử dụng một lần, chọn vẹn thí nghiệm hơn 120 lần. Lúc này mới thành công sinh ra điển thanh. Vất vả bố cục như thế, vì cái gì, thông qua ký ức của đối phương, coi như rốt cuộc biết. Vì truyền thế thiên phù của khổng sư, thần sắc trương huyền ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước lúc khổng sư biến mất, lưu lại 6 truyền thế thiên phù, mở ra một cái chấn thủ danh sư đường, còn dư lại 5 cái, không biết đi nơi nào, không người biết được. Truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ 6 cái, có thể mở ra khổng miếu, đi vào trong đó, tìm kiếm bí tịch hắn lưu lại. Xuân thu đại điển, nguyên nhân chính là như thế vài vạn năm vô số người đều tìm kiếm đáng tiếc một mực không có tung tích hoặc là sớm đã bị người nhận được nhưng không ai dám lộ ra mà thôi dù sao liên lụy khổng sư coi như là danh sư cũng có thể điên cuồng mất đi lý trí thanh điền hoàng đúng là từ trong miệng ngoan nhân biết được tin tức của truyền thế thiên phủ không tiếc tiêu phí vô số giá cả không ngừng bố cục căn cứ trí nhớ của hắn khâu ngô cung sẽ có chìa khóa tìm kiếm truyền thế thiên phủ nhưng mà giống như không có gì à thông qua sư hồn, hắn biết rõ, đối phương tiêu phí tâm huyết lớn như thế, tìm kiếm khâu ngô cung, cũng không phải không có mục đích, mà là thông qua các loại manh mối biết rõ, nơi đây không chỉ để lại ý niệm của khổng sư, còn có chìa khóa tìm kiếm thiên phù. Chỉ cần tìm được, có thể mượn cơ hội tìm kiếm thiên phù, thậm chí có cơ hội tìm được vị trí cụ thể của khổng miếu. Khổng miếu, là lúc trước khổng sư tự mình lưu lại, che giấu ở trong hư không, vị trí cụ thể, không ai biết được. Chỉ sợ, truyền thuyết đều là giả dối. Trương Huyền lắc đầu. Địa phương khác chưa quen thuộc, không ngô cung hắn đã đi vào hai lần, cũng không có phát hiện chìa khóa gì. Thậm chí đồ vật có quan hệ cũng không có. Như vậy xem ra, tin tức chưa chắc là thật. Đương nhiên, chìa khóa chỉ là phụ trợ, hơn 2.000 năm trước, nghe nói một vị thư họa sư đã từng gặp truyền thế thiên phù, trên không trung ấn xuống bóng dáng của khổng sư. Biết rõ tin tức này, thanh điền hoàng chộp vị thư họa sư kia tới thẩm vấn, đáng tiếc cái gì cũng không có đạt được ba năm trước trong lúc vô tình tìm được di tích đối phương lưu lại tìm được bức họa quyển bát cảnh kia hoài nghi cùng chuyện này có quan hệ đáng tiếc phía trên bị phong ấn cái gì cũng nhìn không ra nghiên cứu hồi lâu tìm không thấy phương pháp đành phải tìm giám bảo sư công hội mục hội trưởng hợp mưu hợp sức sự tình về sau trương huyền đều đã biết chẳng lẽ chỗ ta nhìn thấy kia là vị trí của truyền thế thiên phủ nhíu mày trong lòng trương huyền suy đoán muốn nói tin tức về khâu ngô cung là giả nhưng trên bức họa kia hắn là tận mắt thấy khổng sư hư ảnh chắc có lẽ không sai quay đầu lại sẽ điều tra thêm tìm được sơn mạch kia sau đó đi tới tìm xem trong lòng thầm nghĩ xem hết toàn bộ những thứ này trương huyền cũng nhìn thấy danh sách gian tế trong danh sư đường chừng hơn một trăm phân tán ở toàn bộ thanh nguyên đế quốc tuổi thọ của dị linh tộc dài lâu vượt xa cường giả thánh vực một nghìn tuổi vì vậy thật muốn bố trí mà nói còn là rất dễ dàng coi như danh sư ý chí kiên định tràn ngập tín ngưỡng nhưng có không ít người không chịu nổi viên đạn bọc đường ăn mòn cuối cùng biến thành khôi lỗi đối phương có thể khống chế tất cả tên tuổi sao chép một phần thông qua ngọc bài đưa tin truyền ra ngoài lúc này trương huyền mới nhẹ nhàng thở ra đã có mấy thứ này ngô sư sẽ miễn không ít phiền toái thậm chí có thể trực tiếp bắt rồi ngoan nhân giao cho ngươi tin tức muốn biết toàn bộ biết được trương huyền chẳng muốn tiếp tục nhẹ nhàng run lên ném vu hồn của thanh điền hoàng cho ngoan nhân ở lãnh thổ nhân loại sinh sống hai nghìn năm vị dị linh tộc này không biết hại chết bao nhiêu danh sư chỉ là thôn phệ coi như tiện nghi hắn đa tạ chủ nhân ngoan nhân tràn đầy hưng phấn đứng dậy trương huyền duỗi lưng một cái đang nghĩ làm sao kiếm lấy tinh nguyên thượng phẩm đột nhiên khóe miệng co lại nhớ tới một sự kiện đáp ứng hình đường chủ giúp hắn huấn luyện chiến sư giống như ba ngày sau người ba đại chiến sư đường khác sẽ tới khiêu chiến a huấn luyện chiến sư an bài xong kế hoạch huấn luyện liền tới danh sư đường kết quả một chậm trễ chính là bốn ngày dựa theo thời gian suy tính người chiến sư đường của đế quốc khác đã tới gây chuyện không tốt trao đổi cũng bắt đầu rồi trở về nhìn xem rời thiên nghĩ phong xào lúc này mới phát hiện mặt trời lên cao thuộc về giữa trưa ngày thứ tư lúc trước hình đường chủ đã nói nếu như huấn luyện tốt sẽ phân cho mình một nửa ban thưởng cũng không biết kết quả thế nào bản thân không có đi xem không biết đám người kia có nghiêm túc dựa theo kế hoạch luyện tập hay không, vạn nhất thua, không phải tổn thất 50 viên tinh nguyên thượng phẩm sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy thịt đau. Vù vù, trong lòng sốt ruột, vội vàng bay về phía chiến sư đường. Chiến sư đường, phòng luyện võ. Vô số chiến sư vây quanh ở bốn phía, nhìn xem mấy cái đài cao ở chính giữa. Trên khán đài phía trước nhất, bốn lão giả ngồi ngay ngắn, một cái trong đó đúng là hình đường chủ. Hình Đường chủ, ta nghe nói chiến sư của ngươi đều gia nhập Huyền Huyền hội rồi hả? Cái này tựa hồ là tổ chức của Đế quốc Nhất Đẳng a. Giao lưu hội còn chưa bắt đầu, ba vị lão giả đồng loạt nhìn về phía Hình Đường chủ, từng cái nhăn mày. Ngày hôm qua bọn hắn tới, chợt nghe nói Đường Đường sức chiến đấu mạnh nhất trong danh sư, đại bộ phận đều gia nhập một tổ chức danh sư ở Đế quốc Nhất Đẳng. Tất cả mọi người đều bối rối. Tuy chiến sư Đường của Thanh Nguyên Đế quốc luôn luôn kế cuối, rất là xa đọa, nhưng cũng không nên xa đọa đến tình trạng như thế khuất phục một đám danh sư bình thường quả thực mất hết mặt mũi của chiến sư phải hình đường chủ gật đầu trên vạn người của huyền huyền hội đều ở chiến sư đường coi như muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được không phải ta nói ngươi chiến sư lại có thể gia nhập tổ chức của đế quốc nhất đảng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào chẳng lẽ đã quên tôn nghiêm cùng thân phận của chiến sư bên cạnh một vị lão già tròm dâu dê khẽ nói khí tức khinh người chiến sư đường đường chủ của sùng viễn đế quốc triệu nghị không phải như chư vị nghĩ, mặc dù huyền huyền hội chỉ là tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng, nhưng bọn hắn lý giải chiến đấu, so với chiến sư đường chúng ta cao hơn quá nhiều, khổng sư từng nói qua, chọn ưu mà học, không tính mạnh yếu. Hình đường chủ giải thích, được rồi, nói với chúng ta những thứ vô dụng này làm gì, danh ngạch đi tiềm trùng phong hào đế quốc có hạn, chúng ta tự nhiên hy vọng các ngươi càng yếu càng tốt. Cắt đứt lời của hắn, một lão giả nói, chiến sư đường đường chủ của hạo hải đế quốc, Lưu Tần Sơn, chiến sư đường của thanh nguyên đế quốc đám mình không sao cả nhưng chớ chọc tổng bộ tức giận thủ tiêu bọn ngươi đến lúc đó thân là đường chủ liền thẹn với liệt tổ liệt tông rồi vị lão giả thứ ba cũng lắc đầu thiên vân đế quốc ngụy thiên thư trong bát đại phong hào đế quốc tứ đại đế quốc hơi yếu theo thứ tự là sùng viễn thiên vân hạo hải cùng thanh nguyên vốn thanh nguyên xếp hạng thứ ba đáng tiếc 20 năm trước dị linh tộc hạo kiếp tổn thất quá lớn đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí vô luận quốc lực hay thực lực của danh sư đường chiến sư đường đều chỉ có thể xếp đến cuối cùng làm phiền ba vị phí tâm thanh nguyên phân bộ chúng ta cho dù còn không có triệt để khôi phục nhưng bây giờ cũng có tiến bộ thật lớn không giống trước kia thấy ba vị đường chủ xem thường hình đường chủ nhíu mày đang muốn giải thích chợt nghe sau lưng tiếng hoan hô vang lên tuyển thủ tiến hành so tài đã đi vào sân bãi đúng là không giống triệu nghị đường chủ cười nhạo hình đường chủ đây là quân đoàn khất cái của ngươi sao Ngươi xác định để cho bọn họ cùng tinh anh của ba đại danh sư đường, chúng ta chiến đấu." Ngụy Thiên thư cũng sững sờ, nhăn mày lại. Quân đoàn khất cái. Hình Đường chủ khó hiểu, nhìn về phía trước, khóe miệng cũng co lại. Chỉ thấy Thạch Hạo như trước mặc quần áo tẩy bồn cầu, trong tay còn cầm một cây chổi lông gà, Tiêu Đàm cầm vì đập ruồi, Tiêu Tần cầm lồng chim, Đồng Thụy mãn đầu đầy u bướu, hiển nhiên như một đám ăn mày. "Liêu điện chủ, cái này là xảy ra chuyện gì?" Vội vàng quay đầu đường chủ, trương sư lưu lại huấn luyện thật sự nhiều lắm. Bọn hắn không hoàn thành, lại muốn so đấu, đành phải trực tiếp lên đài. Liêu điện chủ vội vàng giải thích. Trương sư lưu lại kế hoạch huấn luyện, rậm rạp chẳng chịt, ba ngày căn bản làm không được. Mấy người này cũng không biết chúng ta hay bị tẩy não, luyện tới luyện tới, vậy mà không dừng lại được. Chiến sư tham gia trao đổi của chiến sư đường, từng cái bộ dạng như thế này, ngẫm lại cũng làm người phiền muộn. Nghe xong giải thích, hình đường chủ mặt như mướp đắng, sớm biết bộ dạng như vậy cũng không tìm trương sư huấn luyện cái này tốt rồi chiến sư đường mất mặt không nói gây chuyện không tốt còn sẽ bị những người khác cười nhạo không biết bao nhiêu năm chùi bồn cầu đập ruồi bắt chim nhảy cây trương sư huấn luyện đến cùng muốn làm gì thật đáng tin cậy sao sùng viễn đế quốc chiến sư đường lăng hiên thánh vực nhị trọng trung kỳ khiêu chiến bằng hữu của thanh nguyên đế quốc không biết là vị nào đi lên chiến một trận đang không biết làm sao chợt nghe phía trước có tiếng hét lớn một vị chiến sư của sùng viễn phong hào đế quốc nhảy lên đài tỷ thí ánh mắt sáng ngời nhìn lại ngay từ đầu liền khiêu chiến thanh nguyên đế quốc đây là tính toán ra oai phủ đầu cho chúng ta sao hình đường chủ siết chặt nắm đấm vốn chương trình giao lưu hội so đấu các đại đế quốc đối kháng cũng có trình tự người kia vừa lên đài liền khiêu chiến thanh nguyên đế quốc rõ ràng cho thấy muốn ra oai phủ đầu cho nhóm người mình mà thân là chủ nhà lại không thể không nghênh chiến là ta tiêu đàm nhảy lên đài cao tiêu đàm là thiên tài của võ kỹ điện thực lực đạt đến thánh vực nhị trọng trung kỳ so đấu cấp bậc này đúng là hắn tham gia ngươi thấy hắn một thân quần áo lao động trong tay còn cầm vì đập ruồi lăng hiên cười lạnh vậy thì động thủ đi để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát cao chiêu của chiến sư thanh nguyên đế quốc dầm ào ào nói xong trên người sinh ra khí thế lòng bàn tay cuồn cuộn tựa như có lôi đình giấu kín trong đó đây là bôn lôi trưởng nổi danh nhất của sùng viễn đế quốc Nghe nói chiêu này thi triển ra, tựa như bôn lôi, tốc độ cực nhanh, đồng cấp căn bản không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, rất khó tu luyện, khốn trụ không biết bao nhiêu thiên tài. Lăng hiên này có thể luyện thành, hơn nữa xuất trưởng phong lôi, lực lớn vô cùng, chỉ sợ. Đã đạt đến cảnh giới đại thành. Đâu chỉ đại thành, nghe nói đạt tới viên mãn như ý rồi. Lăng hiên này là nhân vật thiên tài nhất của võ ký điện sùng viễn đế quốc, lĩnh ngộ võ ký đánh vỡ ghi chép, chưa đủ 30, liền tu luyện 34 loại võ kỹ lợi hại như vậy. Dưới đài nghị luận, không để ý tới mọi người nghị luận, tiêu đàm tiến lên, trong tay như trước cầm lấy vỉ đập ruồi. Cái vỉ đập ruồi này là làm từ trúc A, à, vừa mềm lại không có lực lượng, dùng cái này đối kháng bôn lôi trưởng. Gia hỏa này suy nghĩ có vấn đề. Tiêu đàm là siêu cấp thiên tài của võ kỹ điện, tinh thông võ kỹ tới cực điểm. Dựa theo tình huống bình thường, coi như kém lăng hiên, khẳng định cũng có thể chiến một trận, cầm cái vỉ đập ruồi đi lên. Đây là điên rồi sao, chứng kiến bộ dạng của tiêu đàm. Tất cả mọi người bối rối, ngay cả đám người liêu điện chủ cũng khóe miệng co giật, muốn bới tóc. Đối với tiêu đàm, bọn hắn có kỳ vọng thật lớn, kết quả gia hỏa này bị trương sư huấn luyện vài ngày, như thế nào cũng biến thành bệnh tâm thần rồi hả? Cầm thánh khí hạ phẩm, thậm chí bán thánh khí. Còn có thể chịu được, một cái vì đập ruồi, hư nhược không có lực lượng. Như vậy cũng dám lên đài, đây là muốn chơi. Ngươi, xác định dùng cái này luận võ với ta, Sắc mặt của Lăng Hiên cũng đỏ lên, tức sắp nổ tung. Chiến sư trao đổi, trang trọng hơn nữa có uy nghiêm, gia hỏa này thì ngược lại, cầm vì đập rồi tới, quả thực không để vào mắt, cố ý nhục nhã. Ân, nếu như ngươi cảm thấy chịu thiệt, có thể sử dụng binh khí. Tiêu Đàm gật đầu. Ngươi? Hàm răng cắn khanh khách rung động, Lăng Hiên hất đại thủ lên, "Không cần, hôm nay ta dùng hai tay giáo huấn ngươi, cho thanh nguyên chiến sư đường các ngươi biết rõ." Yếu chính là yếu, dày vò nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng dầm ào ào. Kèm theo hắn nói, một trưởng đánh ra, tiếng sấm vang rền, chân khí như điện, thời gian nháy con mắt, toàn bộ đài tỷ thí đã bị khí tức che kín, tựa hồ đi nhầm một bước sẽ bị công kích, lâm vào bị động. Thử xem đi. Tiêu đàm lên tiếng, cũng không nhiều lời, dơ vì đập ruồi, đánh ra về phía lôi đình. Muốn chết. Thấy đối phương thực có can đảm dùng cái đồ chơi này ngạnh kháng bôn lôi thủ của hắn, lăng hiên nghiến răng, bàn tay cuồn cuộn, mãnh liệt vỗ xuống, hắn muốn dùng lực lượng mạnh nhất một chiêu đánh bại đối phương để cho đối phương biết rõ cái gì là cường giả chân chính không cần nhìn thắng bại đã định triệu nghị đường chủ lắc đầu đúng vậy bôn lôi như điện chiến lực như cầu vồng mặc dù chỉ là thánh vực nhị trọng trung kỳ trên thực tế thánh vực tam trọng cũng chưa hẳn có thể thắng được bán thánh khí cũng có thể đánh nát ngay tại chỗ một cái vì đập ruồi khẳng định không kiên trì nổi lưu tần sơn đường chủ cũng gật đầu xem ra năm nay thanh nguyên đế quốc đoán chừng một danh ngạch cũng lấy không được rồi ngụy thiên thư đường chủ nhẹ nhàng cười cười lời còn chưa dứt chợt nghe ba thoáng một phát thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ đại sảnh làm sao vậy nhịn không được sững sờ vội vã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bôn lôi thủ của lăng hiên còn chưa tới trước mặt tiêu đàm đối phương liền một vỉ đập ruồi vỗ vào trên mặt toàn bộ khuôn mặt đỏ từng điểm tựa như dùng nguôi vớt a à, ta muốn giết ngươi hiển nhiên cũng không nghĩ tới vì đập ruồi của đối phương nhanh như vậy, bị đánh mặt, Lăng Hiên tức sắp nổ tung, lại đánh ra một trưởng. Ba, bàn tay còn chưa tới trước mặt đối phương, lần nữa giòn vang, vì đập ruồi rơi vào trên mặt. Ta, Lăng Hiên thật muốn nổ, thân thể lóe lên, trên đài lập tức xuất hiện năm cái huyễn ảnh, khiến người ta nhìn không ra đến, cùng bao nhiêu cái là thật. Thân là chiến sư, thân kinh bách chiến, tuy bị nảy hai cái, tràn đầy khuất nhục, nhưng cũng biết, vị trước mắt này cho dù giả bộ quái dị, nhưng lực chiến đấu chân chính lại không thể khinh thường, lúc này thi triển ra thân pháp võ kỹ cường đại nhất. Thất xảo huyễn bộ, võ kỹ thánh vực trung kỳ, hoàn mỹ thi triển ra, có thể xuất hiện bảy cái huyễn ảnh, khiến người ta phân biệt không thấy chân thật hư giả. Lực công kích không bằng bôn lôi thủ, nhưng danh khí lại vượt xa, từ khi luyện thành, chưa bao giờ thất bại. Năm cái huyễn ảnh, đã được hắn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ngay cả ta cũng phân biệt không thấy. Triệu nghị đường chủ vuốt dâu, đang muốn nói hai câu vãn hồi chút mặt mũi chợt nghe phía trước lần nữa ba một tiếng vì đập rùi rơi vào trên mặt đối phương a à, lăng hiên phát điên dưới chân gia tốc huyễn ảnh càng thêm mê mang khó có thể phân biệt ba 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 liên tục ba đập mỗi một lần đều chuẩn xác vỗ vào trên mặt tựa hồ huyễn ảnh đối với vị trước mắt này không có chút ảnh hưởng nào lăng hiên hắn dùng binh khí ngươi sử dụng kiếm thấy người của mình một mực bị đánh ngay cả lông của đối phương cũng không có làm bị thương một cây chiến sư của sùng viễn đế quốc cũng nhịn không được nữa trong đám người không biết người nào hô một câu được biết vị trước mắt này không dễ đối phó cổ tay của lăng hiên khẽ đảo một thanh trường kiếm thánh khí hạ phẩm xuất hiện còn không có thi triển kiếm khí liền giống như cầu vồng kích xạ ra thời gian nháy con mắt toàn bộ đài tỷ thí sóng khí cuồn cuộn hàn vũ kiếm ý là năm lăng hiên hai mươi ba tuổi cảm ngộ đông vũ bản thân cảm ngộ ra thi triển một kiếm gọt giũa bát phương không ai trốn được triệu nghị đường chủ tiếp tục nói như trước chưa nói xong chỉ thấy tiêu đàm đứng ở trong kiếm khí không có quá nhiều động tác vì đập ruồi trong tay lần nữa dựng thẳng lên ba 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 lại là liên tiếp ba cái cả bộ mặt của lăng hiên nảy sưng lên dầm ào ào dưới bi phẫn trường kiếm của lăng hiên đưa ra các loại kiếm chiêu lộn xộn thay nhau mà đến tiêu đàm cầm vì đập ruồi trong tay như hồ điệp xuyên thẳng qua bụi hoa dù đóa hoa lại dày, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát, không dính mảy may. Càng trọng yếu nhất là, trên tay không có ngừng chút nào. Ba, 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 ba. Thanh âm ổn định mà có tiết tấu, nghe như là đang diễn tấu âm nhạc. Cái này, ba đại chiến sư đường khác chừng to mắt, không thể tin được, đám người hình đường chủ cùng liêu điện chủ cũng hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp. Phương pháp huấn luyện của Trương Huyền, bọn hắn đều xem, quả thực giống như lừa người, như thế nào, một cái nháy mắt tiêu đàm biến hóa lớn như vậy thật là lợi hại không nghĩ tới đập ruồi có uy lực lớn như vậy ta thấy tận mắt tiêu đàm ở nhà vệ sinh tìm ruồi vỗ xuống một cái nói đánh gãy chân trước tuyệt sẽ không vỗ tới chân sau con ruồi nhỏ như vậy hơn nữa lại phi hành có thể làm được điểm ấy sao đúng vậy lực khống chế có thể nói tinh tế như tơ trên khán đài mấy vị chiến sư của thanh nguyên đế quốc lặng lẽ nói a à, ta hiểu được nghe được hai người đối thoại liêu điện chủ vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ Rõ cái gì? Ngụy Điện chủ nhìn qua. Tiêu Đàm là thiên tài võ kỹ điện, tu luyện võ kỹ chủng loại pha tạp, hỗn tạp, thời điểm chiến đấu rất dễ dàng phân tán tinh thần, sức chiến đấu tự nhiên cũng triển khai không đến cực hạn. Trương sư để cho hắn đập ruồi, thoạt nhìn không có tác dụng gì, trên thực tế lại liên lụy đến đạo lý đại đạo đến giản. Từng con ruồi phi hành lộ tuyến bất đồng, đại biểu võ kỹ cùng thân pháp bất đồng, nếu như muốn đánh chúng, cần quan sát lộ tuyến, sớm dự đoán. Quan trọng nhất là, càng có thể làm cho hắn ma diệt tâm táo bạo học tập tất cả võ kỹ thông hiểu đạo lý liêu điện chủ giải thích cái này ngụy điện chủ trầm tư cẩn thận ngẫm lại đúng là như thế thân là thiên tài võ kỹ điện bản thân tiêu đàm cũng rất kiêu ngạo lại để cho đối phương đập ruồi tất nhiên đã trải qua đấu tranh tâm lý nghĩ biện pháp vượt qua đến triệt để thích ứng lý giải võ kỹ tự nhiên sẽ đạt tới một tình trạng mới nguyên nhân chính là như thế bất kể đối phương biến chiêu như thế nào di động như thế nào cũng chạy không khỏi chân con ruồi cũng có thể vuốt ve không bị thương căn bản mặt đối thủ lớn như vậy tránh được mới lạ ba 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 thanh âm càng ngày càng vang dội ngừng ta nhận thua không biết qua bao lâu lăng hiên thi triển tất cả võ kỹ một lần kết quả ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không có làm bị thương đành phải uể oải dừng tay lúc này mặt đã không thành hình dáng sưng giống như cái bánh nướng thanh nguyên đế quốc tiêu đàm chiến thắng có người nhận thua, so đấu lập tức có kết quả. Ta, thiên vân đế quốc bạch tốn, thánh vực nhị trọng sơ kỳ, đồng dạng muốn thỉnh giáo cao thủ của chiến sư đường thanh nguyên đế quốc. Dầm ào ào, một thanh niên thân thể cường tráng nhảy lên đài cao. Ta thánh, vực nhị trọng sơ kỳ, cùng ngươi chiến một trận. Thạch hạo đi tới. Bạch tốn là thiên tài của quyền pháp điện thiên vân đế quốc, một đôi thiết quyền có thể nói vô địch, ra hỏa dọn vệ sinh kia muốn thắng được, rất khó. Khục khục, hắn không phải nhân viên dọn vệ sinh, là thiên tài của nội tức điện chúng ta, Thạch Hạo. Chứng kiến hai người lên đài, chiến sư song phương đều siết chặt nắm đấm. Hình Đường chủ, ngươi cảm thấy người của ngươi có thể chiến thắng không? Lưu Tần Sơn Đường chủ nhìn qua. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người cảm thấy Thanh Nguyên chiến sư đường triệt để chán trường, nhưng thực lực của Tiêu Đàm, để cho đối phương lo mắt mà nhìn, một lần nữa nhìn thẳng vào. Ta cũng không biết. Hình Đường chủ lắc đầu, nói thật phương pháp huấn luyện của trương sư thực sự quá quái dị, coi như là hắn, cũng hoàn toàn không hiểu. Thạch hạo đường đường thiên tài của nội thức điện, đi trà bồn cầu vài ngày. Ai biết thực lực tăng tiến hay lui về sau. Muốn thắng được bạch tốn, tuyệt đối không có khả năng. Vẻ mặt ngụy thiên thư đường chủ tự tin, ta có tự tin tuyệt đối với hắn. Hắn là học sinh thân truyền của ta, quyền pháp vô địch, căn bản không ai có thể chiến thắng. Vù vù, nói còn chưa dứt lời, ở trên bục chiến đấu đã bắt đầu. Bạch Tốn biết rõ chiến sư thi đấu, không có chút lưu tình một quyền oanh kích đến dùng sức chiến đấu mạnh nhất ngay thời điểm nắm đấm sắp rơi vào trước mặt thạch hạo chỉ thấy bàn tay hắn dài ra trực tiếp đặt ở trên mặt đối phương như chùi bồn cầu dùng sức lau ngươi khoái mắt của bạch Tố muốn nứt ra gào thét một tiếng nắm đấm lần nữa kéo tới không khí tựa hồ bị nghiền ép bạo liệt bất quá còn không có tới trước mặt đối phương bàn tay của đối phương lần nữa xuất hiện ở trên mặt mình tiếp tục tẩy tẩy tra sát ra một đống bùn đất mặt ngươi Thật nhiều ngày không có rửa. Thạch Hạo phủi tay ở trên quần áo. Bạch Tốn, ta giết ngươi. Bàn tay nhoáng một cái, sắc mặt Bạch Tốn xanh mét, trên nắm tay mang lên bao tay, lần nữa oanh kích đến. Chiến sư của quyền pháp điện, bao tay có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, tương đương với sử dụng binh khí. Thấy hắn dụng binh khí, Thạch Hạo cũng không xoắn suýt. bàn tay chảo một cái, chổi lông gà ném ở cách đó không xa xuất hiện. Phá băng quyền, gầm lên một tiếng bao tay phát ra ánh sáng rực rỡ, bạch tốn xuống dưới một quyền, tựa hồ muốn nghiền thân ảnh trước mắt thành bụi phấn. Nắm đấm mới đưa về phía trước, cách thân thể của đối phương còn một đoạn, đột nhiên cảm thấy trên mặt siết chặt. Một cái chổi lông gà rồi nhét vào trong miệng, mang theo mùi thối, ở bên trong xoay vài cái. Bạch tốn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Thạch hạo nội tức hùng hồn, lúc cùng người chiến đấu ưa thích dựa vào lực lượng nghiền ép, đối mặt đối thủ cấp bậc thấp, tự nhiên nhẹ nhõm đánh bại nhưng đồng cấp thậm chí cao hơn ngược lại sẽ gia tốc chân khí tiêu hao không phải là phương pháp chiến đấu cao minh bờ môi của liêu điện chủ phát khô nói trổi lông gà nhu nhược vừa dùng lực liền đứt trương sư lại để cho hắn dùng thứ này chùi bồn cầu trên thực tế là để cho đối phương khống chế lực lượng để cho hắn khống chế chân khí càng nhỏ ba ngày trả mấy vạn bồn cầu chân khí tinh tế lực trưởng khống cũng càng mạnh mẽ lúc này mới có thể một lần hành động chiến thắng còn tiêu tần, tính cách vội vàng sao động, muốn hắn đi bắt chim, là vì tôi luyện sự kiên nhẫn của hắn, hơn nữa điều tước linh động, cần phi hành mới càng dễ bắt, tôi luyện linh hoạt của hắn. Lục kiến lăng, tính cách nhu nhược, lại để cho hắn đi thổ lộ bốn phía, thậm chí ngay cả nam nhân cũng đùa giỡn, cho dù ngắn ngủn ba ngày, đảm lượng cùng tâm trí cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng người đối chiến, tự tin bạo tăng, đừng nhìn chỉ có chút tự tin, trên thực tế lại có thể để cho sức chiến đấu triển khai to lớn. Còn đồng thủy, mặc dù là thiên tài của phòng ngự điện, nhưng mà tu luyện đầu hơi yếu, theo trên cây dốc ngược xuống, có thể rèn luyện phòng ngự của đầu, còn có thể rèn luyện đảm lượng, rơi vỡ như vậy còn không sợ, gặp được đối thủ tự nhiên dám cứng rắn va chạm. Phòng ngự điện, dựa vào là nhục thân cùng man lực vô địch, nếu như nhìn thấy địch nhân, bó tay bó chân, sức chiến đấu liền triển khai không ra. Trần Tiểu Húc là kèm theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Liêu Điện chủ càng ngày càng hưng phấn, nắm đấm bóp càng ngày càng chặt. Thời gian nháy con mắt liền tiến hành hơn 10 trận, nguyên bản bọn hắn cho rằng danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc không cách nào chiến thắng, lại đều nhẹ nhõm chiến thắng, không thua một trận. Thẳng đến lúc này, rốt cuộc rõ, Trương sư an bài huấn luyện đáng sợ cỡ nào. Hắn nhìn ra thiếu sót của 20 chiến sư này, sau đó dùng phương pháp đơn giản nhất tiến hành tôi luyện, chùi bồn cầu, đập ruồi, bắt chim. Những động tác này, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế là đại đạo đến giản, để người ta từ trong bình thường lĩnh ngộ võ đạo khắc sâu nhất ánh mắt của hình đường chủ càng ngày càng sáng rốt cuộc hiểu được lúc trước chứng kiến kế hoạch huấn luyện của trương sư hắn cũng phát mộng vốn tưởng rằng đối phương sằng bậy hiện tại mới hiểu được cực kỳ sắc bén mọi người chiến sư đường bởi vì quanh năm tu luyện võ kỹ cùng ý thức chiến đấu thậm chí phản ứng tất cả đã cố định muốn trong ba ngày ngắn ngủn cải biến hầu như không có khả năng lại để cho đối phương buông võ kỹ buông tu luyện làm một ít sự tình người bình thường có thể làm tâm cảnh triệt để trầm tĩnh lại sau đó lại để cho đối phương luyện tập nhiều hơn tự nhiên sẽ trở thành bản năng thật giống như thạch hạo cùng người chiến đấu dùng bàn tay trả loạn kỳ thật cũng không phải cố ý mà là chùi bồn cầu thời gian dài dưỡng thành thói quen mà thôi buồn cười ta còn cho rằng lần này nhất định phải thua cười khổ lắc đầu lúc trước còn tràn đầy lo lắng cảm thấy huấn luyện như vậy phải thua không thể nghi ngờ nằm mơ cũng không nghĩ đến trương sư sớm đã nắm trí châu khó trách ba ngày cũng không trở về còn có thời gian đi danh sư đường chơi xem ra đã sớm biết huấn luyện như thế này không có bất cứ vấn đề gì tư duy của cao nhân không giống bình thường không phải loại người như hắn có thể phỏng đoán trong nháy mắt hình đường chủ càng thêm bội phục trương sư tràn đầy sùng bái mặt hắn hưng phấn ba đại chiến sư đường đường chủ mới vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo bây giờ lại sốt ruột ỉu xìu làm sao cũng không nghĩ đến một đám chiến sư thoạt nhìn lộn xộn giống như ăn mày thực lực lại có thể mạnh mẽ như thế bọn hắn phí hết tâm huyết tình đến chiến sư vậy mà không có một cái nào là đối thủ toàn bộ bị nghiền ép cái này gọi là chuyện gì hình đường chủ chiến sư của các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì vậy nhịn không được nữa triệu nghị đường chủ hỏi cùng đối phương thi đấu không biết bao nhiêu năm chiến sư của đối phương đến cùng có trình độ gì mọi người nhìn thấy tận mắt liên tiếp nhiều trận như vậy người của bọn hắn một cái cũng không thắng đủ để nói rõ vấn đề danh sư đường của thanh nguyên đế quốc không còn là kẻ yếu năm đó đã trở nên vô cùng cường đại rồi nói thật ba ngày trước sức chiến đấu của đám người thạch hạo còn không bằng thiên tài của các ngươi là trải qua đặc huấn mới thoát thai hoán cốt đạt đến loại thực lực này hình đường chủ không có dấu diếm nói đặc huấn ba ngày đặc huấn thì đến được loại thực lực này làm sao có thể ba ngày thời gian ngắn như vậy khả năng ngay cả một bộ võ kỹ đơn giản nhất cũng học không được Ba đại đường chủ không thể tưởng tượng nổi, người khác tu luyện đều là lấy 10 năm làm đơn vị, 3 ngày có thể làm gì? Khả năng ngay cả võ kỹ còn không có lý giải, cũng đã kết thúc. Là hội trưởng Huyền Huyền hội ta mới vừa nói, tự mình chế định kế hoạch huấn luyện cho bọn hắn, nhằm vào thiếu sót, tiến hành rèn luyện, lúc này mới tiến bộ rất nhanh. Vẻ mặt hình đường chủ tràn đầy kiêu ngạo. Hội trưởng Huyền Huyền hội, ba đại đường chủ liếc mắt nhìn nhau. Vâng, Hình đường chủ gật đầu, mặc dù hắn từ đế quốc nhất đẳng đến, nhưng lý giải với chiến đấu, với võ kỹ, dĩ nhiên đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới tiến hành trao đổi với huyền huyền hội, hy vọng có thể để cho chiến sư chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Một danh sư từ đế quốc nhất đẳng tới, tùy tiện chỉ điểm 3 ngày, khiến cho bọn hắn đại hoạch toàn thắng, dựng ở thế bất bại. Mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. dâm ao ao, đang khiếp sợ, chợt nghe trên đài ồn ào, tiếng la kích động của vô số người vang lên. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao lưu hội chấm dứt, ba đại chiến sư đường 60 vị tu luyện giả của bọn hắn, tất cả đều bị đánh bại. Nói cách khác, lần này tuyển chọn 20 danh ngạch, đều bị chiến sư đường của thanh nguyên đế quốc bao chọn. Cái này, khóe miệng nhảy loạn, ba đại đường chủ đều cảm thấy có chút phát điên. Trước khi đến, bọn hắn cảm thấy lần này ít nhất có thể bắt được 18 danh ngạch, làm sao cũng không ngờ. Một cái cũng không có đạt được tất cả chiến sư đều thất bại thảm hại. Hội trưởng huyền huyền hội kia ở đâu? Có thể mang bọn ta tiếp kiến không? Chúng ta cũng muốn nhìn xem, người được ngươi thổi trên trời hiếm thấy, dưới đất không còn như thế, đến cùng có thực lực như thế nào? Biết rõ thất bại thành cái dạng này, không thể vãn hồi, ba đại đường chủ đều nghẹn lấy một hơi, ngụy thiên thư đường chủ nhịn không được nói. Hắn, bây giờ không có ở chiến sư đường. Hình đường chủ lắc đầu. Trương sư đi khảo hạch danh sư thất tinh rồi, hắn cũng không tiện quấy giày không có ở chiến sư đường vậy mang bọn ta đi huyền huyền hội ta cũng muốn nhìn xem tổ chức của đế quốc nhất đẳng kia đến cùng có thể có mị lực gì cho ngươi tâm phục khẩu phục như vậy triệu nghị nói cái này cũng tốt trần trừ một chút hình đường chủ nhẹ gật đầu đi huyền huyền hội nhìn xem không phải là đại sự gì bề ngoài giống như người huyền huyền hội cũng rất thích tiếp đãi chiến sư thuận tiện đập bọn hắn một trận a không để ý tới mọi người chiến sư đường hoan hô nữa hình đường chủ dẫn đường, không lâu sau liền đi tới chỗ ở của huyền huyền hội, còn không có đi vào trong đó, liền chứng kiến một nữ hải đi ra. Thất thất cô nương, đây là chiến sư đường đường chủ của ba đại đế quốc sùng viễn, thiên vân cùng hạo hải, muốn đến đây cùng huyền huyền hội chúng ta trao đổi một phen, không biết bây giờ có rãnh không? Hình đường chủ ôm quyền, vị trước mắt này hắn nhận ra, đúng là lạc thất thất, thực lực mạnh nhất huyền huyền hội. Vài ngày không gặp, tu vi tựa hồ lại có tiến bộ, dĩ nhiên đột phá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đạt đến nhị trọng sơ kỳ trao đổi có thể các người áp chế tu vi cùng lên đi lạc thất thất xoay người lại tú mi hơi dương cái này nghe bảo để cho bọn họ cùng tiến lên trên mặt triệu nghị không vui chúng ta là chiến sư đường đường chủ đều đạt tới xuất khiếu cảnh ngươi cảm thấy để cho chúng ta đè thấp tu vi có thể thắng được tiểu cô nương tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại thực lực này thiên phú không tồi bất quá cho dù có thiên phú cũng không phải là vốn liếng coi trời bằng vung Ngụy Thiên Thư cũng lắc đầu. Lúc chúng ta tuổi còn trẻ, cũng là tồn tại lấy một địch mười, tuy hiện tại tuổi già lực lượng suy yếu, nhưng muốn thắng được cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Tần Sơn nói. Có thể thử xem. Thấy ba đại đường chủ không tin, lạc thất thất cười một tiếng. Nếu như hình đường chủ nói huyền huyền hội thần hồ kỳ kỹ như thế, vậy để ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thấy nữ hài không thèm để ý bọn hắn nói, triệu nghị tiến về phía trước một bước, áp chế tu vi đến thánh vực nhị trọng sơ kỳ. Hai người khác cũng áp chế tu vi xuống. Vù vù, Triệu Nghị lóe lên đi vào trước mặt Lạc Thất Thất, như cự long ra biển, làm cho người ta cảm giác uy áp mãnh liệt. Cho dù áp chế tu vi, nhưng dù sao cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, nhất cử nhất động vẫn làm cho người ta cảm giác khó có thể chống lại. Ha ha, không để ý tới áp lực này, thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất di động, thời gian nháy con mắt đã đi vào trước mặt, bàn tay khẽ đảo chúi xuống, một cỗ kình khí lập tức hóa giải lực lượng của đối phương triệu nghị kìm lòng không được lắc lư một cái, đồng tử co rụt lại. Cao thủ so chiêu, liếc có thể nhìn ra thực lực mạnh mẽ hay không? Nữ hài trước mắt này, ở đồng cấp, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Khó trách dám lớn lối như vậy. Hừ, khuôn mặt trầm xuống, cũng không còn ý khinh thường, mãnh liệt tiến lên. Triệu nghị thi triển võ kỹ, lăng không chảo một cái, đang muốn bắt nữ hài. Chỉ thấy nàng dĩ nhiên đi vào trước mặt Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn, bàn tay như ngọc trắng cuồn cuộn đánh ra. Giống như mới vừa nói, nàng muốn lấy một địch ba. Oanh oanh oanh. Bị công kích, hai đại đường chủ cũng nhịn không được nữa. Chỉ có thể xuất thủ đánh trả, bốn người lập tức chiến đấu chung một chỗ. Đùng. 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 Người cái hô hấp sau, vẻ mặt triệu nghị đỏ bừng, ngực dính hai trưởng, chỉ là bị đánh nát quần áo, không có làm bị thương da thịt, hiển nhiên đối phương lưu tình. 20 hô hấp sau, Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn cũng lui lại mấy bước, nói không ra lời. Chúng ta thua. Ba người đồng thời ôm quyền, bọn hắn liên thủ lại không thắng được nữ hài này, đổi lại trước kia tuyệt không thể tin được, mà bây giờ đã xảy ra không thể thật hơn. Vừa rồi nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ đã bị thương. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào? Bị đối phương đánh bại, tâm phục khẩu phục, thần sắc của Triệu Nghị ngưng trọng nhìn qua, thua ở trong tay ai, như thế nào cũng phải biết tên, nếu không thật xấu hổ chết người ta rồi. Chắp hai tay sau lưng, nữ hài ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười cười, tựa như trăm hoa đua nở. Huyền huyền hội, lạc thất thất, lạc thất thất, ba người nhớ kỹ tên. Thân là đường chủ, từng cái đều là tồn tại lấy một địch mười, đồng cấp có thể nói vô địch, dù vậy cũng không phải đối thủ của nữ hài, đủ thấy thực lực đối phương cường đại. Không biết, thất thất cô nương có hứng thú gia nhập chiến sư, đường của sùng viễn đế quốc chúng ta hay không? Triệu nghị tiến về phía trước, không có hứng thú. Lạc thất thất lắc đầu, Muốn gia nhập chiến sư đường, nàng đã sớm tham gia khảo hạch, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Nói thật, hiện tại nàng chỉ muốn ở bên người lão sư, chỗ nào cũng không muốn đi. Cái này, bị cự tuyệt không hề trần chờ, biết rõ đối phương tâm trí kiên định, muốn thuyết phục rất khó, vẻ mặt triệu nghị cười khổ, đang muốn nói hai câu, chợt nghe một tiếng sấm rền nổ vang. Ở chiến sư đại điện của chiến sư đường phát ra lôi âm trầm lắng, dường như tùy thời có thể xé rách thương khung. Là lệnh tập hợp chiến sư, Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của tứ đại đường chủ đều biến đổi. Chiến sư đường, thủ vệ một phương an toàn, bình thường đều là huấn luyện, tu luyện, nhưng một khi kèn vang lên, nhất định phải lập tức tập hợp, không thể có chút kéo dài. Đi tới. Không kịp nói tỉ mỉ, mấy người không dám dừng lại, vội vã bay vút về phía chiến sư đại điện. Có thể gõ vang cái này, nói rõ nhất định đã xảy ra đại sự. Thời gian nháy con mắt, đi vào quảng trường trước chiến sư đại điện, lúc này tất cả chiến sư đã hoàn tất tập hợp, từng cái một đứng vững thần thái ngưng trọng phần phật bốn vị đường chủ đi vào phía trước nhất liền cảm thấy một đạo năng lượng chấn động kịch liệt ở trên không trung tạo thành một màn sân khấu thật lớn là tổng bộ có tin tức thông truyền chứng kiến cái này đám người hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng là địa phương nào xuất hiện chiến sự muốn bọn hắn ra chiến trường hiện tại xem ra cũng không phải như thế chiến sự mà nói sẽ trực tiếp thông truyền đến trong đầu mỗi người lập tức xuất phát sẽ không xuất hiện loại năng lượng chấn động này ầm ầm đang phỏng đoán đến cùng xảy ra chuyện gì dưới năng lượng chảy xuôi thanh âm của một lão già chậm rãi vang lên vang vọng bên tai mỗi người chiến sư đường của thanh nguyên đế quốc chiến sư trịnh dương khiêu chiến chiến tử thành công thành tân chiến tử của chiến sư đường dầm ào ào ngay sau đó trên màn sân khấu năng lượng một bóng người chậm rãi hiển hiện tay cầm trường thương mang theo khí tức lăng lệ ác liệt tựa như tùy thời có thể phá không mà ra lúc này trịnh dương so với trước càng thêm lợi hại nếu như nói trước kia, mặc dù hắn là thần binh lợi khí, lại không trải qua chiến đấu, không có dính qua máu tươi, mà bây giờ, bộc lộ tài năng, nhất cử nhất động, đều làm cho người ta áp lực thực lớn. Giống như chạm tới một cây chủy thủ, tiện tay vạch phá ra thịt. Chiến tử Đồng tử của Triệu Nghị, Ngụy Thiên Thư, Lưu Tần Sơn có rút lại, thân thể cứng ngắc. Chiến sư đường hơn 300 năm không có chiến tử rồi, xuất hiện một vị, đại biểu cái hàm nghĩa gì, bọn hắn cực kỳ rõ ràng vốn tưởng rằng thanh nguyên đế quốc chỉ là quốc gia bị thua chiến sư đường càng chán trường không chịu nổi làm sao cũng không nghĩ đến tuyển chọn chiến sư lại có thể khảo hạch chiến tử thành công không nói cái khác chỉ là ân tình tiến cử này cũng đủ để một bước lên mây lên như diều gặp gió rồi yết hầu phát khô ba người nói không ra lời trao đổi một cái danh ngạch cũng không bắt được còn có chút nén giận cảm thấy thời vận không tốt hiện tại mới biết được ở đâu là vận khí không tốt mà là thực lực người ta cường đại bọn hắn căn bản chống không lại đồng tử của hình đường chủ cũng co rút lại. Trịnh Dương còn không tới chiến sư đường, mà tiễn đưa thẳng đến tổng bộ, cho rằng 89 phần 10 không thành công, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hoàn thành. Chiến tử. Chiến sư đường đường chủ tương lai, đại lục chiến thần tương lai, xuất hiện ở phân bộ của bọn hắn. Ông. Đang rung động, chỉ thấy hình ảnh trên màn sân khấu trước mắt biến đổi, trường thương của trịnh dương quét qua, thẳng tắp vọt tới một con rồng lớn. Sông Long môn trận. Hình đường chủ gật đầu, muốn trở thành chiến tử, đầu tiên phải xông qua long môn trận. Long môn trận chia làm long vĩ, long bối cùng long thủ, mỗi một vị trí đều có ba tu luyện giả, cấp bậc phân biệt tương đương người xông cửa, cao hơn một tiểu cấp, hai tiểu cấp, ba tiểu cấp, một mực cao hơn tám tiểu cấp. Hơn nữa bọn hắn hình thành trận pháp, muốn thông qua, phải đánh bại, độ khó to lớn có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế, 300 năm qua, không ai thành công. Tổng bộ truyền thống hình ảnh chiến tử phá long môn trận tới đây để cho tất cả chiến sư quan sát là vì cỗ vũ sĩ khí để cho chúng ta biết rõ chiến tử cường đại đồng thời cũng hiểu rõ khảo hạch công bằng công chính không có ăn gian cái tình cảnh này là tổng bộ dùng ngọc tinh ghi chép xuống chuyển đưa tới tự nhiên có ý nghĩa riêng không chỉ vì để cho người biết được thực lực của chiến tử càng trọng yếu là lập uy để cho tất cả chiến sư biết chiến tử cường đại từ đó xác lập uy nghiêm vô thượng phần phật trong lòng phỏng đoán, sau đó chứng kiến Trịnh Dương ở trên màn sân khấu, đã đi tới trước mặt đuôi rồng. Trường thương đâm ra, như sấm, như điện, tốc độ nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, trực tiếp đâm tới. Thật mạnh, cảm nhận được tốc độ của thương này, hình đường chủ chỉ cảm thấy cổ rét run, liên tục run rẩy. May mắn không đối chiến với vị này, nếu như cấp bậc giống nhau, khẳng định đã bị đâm thủng cổ họng ngay tại chỗ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Hắn cũng cảm thấy không phải đối thủ, chiến sư thụ ở đầu rồng lại kịp phản ứng, trường thương nghênh tiếp, va chạm nhau, phát ra hàn mang. Trịnh Dương không sợ chút nào, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới chân bước ra, thoạt nhìn động tác rất nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt một vị chiến sư ở đuôi rồng. Trường thương quét ngang, bành, đầu thoáng một phát, liền đánh bay đối phương, ngay sau đó tiếp tục thi triển thương pháp, liên tục điểm ra. Sau ba chiêu, hai vị còn lại cũng bị đánh bại, đuôi rồng phá giải. Thương pháp thật nhanh, Tất cả chiến sư ở trên quảng trường đều siết chặt nắm đấm, từng cái kích động đến sắc mặt đỏ lên, nhất là người võ kỹ điện, ánh mắt càng tỏa sáng. Phá đuôi rồng, Trịnh Dương tổng cộng dùng 5 chiêu, mỗi một chiêu thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, ngoại trừ đâm thẳng, chính là quét ngang, nhưng ẩn chứa áo nghĩa trung cực của thương pháp, khiến người ta không thể không tránh, không thể không phòng. Chỉ một thương này, coi như là bọn hắn tu luyện mấy trăm năm, thậm chí cả đời, cũng vĩnh viễn không đạt được. Đương nhiên, đuôi rồng là đơn giản nhất, ngay sau đó là long bối. Ba người ở long bối, so với trịnh dương cao hơn ba, bốn, năm tiểu cấp. Đồng dạng sông qua rất nhanh, tuy khó khăn một ít, nhưng không có trở ngại. Tổng cộng dùng 17 thương. Hình đường chủ tính toán thoáng một phát. Sông qua long bối, đi vào trước mặt đầu rồng. Ba người này phân biệt cao hơn trịnh dương 6, 7, 8 tiểu cấp, vừa ra tay, phong lôi cuồn cuộn, lực lượng như nước thủy triều. Trong chốc lát khí tức che khuất bầu trời. Bầu trời cũng bị che lấp, như là chân long xuất hiện, phong vân răng đầy, thiên địa biến sắc. Trịnh Dương đứng ở trong đó thật giống như lá khô trên mặt hồ, tiện tay có thể bị dìm ngập, lại thủy chung lơ lửng trên không, sừng sững không ngã. Bành, bành. Không biết qua bao lâu, mây bay mưa tản, Trịnh Dương lần nữa hiển lộ thân hình, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên đầu liên tục chảy mồ hôi. Trên thân xuất hiện ít nhất hơn 10 miệng máu, thương thế rất nặng bất quá, ba người ở đầu rồng cũng bị đâm ngã trên mặt đất, hiển nhiên. Thông qua, chỉ còn có Long Châu cuối cùng. Long môn trận của tổng bộ, có Long Châu tọa chấn, này mới khó khăn nhất. 300 năm qua, có thể xông qua Long môn trận đơn giản hóa không có Long Châu, tiếp cận 10 cái, nhưng xông qua Long Châu, không có một vị. Đứng ở tại chỗ hít vài hơi, hơi khôi phục một chút, Trịnh Dương tiếp tục đi về phía trước, miệng vết thương có máu tươi chảy xuôi, thuận theo mũi thương nhỏ trên mặt đất, nhưng hắn không có ngừng, ngược lại bước chân càng chạy càng ổn định. Tựa hồ, trong lòng có tín nhiệm vĩ đại trèo trống, cho dù chết cũng sẽ không lui về phía sau. Oanh oanh oanh, cùng Long Châu đối kháng. Cả hai chiến đấu sắp xé rách không gian, trường thương của Trịnh Dương bị đánh gãy. Bất quá vẫn không có buông tha, lực quyền, trưởng lực, thân pháp, khối công. Một chiêu so với một chiêu tinh diệu, cuối cùng lấy thân hóa thương, phá Long Châu phòng ngự. 388 chiêu, Hình đường chủ đếm xong, yết hầu phát khô. Cùng vị Long Châu này đối chiến, Trịnh Dương lại có thể dùng tiếp cận 400 chiêu, cho dù đánh bại, cũng kém không nhiều lắm đến cực hạn, toàn thân bị huyết dịch dính đầy, trên thân hầu như không có một chỗ hoàn hảo. Có thể trở thành chiến tử, cũng không dễ dàng. Chứng kiến bị trọng thương như thế, cũng tiếp tục kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, tất cả chiến sư trầm mặc. Nói thật, đổi lại bọn hắn, khả năng ở vị trí Long Bối, liền kiên trì không nổi, không quan hệ thực lực mà là tín niệm vị trịnh dương này giống như mang theo lòng tin không thể thua coi như thân thể bị đâm ra mười mấy lỗ thủng cũng kiên trì đánh bại đối thủ đi tới thành công điểm ấy là bọn hắn vĩnh viễn không thể bằng được trịnh dương ta chỉ là một thiếu niên tu luyện thương pháp bình thường ở thiên huyền vương quốc hình ảnh sông long môn trận chấm dứt trịnh dương lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này thương thế đã hoàn hảo may mắn gặp ân sư là hắn truyền thụ ta thương pháp làm gương tốt giảng thuật cho ta chuẩn tắc làm người từng bước một ngược dòng mà lên, mới có hôm nay. Thương đạo, tức nhân đạo. Tu luyện, tức tu luyện nhân sinh. Ta trổ hết tài năng trở thành chiến tử, cũng không phải thực lực chân chính vượt qua những người khác, mà là ta có chuẩn tắc cùng mục tiêu làm người. Hy vọng tất cả chiến sư đều có thể nhận thức. Cuối cùng, ta ban bố chiến tử lệnh thứ nhất. Cẩn tuân chiến tử dạy bảo. Tất cả mọi người của chiến sư đường đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu ôm quyền. Chiến tử lệnh tương đương với đường chủ lệnh của chiến sư đường tương đương với nguyên soái lệnh trong quân đội phàm là chiến sư phải vô điều kiện tuân thủ ân sư thụ nghiệp của ta không có hắn sẽ không có ta hiện tại về sau tất cả mọi người chiến sư đường vô luận là người nào nhìn thấy hắn đều phải lấy lễ đệ tử đối đãi vâng mọi người gật đầu đáp ứng tôn kính lão sư đây là người người đều phải tuân thủ lão sư của chiến tử lão sư của đường chủ tương lai cũng chính là lão sư của toàn bộ chiến sư đường dám vô lễ chính là bất kính với toàn bộ chiến sư đường ân sư của ta luôn luôn điệu thấp tin tức này chỉ tồn tại ở trong nội bộ chiến sư đường có người truyền ra bên ngoài giết không tha trong mắt trịnh dương sôi trào sát khí vâng mọi người lần nữa đáp rất tốt hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ tên của hắn thầy ta trương huyền chuyện được đọc bởi kênh haleji audio trương huyền triệu nghị đường chủ yên lặng nhớ kỹ tên âm thầm gật đầu nếu như chiến tử kính trọng ân sư như thế về sau nhìn thấy, nhất định phải cung kính hữu lễ, không thể vượt qua. Trong lòng đang nói thầm, sau đó chứng kiến một bóng người từ đằng xa bay tới, thẳng tắp rơi ở cách đó không xa, nhìn chiến tử hư ảnh ở trên không trung, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt phức tạp. Hình đường chủ, đây là người của ngươi sao? Chiến sư lệnh tập hợp vang lên, tới chậm thì thôi. Chiến tử phát biểu, chẳng những không hành lễ, trong mắt lại không có chút cung kính nào. Chiến sư của các ngươi, lại có tố chất như vậy sao? Ánh mắt nheo lại, Triệu Nghị Đường chủ giận dữ. Chiến tử vừa mới giáo huấn xong, muốn tất cả nhân viên chiến sư đường tôn kính thầy của hắn, liền toát ra ra hỏa này, là không biết chữ chết hay suy nghĩ có vấn đề. A, à, hắn không phải người chiến sư đường chúng ta, là hội trưởng Huyền Huyền hội lúc trước ta nói với ngươi, viện trưởng danh sư học viện Trương. Triệu Đường chủ, ngươi muốn làm gì? Quay đầu nhìn thoáng qua, hình Đường chủ mỉm cười, đang muốn giới thiệu, chỉ thấy Triệu Nghị đứng dậy, hai bước đi vào trước mặt Trương sư, ánh mắt như điện. Ta mặc kệ ngươi là hội trưởng Huyền Huyền hội hay là người nào, chiến tử của chiến sư Đường phát biểu, kính xin lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Chiến tử phát biểu, thuộc về cơ mật của chiến sư Đường, đối phương không phải người trong nội đường, chẳng lẽ muốn đánh cắp cơ mật quân sự? "Không khách khí?" Trương Huyền nhíu mày. Vừa bay trở về, muốn nhìn kết quả giao lưu hội như thế nào, lại thấy được hư ảnh của Trịnh Dương đang cảm khái, đệ tử rốt cuộc lớn lên, biết thông cảm lão sư khổ cực rồi đã bị vị trước mắt này uy hiếp phải sắc mặt triệu nghị trầm xuống đang muốn nói chuyện liền chứng kiến một ngón tay lăng không chỉ đến lạch cạch nhẹ nhàng búng vèo hắn biến sắc phản kháng cũng không kịp đã bị bắn bay lưng đâm vào trên đại điện chiến sư đường phát ra nổ vang kịch liệt đang nhìn học sinh của mình từng bước một đi tới đỉnh phong thay hắn cảm thấy cao hứng loại thời điểm này trương huyền không muốn bị người quấy dày tới đây quấy rối bắn bay là được làm xong những thứ này trương huyền chắp hai tay sau lưng tiếp tục nhìn về phía không trung giống như đối phương nói thời điểm trịnh dương vừa tới hoàn toàn chính xác chỉ là thiếu niên tu luyện thương pháp bình thường hơn nữa vừa mới thất tình hiện tại không chỉ thương pháp siêu quần còn trở thành chiến tử của chiến sư đường ngắn ngủn không đến một năm biến hóa to lớn khiến người ta cảm khái lão sư chỉ là phụ trợ trọng yếu là chính ngươi nỗ lực trong lòng thở dài ánh mắt trương huyền lộ ra vẻ hài lòng hắn dạy dỗ thiên đạo công pháp bản rút gọn mặc dù là công pháp ít thiếu sót nhất nhưng nếu như bản thân không nỗ lực không hăm hở tiến lên cũng không có tác dụng thật giống như tôn cường không nói nữa đều là nước mắt trịnh dương ở trong mấy thân truyền của mình thiên phú không tính tốt nhất nhưng lại là người dũng cảm tiến tới nhất cố chấp đối với thương pháp cùng tình yêu đối với thương pháp mới khiến cho hắn đi tới hôm nay cũng không phải đơn thuần là bản thân dạy tốt đáng giận từ trong bức tường nghiền nát chui ra triệu nghị nghiến răng đi quát lớn ra hỏa không tuân quy củ này vốn tưởng rằng đối phương sẽ xám xịt rời đi nằm mơ cũng không nghĩ đến trực tiếp hành hung bản thân một trận ở chiến sư đường ngang nhiên xuất thủ với một vị đường chủ tội không thể thứ đang muốn xông qua giáo huấn đối phương chỉ thấy hình đường chủ vội vã bay tới hình đường chủ hội trưởng huyền huyền hội này đang ở trước mặt chiến tử ngang nhiên xuất thủ với ta ta bất kể có phải khách nhân của ngươi hay không cũng đừng trách ta không khách khí hàm răng cắn rung động triệu nghị tức sắp bọ tạc nổ tung đệ tử đánh không lại chủ nhà bởi vì gia hỏa này còn bị một nữ hài trà đạp nói thật đối với cái gọi là hội trưởng hắn đã sớm nghẹn lấy một bụng hỏa rồi vừa vặn có chiến tử làm cớ không giáo huấn một lần liền không phải chiến sư người hãy nghe ta nói hắn không chỉ là khách nhân đơn giản như vậy hình đường chủ vội nói ta biết rõ chiến sư đường các ngươi được chỗ tốt của hắn nhưng mà hắn không tôn trọng chiến tử chính là miệt thị chiến sư đường chúng ta ta không ra tay còn có tư cách gì thống lĩnh một phân bộ hừ một tiếng triệu nghị tiếp tục đi thẳng về phía trước vậy thì ngươi đi giáo huấn a thấy vị đường chủ này làm sao cũng kéo không được hình đường chủ cũng có chút không vui phất ống tay áo đúng rồi ta quên nói cho ngươi vị hội trưởng huyền huyền hội này tên là trương huyền trương huyền bước chân đang tiến lên lập tức ngừng lại triệu nghị run rụt thoáng một phát vị trương sư chiến tử vừa nói kia ngươi nghĩ sao không nói thêm lời hình đường chủ quay người đi tới vị trí của mình tiếp tục quỳ xuống cái đồ chơi gì a à? còn không nghe khuyên ngươi lợi hại tiếp tục đánh cho ta xem hắn là lão sư của chiến tử trước mắt tối đen triệu nghị lung lay thoáng một phát thiếu chút nữa ngất đi khó trách tùy tiện chỉ điểm ba ngày có thể làm cho bọn hắn tay trắng trở về nguyên lai là lão sư của chiến tử vù vù cứng ngắc tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải chỉ thấy chiến tử hư ảnh ở trên không trung dặn dò hoàn tất chậm rãi biến mất lúc này tất cả chiến sư mới đứng dậy lần nữa quay đầu nhìn về phía trương huyền cách đó không xa từng cái tràn đầy sùng bái bọn họ đều biết trước mắt triệu nghị tối đen phiền toái lớn rồi chiến tử vừa nói phải cung kính với lão sư của hắn bản thân muốn không khách khí với người ta sắc mặt đỏ lên đang nghĩ ngợi làm sao đi tới xin lỗi chỉ thấy ngụy thiên thư lưu tần sơn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt trương sư Tất cả đều là vẻ mặt cung kính, bái kiến Trương sư, người chiến sư đường chúng ta cũng muốn cùng Huyền Huyền hội trao đổi, không biết Trương sư có thể đồng ý hay không? Chúng ta cũng nghe qua đại danh của Huyền Huyền hội, cũng muốn tới trao đổi. Khóe miệng Triệu Nghị co lại. Hai gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Lúc trước cũng giống như mình, bất mãn với hội trưởng Huyền Huyền hội, hiện tại vừa nói thân phận, lập tức tiến lên, xin trao đổi. Tôn Nghiêm đâu? Các ngươi thương nghị với hình đường chủ đi thấy người vọt tới càng lúc càng nhiều, Trương Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Trịnh Dương trở thành chiến tử, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Sự tình trao đổi, liền giao cho những người khác, mình cũng chẳng muốn tiếp tục xử lý. Trở lại chỗ ở, không lâu sau, hình đường chủ đi tới. Trương Sư, ở dưới huấn luyện của ngươi, phân bộ chúng ta đã nhận được toàn bộ 20 danh ngạch. Bất quá, ban thưởng khả năng cần vài ngày mới có thể đến. Đại khái bao lâu? Cho dù tổng bộ dùng phương pháp đặc thù truyền tống, Bất quá nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Suy nghĩ một chút, Hình Đường chủ nói, "10 ngày." Lắc đầu, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ, còn nghĩ lập tức có thể bắt được linh thạch, mau chóng đột phá đến thai anh cảnh đỉnh phong, xem ra vẫn không thể như nguyện. Tu luyện sao lại khó khăn như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút, thực hoài niệm lúc trước cả đêm tăng một cấp. "Trương sư, còn cần tinh nguyên thượng phẩm." Thấy biểu lộ của hắn, Hình Đường chủ đoán ra được, "Ân, ngươi còn có đường khác." Trương Huyền nhìn qua. Linh thạch ta không có phương pháp, nếu như Trương Sư chỉ là tu luyện mà nói. Linh Nguyên Đan dược lực hùng hậu, thậm chí đối với cường giả xuất khiếu cảnh cũng có trợ giúp, không biết đối với Trương Sư có hữu dụng hay không. Hình đường chủ nói. Linh Nguyên Đan. Trương Huyền sững sở. Trong thư tịch danh sư đường, cũng có quan hệ tới luyện đan. Linh Nguyên Đan hắn cũng từng gặp là một loại đan dược thất tinh, cùng tinh nguyên thượng phẩm hoàn toàn chính xác có hiệu quả tác dụng như nhau có thể tăng lên tu vi, chỉ là chưa bao giờ thấy qua thực tế, cũng chưa từng thấy qua đan phương, không biết có hữu dụng hay không. Ta chỗ này vừa vặn có một viên, trương sư có thể thử một chút, nếu hữu dụng, ngược lại có thể đi tìm ngô hội trưởng, hắn có không ít. Bàn tay của hình đường chủ khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Trương Huyền vẹt nắp bình ra, quả nhiên thấy một viên dược hoàn tinh hồng sắc lơ lửng ở trong đó, tản mát ra linh khí nồng đậm. Tiện tay lấy ra, để vào trong miệng, Linh khí lập tức hòa tan, một cỗ lực lượng ôn nhuận đi khắp toàn thân, lực lượng tinh thuần chậm rãi hội tụ về phía đan điền. Hữu hiệu. Cảm thụ một chút, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Dùng linh thạch tu luyện đã quen, trong lúc nhất thời không nhớ ra vật khác, trên thực tế, không ít bảo vật cũng có thể thay thế. Thật giống như địa mạch linh dịch trước kia, có thể thay thế linh thạch trung phẩm, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Đan dược cũng là một trong những vật thay thế. Linh nguyên đan cái cho dù ẩn chứa linh khí kém tinh nguyên thượng phẩm không ít nhưng với hắn mà nói tác dụng không nhỏ so với linh thạch bình thường thì hùng hậu hơn nhiều đầy đủ mà nói cũng có thể trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong trương sư không cần luyện hóa dược lực sao thấy vị trước mắt này trực tiếp nuốt vào trong miệng ngay cả tu luyện cũng không cần tu luyện hình đường chủ không thể tin được loại linh nguyên đan cấp bậc này coi như là hắn dùng cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn hóa giải ra hỏa trước mắt này cứ ăn như vậy chẳng lẽ không sợ linh khí quá nhiều bạo thể mà chết sao luyện hóa xong rồi a à, trương huyền nói một viên đan dược nho nhỏ mà thôi bên này vừa ăn xong bên kia liền tiêu hóa sạch sẽ rồi căn bản không cần chuyên môn tu luyện đã xong khoái miệng của hình đường chủ co lại rốt cuộc biết vì sao thực lực vị trước mắt này tiến bộ nhanh như vậy không nói cái khác chỉ là tốc độ tiêu hóa liền không phải người bình thường có thể so sánh ở luyện đan sư công hội loại đan dược này nhiều không Trương Huyền hỏi, nếu như muốn mượn nhờ loại đan dược này tấn cấp mà nói, cần số lượng chỉ sợ vượt qua 100 viên, không biết công hội có nhiều như vậy hay không? Cụ thể ta cũng không biết, cái này khả năng phải đi hỏi thăm ngô hội trưởng. Hình đường chủ nói, ngô hội trưởng, ngô hóa vũ, ban đầu thời điểm ở danh sư học viện luận đan, để cho đối phương thuyết phục, cam tâm tình nguyện đưa tới đoạn tục thảo, cẩn thận nói tiếp, còn là quen biết đã lâu. Ân, ta sẽ đi luyện đan sư công hội ngay bây giờ. Trương Huyền nói lạc nhược khi ở ba tháng sang năm phải cùng trương gia thành hôn tu luyện cấp bách không dám có chút trì hoãn cáo từ hình đường chủ vừa mới đi ra chỗ ở chỉ thấy lạc thất thất đã đi tới lão sư thấy là nàng trương huyền có chút nhức đầu hắn là người có bạn gái bị đệ tử thổ lộ hết sức khó xử a à. bất quá trực tiếp đào tẩu tôn nghiêm của lão sư cũng không có chỗ thả lão sư ngươi có thể theo giúp ta một ngày không sắc mặt có chút khó coi, lạc thất thất nhìn qua, mang theo chờ đợi, chỉ một ngày. Làm sao vậy? Thấy hốc mắt của nữ hải có chút phiếm hồng, tựa hồ mới vừa khóc, Trương Huyền nhíu mày. Tuy bị thổ lộ, không phải hắn muốn nhìn đến, nhưng nếu có người chọc đệ tử mà nói, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không có gì. Lạc thất thất nhìn qua, chỉ là muốn cùng lão sư ở chung một lát. Ách, được rồi. Thấy bộ dạng này của đối phương, khả năng có tâm sự gì, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Quá mức ưu tú, bị người ưa thích là bình thường, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, coi như ở chung một mình, cũng không coi vào đâu. Làm được đoan chính, đối phương tự nhiên sẽ bỏ đi niệm trong đầu, tránh né càng nhiều, ngược lại sẽ làm đối phương đoán mò, gây nên càng nhiều phiền toái nữa. Thấy hắn đáp ứng, lạc thất thất vui vẻ, vậy, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh đi, nơi đây quá ổn. Chiến sư đường, huyền huyền hội, khắp nơi đều là người quen, hoàn toàn chính xác có chút nhao nhao. Trương Huyền gật đầu, hai người bay ra phía ngoài không lâu sau đi vào một ngọn núi lớn ở ngoài thành ngồi ở bên vách núi ngồi ở trên tảng đá nhìn phòng xá trùng điệp vô tận trước mắt lạc thất thất không biết nghĩ cái gì gió núi thổi lất vất mái tóc khoác lên khuôn mặt không hề có khuyết điểm cả người như tiên tự ở trong tranh đi ra không thể không nói nữ hài này hoàn toàn chính xác rất đẹp hơn nữa rất có khí chất từ trong ra ngoài làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh thoải mái sạch sẽ có phải là có tâm sự gì không tuy vi sư không phải cái gì cũng làm được nhưng chỉ cần đủ khả năng tuyệt sẽ không lùi bước thấy đối phương đưa hắn đến nơi đây cũng không nói chuyện trương huyền nhíu mày bộ dáng của đối phương nhất định là có tâm sự nhưng không nói mình cũng không có biện pháp giúp giải quyết không có gì chỉ là nghĩ tới một việc khi còn bé nở nụ cười lạc thất thất yên tĩnh nhìn về phía thanh nguyên thành khi còn bé ta thích làm nhất chính là lúc rỗi rãnh ngồi ở trên nóc phòng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn điều tước phi hành bốn phía cảm thấy thật vui vẻ. Có một lần, ta thích một kiện bảo vật, cực kỳ muốn, liền quấn quýt lấy cha, để cho hắn giúp ta tìm kiếm, bị ta quấn bất đắc dĩ, phụ thân đáp ứng. Bất quá, cần ta ở trong thời gian quy định học được một bộ công pháp, vì vậy ta nỗ lực tu luyện, tu luyện tu luyện, không biết ngày đêm, trọn vẹn một năm, cuối cùng thành công. Phụ thân cũng không có lỡ hẹn, tìm được bảo vật cho ta. Bắt được bảo vật, trong ngày hôm ấy, ta cực kỳ vui vẻ, đây chính là hao tốn công phu rất lớn mới lấy được, mỗi ngày đều tùy thân mang theo, thậm chí ôm nó ngủ. Đáng tiếc, về sau, một lần cùng người chiến đấu, bị hủy diệt rồi. Ta khóc trọn vẹn ba ngày, phụ thân lại tìm cho ta một cái giống như đúc, nhưng mà ta đã không muốn rồi. Hai tay ôm bắp chân, cái cầm của lạc thất thất khoác lên trên, đầu nghiêng nhìn qua, lão sư biết tại sao không? Trương Huyền lắc đầu, là vì nó không phải thứ ta thích. Dù giống như đúc cũng không phải rồi. Lạc thất thất nói, ân không biết trả lời như thế nào, Trương Huyền đành phải lên tiếng. Kỳ thật khi còn bé, người người đều trải qua loại tình huống này, một vật phẩm cực kỳ yêu thích, một khi hủy, coi như là mua giống nhau, cũng không còn loại chờ mong này nữa. Đây là không phải vật phẩm có thể thay thế. Về sau chậm rãi lớn lên, ta cũng dần dần rõ. Ưa thích đồ vật, chưa hẳn thật có thể một mực có được. Nhìn qua, lạc thất thất tự hồ có không ít lời muốn nói, rồi lại nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì? Là có người ăn hiếp ngươi, nếu như tội ác tày trời, vi sư thay người giết hắn. Thấy nàng thần tình không đúng, Trương Huyền nhíu mày. Phốc suy. Lạc thất thất nở nụ cười, vẻ mặt thú vị nhìn qua, ngươi thật có thể thay ta giết hắn. Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Là lão sư người ăn hiếp ta, động thủ đi. Lạc thất thất nói. Trương Huyền im lặng. Không nghĩ tới lại bị nha đầu kia hố. Lần trước trong nội tâm nàng có nghi hoặc, bản thân hỗ trợ giải đáp, sau đó bị thừa cơ thổ lộ, Lần này, xem ra lại là như thế, giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu, chỉ cần đáp lời, liền tiến vào hố sâu. Đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy ánh mắt nữ hài mông lung nhìn qua. Lão sư, lần trước ngươi không trả lời, ngươi biết ta đối với ngươi, không chỉ là ưa thích, không biết lớn nhỏ, nếu như tìm ta chỉ là muốn nói những thứ này, vi sư đi trước. Trương Huyền đứng dậy, chỉ đùa lão sư một chút thôi, đừng nóng giận, thẻ lưỡi, lạc thất thất vội nói, cũng không vui chút nào, về sau không thể như vậy nữa." Trương Huyền khoát tay. "Vâng, lão sư, có thể dạy ta luyện đan một lần không?" Nhẹ gật đầu, Lạc Thất Thất dừng lại một chút, nhìn qua. "Có thể." Trương Huyền gật đầu, "Muốn học luyện đan dược nào?" Đan dược có rất nhiều chủng loại, mỗi một loại đều có phương pháp luyện chế bất đồng. "Ta muốn học tập luyện chế Linh Nguyên Đan cấp 7, không biết lão sư có thể dạy cặn kẽ một lần không?" Lạc Thất Thất nói. "Linh Nguyên Đan" trương huyền sửng sốt vừa nói với hình đường chủ bản thân muốn linh nguyên đan tính toán đi luyện đan sư công hội tìm kiếm không nghĩ tới lạc thất thất lại muốn học tập vâng lạc thất thất mở chừng hai mắt có đan phương cùng dược liệu không trần trừ một chút trương huyền nói nếu như nàng muốn học vừa vặn có thể suy tính phương pháp luyện chế thoáng một phát đến lúc đó đi luyện đan sư công hội có thể miễn không ít phiền toái ta sớm chuẩn bị xong nhẹ nhàng cười cười cổ tay của lạc thất thất khẽ đảo lấy ra một cái ngọc bài đưa tới thần thức của trương huyền quét qua nội dung phía trên lập tức đi vào trong đầu đúng là đan phương của linh nguyên đan hắn đối với luyện đan lý giải đạt tới thất tinh đỉnh phong dựa theo đan phương cân nhắc một lần đã tìm ra phương pháp luyện chế tốt nhất đây là dược liệu đang muốn nói chỉ thấy lạc thất thất cười dịu dàng nhìn qua bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo trước mắt xuất hiện một đống lớn dược liệu ngươi từ đâu tìm đến thế nhìn thoáng qua, Trương Huyền sửng sốt. Nữ hải lấy ra dược liệu, mỗi một cây đều có mấy ngàn năm tuổi, loại cấp bậc này đều là giá trên trời. Linh nguyên đan bình thường, dược vật 50 năm đã có thể thành công, mấy nghìn năm, dược tính đầy đủ, hơn không chỉ gấp 10 lần. Lão sư biết rõ ta thích nghiên cứu, đã từng tìm được một di tích, những dược này vật, chính là từ bên trong lấy được. Lạc thất thất giải thích, thật sự là vận khí tốt. Trương Huyền cảm khái, căn cứ thủ pháp luyện chế binh khí, có thể phỏng đoán ra địa quật mà ngô dương tử bị bắt riêng phần cẩn thận này tìm được một hai di tích cũng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu lão sư những dược vật này có thể luyện chế linh nguyên đan a lạc thất thất nhìn qua đương nhiên có thể không chỉ như thế khẳng định còn có thể luyện chế ra cấp bậc cực cao trương huyền nhẹ gật đầu bất quá dược liệu quá mức quý giá không thể có chút sai lầm nếu không một khi nổ lô chúng ta đều chịu không nổi dược liệu này quá chân quý chỉ cần trình tự không sai, luyện chế ra linh nguyên đan rất đơn giản, nhưng dược vật chân quý như thế phối chế tốt rồi, gây chuyện không tốt có thể đánh vỡ phẩm cấp của linh nguyên đan lúc trước, để cho đối phương đạt tới cấp bậc cao hơn cũng chưa biết chừng. Ân, lạc thất thất gật đầu. Nếu là loại dược vật cấp bậc này, phương pháp luyện chế lúc trước cần cải tiến thoáng một phát. Niên hạn dược liệu bất đồng, phương pháp luyện chế tự nhiên cũng không giống nhau. Đứng ở tại chỗ, Trương Huyền cân nhắc một lần, tìm một phương pháp càng thêm thích hợp, lúc này cổ tay khẽ đảo, thả kim nguyên đỉnh ra. Tuy ra hỏa này là khí đỉnh, nhưng thực lực mạnh mẽ, chỉ cần tăng thêm mấy cái phong ấn, dùng để luyện đan không có vấn đề quá lớn. Để nó luyện chế đi, ít nhất có thể bảo chứng sẽ không nổ lô. Vâng, lạc thất thất lên tiếng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trương Huyền lấy ra giấy bút, viết trình tự luyện đan ra, để cho nữ hải nhớ kỹ, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu. Có hắn ở một bên chỉ điểm, cộng thêm trình tự lúc trước, quá trình luyện chế cực kỳ thuận lợi, không lâu sau, lô đỉnh mở ra, linh khí nồng đậm phóng thẳng tới bầu trời, năm viên thuốc bay ra, muốn chạy trốn. Là đan dược chuẩn cấp 8. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền phân phó một tiếng, Kim Nguyên đỉnh vọt lên, bắt lấy đan dược đào tẩu, cất vào bình ngọc đã sớm chuẩn bị tốt. Linh Nguyên đan là đan dược cấp 7, nhưng mà Lạc Thất Thất cho dược liệu dược linh quá cao, dược tính đầy đủ, vậy mà luyện chế được năm viên chuẩn cấp 8, cho dù không có đạt tới cấp 8 dược hiệu cũng vượt xa linh nguyên đan bình thường. Có thể luyện chế ra dược vật, cấp bậc như thế, người đã hoàn toàn học được phương pháp luyện chế linh nguyên đan. Đưa bình ngọc cho nữ hài, Trương Huyền cười cười. Những đan dược này không riêng gì chuẩn cấp 8, hơn nữa còn đạt đến đan văn, hoa văn chảy xuôi, làm cho người ta cảm giác tùy thời có thể phá không bay đi. Đan dược chia làm, thành đan, sung mãn, hoàn mỹ, đan văn. Có thể luyện chế ra đan văn, nói rõ lý giải đối với loại đan dược này, đã đạt đến đỉnh phong nhất chỉ cần sau khi trở về nghiêm túc tiêu hóa lý giải tất nhiên có thể tăng lên một cấp bậc là lão sư chỉ điểm mới thành công đan dược quy lão sư cánh tay duỗi ra lạc thất thất đưa chai thuốc tới ta không thể nhận trương huyền lắc đầu dược liệu là của đối phương cũng là đối phương luyện chế tuy bản thân chỉ điểm nhưng còn chưa đủ để lấy thù lao nhiều như vậy như vậy đi ta một viên còn dư lại bốn viên cho lão sư nếu như ngươi cảm thấy ta thua thiệt mà nói có thể dùng linh thạch mua sắm. Biết rõ ý nghĩ của hắn, lạc thất thất lấy ra một viên, còn dư lại đưa tới. Vậy, cũng tốt. Trần trừ một chút, Trương Huyền gật đầu. Hắn vừa vặn cần linh nguyên đan, loại cấp bậc này, một viên có thể so sánh với hơn 10 viên bình thường. Đã có 4 viên đan dược này, trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong có lẽ không còn khó khăn. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ở giám bảo các lấy được một vạn viên linh thạch thượng phẩm, để vào trong đó đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, lạc thất thất cất giới chỉ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, trong mắt mang theo chờ đợi. Lão sư, vừa rồi ngươi nói, có người ăn hiếp ta, ngươi sẽ xuất thủ, đúng không? Ân, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra lời này. Trương Huyền sừng sốt một chút, nhẹ gật đầu, thực sự có người ăn hiếp ngươi, vi sư, thay ngươi làm chủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Bất kể như thế nào, đối phương cũng là học sinh của hắn, thật muốn có người ăn hiếp, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới giống như đám người lộ trùng vậy. Đa tạ lão sư, thấy vị trước mắt này ánh mắt kiên định, không trần chờ cùng dao động chút nào, nhớ tới ban đầu ở trong địa cung, vì cứu nàng, liều mình cùng khôi lỗi dị linh tộc đối chiến, lạc thất thất mỉm cười. Cùng vị trước mắt này ở chung hơn nửa năm, biết rõ cách làm người của hắn. Vì đệ tử có thể một mình đối kháng toàn bộ vương quốc, vì quản gia có thể ngạnh kháng đệ nhất vương gia của phong hào đế quốc, danh sư đường phó đường chủ. Bá đạo cộng thêm bao che khuyết điểm, chỉ là loại tính cách này, bản thân thật muốn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ xuất thủ, không trần chờ chút nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng thích đối phương. Tính tình chân thật, gan dạ sáng suốt, có đảm đương, có quyết đoán. Không có chút ra vẻ cùng dối trá. Tốt rồi, có thể được ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ, lão sư, ta đi về trước. Lạc thất thất cười nói, cũng không chậm trễ ngươi nữa. Đi đi. Trương Huyền gật đầu. Tuy không có nói rõ, nhưng đã dùng hành động từ chối nhã nhặn. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ biết rõ, trong lòng mình chỉ là đệ tử, cái gọi là ưa thích khẳng định không thể nào thực hiện, có lẽ sau đó sẽ để loại tâm tư này xuống, cuối cùng có thể tìm được lương xứng phù hợp nàng. "Lão sư, ta đi trước." Thở nhẹ một tiếng, Lạc Thất Thất quay người bay đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trước mắt, hẳn là trở về Thanh Nguyên thành. Thấy nàng rời đi, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cùng đối phương ở chung hơn một canh giờ, lại giống như đánh một trận chiến xem ra sau này, thật phải thu liễm một ít, phải càng thêm điệu thấp, nếu không càng nhiều nữ hài thích mình, bay cũng không thoát khỏi được. Quá mức ưu tú, chính là ưu thương như vậy. Lắc đầu, đang muốn tìm một chỗ luyện hóa linh nguyên đan mới luyện chế, trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong, chỉ thấy một bóng người bay tới, không phải người khác, là Ngọc Phi Nhi. Trương sư, ngươi không có phúc hậu, ở chỗ này một mình dạy thất thất luyện đan, lại không nói với ta, ta cũng muốn học. Vừa đến trước mặt, Ngọc Phi Nhi liền hừ một tiếng, hiển nhiên đối với hai người một mình ở chung có chút không vui hai người các nàng đều biểu lộ trương sư lại một mình ở cùng lạc thất thất trong lòng nhịn không được có chút ghen tuông ta chỉ là dạy nàng luyện đan không có gì xoa xoa mi tâm trương huyền lắc đầu biết rõ cùng vị trước mắt này nói thẳng tốt nhất nên chẳng muốn quanh co lòng vòng nói thật với ngươi đi kỳ thật ta đã có người yêu mến người nào thất thất vẻ mặt ngọc phi nhi cảnh giác không phải nàng là tiểu công chúa của thánh nhân quý tộc lạc gia trương huyền nói thánh nhân lạc gia ngọc phi nhi không thể tin được thánh nhân quý tộc cao cao tại thượng làm sao trương sư có thể nhận thức hơn nữa còn là tiểu công chúa thánh nhân quý tộc từng cái đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục có thể nói tồn tại vô địch hồng viễn hoàng thất của nàng so sánh nhỏ yếu đến cái gì cũng không tính trương sư tử thiên huyền vương quốc đến làm sao có thể nhận thức loại người này hơn nữa thích đối phương ngươi có thể không tin còn tại sao lại nhận thức vì sao sẽ thích nàng chỉ có thể nói vận mệnh cho phép hơn nữa chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nhớ tới lạc nhược hy trương huyền mỉm cười cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt là một lần hiểu lầm cho rằng bị linh thú đuổi giết bây giờ suy nghĩ một chút không có lần hiểu lầm này sẽ không có hai người quan hệ tiến dần lên tựa như vận mệnh kỳ diệu đã có người yêu loại sự tình bị người thổ lộ này cũng không muốn chạm phải phải triệt để ngăn cản phải sớm nói ra nếu không sẽ sinh ra càng nhiều hiểu lầm, phiền toái cũng nhiều hơn. Ta không tin. Sắc mặt Ngọc Phi Nhi trắng nhợt. Vốn tưởng rằng Trương sư không có bạn gái, nàng cùng lạc thất thất, thậm chí hô yêu yêu, chỉ cần chịu nỗ lực, đều có cơ hội, hiện tại xem ra đã chậm. Người là nữ hài thật tốt, nhưng ta nói là sự thật. Trương Huyền lắc đầu. Ta. Hô hấp dồn dập, Ngọc Phi Nhi dừng cả buổi, cắn răng một cái xoay người sang chỗ khác, hàm răng cắn môi, thanh âm nghẹn ngào, "Trương sư, quấy giày, ta đi về trước." cũng không đợi trương huyền trả lời thẳng tắp bay ra ngoài thời gian nháy con mắt liền biến mất tuy không nói gì nhưng có thể từ trong thanh âm cảm nhận được tan nát cõi lòng rất hiển nhiên trương huyền danh hoa có chủ để cho đối phương không thể tin được cũng không muốn tiếp nhận ai thấy thời gian nháy con mắt đả thương hai nữ hài trương huyền lắc đầu thở dài một tiếng kỳ thật làm như vậy cũng không phải là hắn cố ý nên ngừng không ngừng nhất định sẽ càng loạn đối với hai nữ hài này hắn không có chút tình yêu nam nữ nào. Duy chỉ có Lạc Nhược Hy, vừa nhìn thấy liền động tâm. Có thiên đạo thư viện, cùng là người của hai thế giới, hắn luôn làm việc lão luyện, trong ổn có lễ. Có thể vì đối phương, sẽ như một thiếu niên tranh giành tình nhân, điên cuồng đập phùng hơn một trận, cũng có thể cố ý đi đả kích Trương Cửu Tiêu, đơn giản là trong lòng ghét Trương Gia. Nhưng mà, dù hai người này rất đẹp, ưu tú, cũng ưa thích hắn. Nhưng mình không có như thế. Ngược lại chỉ như sư trưởng đối đãi đệ tử. Vì vậy, hắn hiểu được tình cảm của mình. Đã như vậy, dây dưa không rõ, còn không bằng thừa dịp các nàng lâm vào còn chưa sâu, khoái đao chặt đứt đai dối, không cho đối phương bất cứ hy vọng nào. Như vậy tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm. Không thèm nghĩ nữa, trước tăng thực lực lên tới thai anh cảnh đỉnh phong lại nói. Biết mình phán đoán không sai, lắc đầu, dứt bỏ những ý nghĩ này, Trương Huyền khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, không có một bóng người, đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, điều chỉnh hô hấp, đại khái qua một canh giờ, trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong nhất, lúc này mới lấy ra một linh nguyên đan nuốt xuống. Lạc thất thất luyện chế linh nguyên đan, dùng đều là dược liệu mấy nghìn năm, mỗi một cây đều có dược lực cực kỳ hùng hồn, hơn nữa đạt đến cấp bậc đan văn, một viên đan dược, so với viên của hình đường chủ thì cường đại gấp mấy chục lần. Dược lực đi vào ngực, lập tức cảm thấy tựa như hỏa diễm hừng hực đang không ngừng thiêu đốt, một dòng nước ấm dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trước mặt thai anh thai anh đạt tới thánh vực tam trọng trung kỳ tựa như một hài đồng bảy tám tuổi nhất cử nhất động mang theo lực lượng hùng hậu tựa hồ thiên địa cũng có thể đánh nát tâm thần của trương huyền An tường tinh thần nội thị dựa theo thiên đạo công pháp tu luyện chậm rãi vận chuyển chân khí một khi cảm giác linh khí chưa đủ liền nuốt một viên linh nguyên đan tu vi cùng lực lượng cũng không ngừng liên tiếp kéo lên thai anh cảnh trung kỳ thai anh cảnh hậu kỳ thai anh cảnh đỉnh phong sau nửa canh giờ, Nguyên Thai đạt đến khoảng 16-17 tuổi, dung mạo giống hắn như đúc, chỉ là lộ ra có chút non nớt. Hình thể vẫn là hài nhi, cao 10 mét, không có càng cao lớn hơn. Cuối cùng đã tới, thở dài một tiếng, Trương Huyền cảm khái. Vì tu luyện tới cảnh giới này, thật sự là biến đổi bất ngờ, hao tốn thật lớn, may mắn công phu không phụ lòng người, trải qua một phen nỗ lực cùng vất vả, rốt cuộc đã luyện thành. Bất quá, lạc thất thất cho hắn bốn viên linh nguyên đan cũng tiêu hao hầu như không còn một lần nữa trở nên một nghèo hai trắng tinh thần nội thị chỉ cảm thấy chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi càng thêm trôi chảy lực lượng so với lúc trước cũng có tăng lên gấp bội bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng sờ không trung bành một tiếng bạo tạc nổ tung vang lên sau đó lực lượng khổng lồ lan tràn nham thạch dưới chân ở dưới trùng kích vỡ thành bột phấn may mắn hắn sớm phi hành nếu không khẳng định sẽ người đầy bụi đất đây là lực lượng của thai anh cảnh đỉnh phong. Nắm đấm siết chặt, trên mặt Trương Huyền hưng phấn khó có thể ngăn chặn, thật mạnh. Mặc dù không có cường giả tới so sánh, không biết thực lực xác thực, đến cùng cao bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại để cho hắn gặp được Thanh Điền Hoàng mà nói, chỉ sợ một quyền có thể đánh thành thịt nát, căn bản không phải đối thủ. Dầm ào ào, đứng dậy, khí tức toàn thân thu liễm, không còn áp bách như vừa rồi, ngoại nhân thoạt nhìn, chỉ là thánh vực tam trọng đỉnh phong bình thường. Cho dù thực lực tăng lên, Điệu thấp vẫn là bản tính của hắn, có thể không diêu dao, tận lực không diêu dao, giảm bớt không ít phiền toái. Đạt tới loại cấp bậc này, linh nguyên đan bình thường đối với ta tác dụng cũng không lớn rồi. Có đi luyện đan sư công hội hay không, đã không còn ý nghĩa. Vốn lần này đi ra là vì đi luyện đan sư công hội, mua sắm chút linh nguyên đan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bất quá kèm theo tu vi tăng lên, hơn nữa dùng linh nguyên đan đan văn loại bình thường, trên cơ bản đã không có bất kỳ tác dụng rồi mua nhiều hơn nữa, cũng không có hiệu quả. Ngược lại không công lãng phí tiền, đã như vậy không cần phải giằng co. Quay về chiến sư đường đi, vừa vặn ba đường chủ kia có mặt, tìm bọn hắn thử xem thực lực. Nhẹ nhàng cười cười, đang định bay trở về chiến sư đường, tìm tứ đại đường chủ luyện tay một chút, thuận tiện củng cố cảnh giới cùng tu vi, đột nhiên sửng sốt, cổ tay khẽ đảo. Một ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay, là ngô sư truyền đến tin tức, nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cầu đường chủ, đã chết danh sư đường của thanh nguyên đế quốc chiếu song song bày ở dưới đất tám cỗ thi thể lạnh ngắt từng thi thể đều mặc y phục danh sư trước ngực có bảy vì sao lóng lánh lộ rõ thân phận lão già ở giữa nhất trương huyền hết sức quen thuộc bởi vì đã ngộ hắn không công bằng mới tiến hành sông đường thậm chí còn cùng hắn chiến đấu một trận vốn tưởng rằng vị này sẽ đợi đến lúc tổng bộ thẩm vấn cuối cùng bị tước đoạt tư cách đường chủ không nghĩ tới vậy mà đã chết ở nơi đây xảy ra chuyện gì vậy Trương Huyền nhíu mày, nhìn về phía Ngô sư, là sự tình buổi sáng hôm nay. Dựa theo danh sách ngươi cho ta, ta mới thẩm vấn 8 người, kết quả, trong nội đường liền chết 8 vị danh sư. Sắc mặt Ngô sư xanh mét. Trương Huyền từ trong miệng Thanh Điền Hoàng đã biết danh sách nội gian, truyền cho hắn, vì không đánh rắn động cỏ, lặng lẽ thẩm vấn, vừa mới thẩm vấn người thứ 8, chợt nghe thuộc hạ báo cáo, trong nội đường đã chết 8 vị danh sư thất tinh, bao gồm Cầu Đường chủ. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống thẩm vấn 8 người, chết 8 vị danh sư, hơn nữa đều là thất tinh, rất rõ ràng, đối phương đang cho bọn hắn cảnh cáo. Hơn nữa, cái chết của bọn hắn giống như Trần Chiết, đều là linh hồn biến mất, chỉ còn lại có thân thể. Ngô Sư nói tiếp, Trương Huyền trầm mặc, vừa mới vào, hắn liền phát hiện rồi, bao gồm cầu đường trụ ở bên trong mọi người, đều là bị người dùng thủ pháp câu hồn, câu đi ba hồn bảy vía, từ đó biến thành thi thể, là, ngoan nhân, siết chặt nắm đấm, có thể làm được điểm ấy ngay cả cầu đường chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ sợ chỉ có ngoan nhân mới có thể làm được chỉ là hắn ở đầm lầy tế bắc căn cứ thanh điền hoàng cung cấp tin tức tựa hồ bị cấm chế không cách nào thoát ly làm sao có thể dùng loại bí pháp này giết nhiều danh sư như vậy bọn hắn bị phát hiện ở đâu trong lòng nghi hoặc quay đầu hỏi đều trong chỗ ở của mình người nhà cho rằng đang nghỉ ngơi trời sáng gọi không tỉnh mới phát hiện dĩ nhiên đoạn tuyệt hô hấp nói một tiếng Ngô Sư Nhịn không được nhìn qua, có phải có quan hệ tới Thanh Điền Hoàng hay không? Nhưng Thanh Điền Hoàng, không phải bị giết rồi sao? Thanh Điền Hoàng thân là vua hồn sư, có được loại bí pháp đặc thù này, sự tình giết chết Trần Chiết, lúc trước trường sư đã nói. Nếu như điều chết, là ai dùng ra chiêu này, quỷ dị như thế? Vô duyên vô cớ tử vong, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, lại huyên náo toàn bộ danh sư đừng lòng người bằng hoàng, sợ hãi. Người đều sinh ra sợ hãi với đồ vật không biết cùng không thể lý giải, trước mắt cũng là như thế cầu đường chủ có thể nói là tồn tại thực lực mạnh nhất toàn bộ thanh nguyên thành hắn cũng không thể kháng trụ bị lặng yên không một tiếng động chém giết bất kể là ai đều sẽ cảm giác cổ rét run thanh điền hoàng là chết nhưng mà người phía sau hắn còn chưa chết trương huyền lắc đầu người đứng phía sau ngô sư nghi hoặc sự tình ngoan nhân liên lụy quá lớn trương huyền cũng không nói ra mặc dù là hắn cũng không biết tình hình ân mặc dù thanh điền hoàng là một vị hoàng giả của dị linh tộc nhưng vu hồn sư truyền thừa đoạn tuyệt hắn có thể học được là sau lưng có người truyền thụ người động thủ hẳn là cái này trương huyền gật đầu người truyền thụ thanh điền hoàng chức nghiệp vu hồn người này sẽ có thực lực gì vượt qua đẳng cấp của phong hào đế quốc ta có thể lập tức trình báo tổng bộ để cho đối phương phái người tới đồng tử co rụt lại ngô sư vội nói danh sư đường có quy củ của danh sư đường dưới tình huống bình thường sự tình phân bộ có thể giải quyết nhiều nhất gửi cái văn bản báo cáo, sẽ không để cho người phía trên xuống. Thứ nhất, người tổng bộ bề bộ nhiều việc, không có rảnh thay thuộc hạ chùi đít. Thứ hai, đối với người phân bộ cũng là cơ hội rèn luyện. Sự tình gì cũng mời tổng bộ. Danh sư cao cấp còn không vội vàng chết. Bất quá. Một khi thực lực vượt qua đẳng cấp của phong hào đế quốc, liền không giống, sẽ liên lụy không biết bao nhiêu người sinh linh đổ thán, hoàn toàn có thể xin tổng bộ, phái danh sư cao hơn xuống xử lý việc này. Phái người tới đây, đại khái cần bao lâu? Trương Huyền nhíu mày. Tiềm trùng phong hào đế quốc cách chúng ta gần nhất, có được danh sư nửa bước bát tinh. Để cho bọn họ phái người tới, đại khái cần chừng 10 ngày. Còn có đế quốc liên minh có danh sư bát tinh, hiện tại truyền tin, nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có thể tới. Tính toán thoáng một phát, ngô sư nói. 10 ngày, 20 ngày. Quá muộn. Trương Huyền lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, đợi những người này chạy tới, ta sợ danh sư đường sẽ chết càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Ngô sư có chút gấp, 10 ngày, 20 ngày hoàn toàn chính xác quá muộn, đối phương giết người ở vô hình, trong vòng một đêm liền chết 8 cái. Thật muốn động thủ, thời gian dài như vậy, chỉ sợ danh sư thất tinh của toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng không sai biệt lắm bị giết tuyệt. Người sau lưng Thanh Điền Hoàng kia, đến cùng là thực lực gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, chắc có lẽ không vượt qua xuất khiếu cảnh. Nếu không tổng bộ danh sư Đường khẳng định đã sớm phát hiện. Không có trả lời câu hỏi của hắn, Trương Huyền phân tích, tổng bộ danh sư Đường tuy bỏ mặc quyền lực, gặp được khó khăn lại để cho phân bộ cấp dưới xử lý, nhưng sẽ thường xuyên tuần tra thiên hạ, một khi phát hiện sinh mệnh vượt qua đẳng cấp xuất hiện, sẽ đích thân xuất thủ xử lý. Phong hào đế quốc, tồn tại cao nhất, chính là xuất khiếu cảnh. Ánh mắt ngoan nhân này, có thể ở chỗ này không bị phát hiện, nói rõ. Có lẽ không có đánh vỡ cực hạn này. Coi như không cao hơn xuất khiếu cảnh. Nhưng xuất khiếu cảnh, mỗi một tầng đều có tranh lệch rất lớn. Chỉ cần vượt qua sơ kỳ, không phải là chúng ta có thể chống lại. Ngô sư nói: Xuất khiếu cảnh, nguyên thần xuất khiếu, có thể mượn nhờ lực lượng tự nhiên, khống chế hoàn cảnh bốn phía, mỗi tăng lên một tiểu cấp, liền cần trải qua một lần lôi kiếp, trải qua càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, từng tiểu cấp đều không thể so sánh nổi, thậm chí có thể nói có khác nhau một trời một vực. Lấy xuất khiếu cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ làm thí dụ, cho dù cả hai chỉ kém một tiểu cấp, nhưng sức chiến đấu lại kém gấp bội. Người trước, 10 cái chung vào một chỗ, thậm chí bố trí thành trận pháp cũng chưa hẳn là đối thủ của người sau. Bởi vậy, coi như đối phương như trước là xuất khiếu cảnh, nhưng đạt tới đỉnh phong. Cùng sơ kỳ, tranh lệch quá xa, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ta biết rõ, nhưng cấp bậc cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bây giờ không phải thời điểm xoắn suýt cái này, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, gia hỏa này là làm sao giết chết những người kia sao? Nếu mày, Trương Huyền biết rõ chỉ bằng vào loại phỏng đoán này, là không thể nào biết được thực lực đối phương mà là dọc theo những thi thể kia dạo qua một vòng mở miệng nói giết chết như thế nào đúng vậy ngày đó ta bị thanh điền hoàng đánh lén biết rõ thủ đoạn của bọn hắn mượn nhờ tế đàn thậm chí linh hồn cũng có thể xâm nhập ý thức người khác câu hồn phách đi nói cách khác vô luận bí pháp chiêu hồn lợi hại ra sao cũng cần môi giới mới có thể thi triển giết chết tám người này môi giới là cái gì có cẩn thận điều tra hay không trương huyền hỏi ngoan nhân dùng phương pháp chiêu hồn khoảng cách gần có thể trực tiếp tiến hành nhưng cách xa nhau mấy vạn dặm chỉ có thể mượn nhờ các loại đồ vật tỉ như tế đàn nhưng tế đàn ngô sư mang đi chờ tổng bộ thẩm tra những người này là chết như thế nào cái này ta không có chú ý điểm ấy sửng sốt một chút ngô sư không biết trả lời như thế nào cẩn thận điều tra thêm có lẽ có thể tra ra cái gì phân phó một tiếng Trương Huyền không nói thêm lời, Minh Lý chi nhãn vận chuyển nhìn sang các thi thể. Trước khi cầu đường chủ chết biểu lộ mang theo hoảng sợ, hẳn là gặp sự tình gì hắn không thể tin được. Từng đạo hoa văn ở trong mắt chảy xuôi, xem một lát, Trương Huyền lắc đầu. Nguyên nhân cầu đường chủ chết giống như trần chiết, đều là linh hồn bị câu đi, biến thành thi thể. Coi như là Minh Lý chi nhãn, cũng nhìn không ra cái gì. Đúng rồi, Trung Thanh Vương kia đâu? Giam ở địa phương nào? Không nhìn ra cái gì, trương huyền nhớ tới một người vội vàng hỏi hắn bị bắt lần nữa nhốt ở trong địa lao của danh sư đường tin tức nhất định là truyền không ra ngày hôm qua trong đêm sở thiên hành bệ hạ tính toán cầu kiến bất quá bị ta cự tuyệt suy nghĩ một chút ngô sư nói sở thiên hành cầu kiến trương huyền nhíu mày gia hỏa này chỉ là vương gia cũng không phải thân nhi tử của hoàng đế như thế nào vừa ra sự tình liền tới không tiếc tiêu phí giá cả cực lớn Vâng, bất quá hai người bọn họ không gặp được, chắc có lẽ không có vấn đề gì." Ngô Sư nói, "Cái này không rõ lắm, nhưng Sở Thiên Hành rất có thể cũng có vấn đề." Thần sắc của Trương Huyền ngưng trọng. Trung Thanh Vương thông qua ký ức của Thanh Điền Hoàng đã xác định có vấn đề. Vị hoàng đế này lại thân cận như thế, muốn nói không có vấn đề, hắn cũng không tin. Có cần bắt tới thẩm vấn hay không? Chứ không vội, một khi thẩm vấn, động tĩnh lập tức náo lớn, đến lúc đó càng thêm náo động. Hiện tại việc cấp bách là tìm môi giới giết chết những người này, rút cuộc là cái gì? Sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắc thủ phía sau màn. Trầm tư một lát, Trương Huyền phân tích, chỉ có hắc thủ chết rồi, mọi người mới có thể chính thức an toàn. Cũng đúng. Ngô Sư gật đầu. Trương Sư nói không sai, động thủ với một hoàng đế của đế quốc, rất dễ dàng làm lòng người bằng hoàng. Gây nên náo động không nói, càng trọng yếu nhất là, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ảnh hưởng danh dự của danh sư đường danh sư đường tọa trấn một phương muốn xuất thủ với đế quốc nhất định phải có bằng chứng để người ta không có biện pháp phản bác nếu không sẽ để cho đế quốc khác nghĩ như thế nào chẳng phải người người cảm thấy bất an chỉ là hoài nghi xa xa chưa đủ ta liền phái người đi thăm dò nghĩ thông suốt điểm ấy ngô sư nói không chỉ thăm dò khả năng còn phải chuẩn bị một số người sau đó cùng đi đầm lầy tế bắc một chuyến đầm lầy tế bắc ngô sư khó hiểu ta hoài nghi hắc thủ kia giấu ở nơi này Trương Huyền giải thích. Tốt, ta sẽ chọn lựa lực lượng tinh nhuệ nhất của danh sư đường, còn có cao thủ chiến sư đường chung một chỗ. Ngô sư nói. Ân, ngươi sớm chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị một chút. An bài xong, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Muốn đi đầm lầy tế bắc tìm kiếm ngoan nhân, cần làm hai chuyện. Thứ nhất, thực lực của Kim Nguyên đỉnh lại để thăng một ít, tranh thủ lại để cho đối phương đạt tới xuất khiếu cảnh. Thứ hai, mau chóng để cho ngoan nhân thôn vệ xong thanh điền hoàng, vượt qua lôi kiếp như vậy thực lực mới có thể chính thức đạt tới xuất khiếu cảnh nếu không lấy tu vi của hắn hiện tại ngoan nhân lại không đủ mạnh tùy tiện đi tới gây chuyện không tốt sẽ biến thành thuốc bổ cho đối phương đến lúc đó thật sự sẽ không còn biện pháp chuyện được đọc bởi kênh haley audio biết rõ ngoan nhân ở đầm lầy tế bắc xuất thủ chắc chắn sẽ không lưu tình trương huyền không dám ngừng nghỉ rời danh sư đường đi tới luyện khí sư công hội theo lý ngoan nhân không động thủ nhanh như vậy nhưng thanh điền hoàng chết thân phận thiên nhận danh sư bại lộ khẳng định cũng làm cho đối phương có cảm giác áp bách một khi tên kia có thể tránh thoát đầm lầy phong tỏa thứ nhất muốn giết nhất định là mình vì vậy phải sớm chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường không chỉ vì an toàn của mình càng trọng yếu là không thể để cho những danh sư thủ hộ nhân tộc này vô duyên vô cơ chết như thế bây giờ kim nguyên đỉnh là nửa bước xuất khiếu cảnh nếu như dung nhập kim tinh huyền thạch khẳng định có thể để cho cấp bậc của đối phương tăng nhiều coi như không đạt tới thánh khí thượng phẩm, cũng có thể để cho phẩm chất càng hơn một bước, trùng kích xuất khiếu cảnh chính thức không khó. Một bên đi về phía trước, một bên phỏng đoán. Kim tinh huyền thạch là từ bảo tàng của ngô dương tử lấy được, sau khi phân cho lạc thất thất một phần, trong tay còn có một khối, chỉ là một mực không có thời gian dung hòa vào kim nguyên đỉnh mà thôi. Hiện tại nếu như quyết định đi đầm lầy tế bắc, tốt nhất là sớm võ trang thoáng một phát. Luyện khí sư công hội, cách danh sư đường đại khái 4 năm dặm, không lâu sau liền tới. Luyện khí sư, bây giờ hắn còn chỉ là lục tinh khảo hạch ở danh sư học viện, cũng không có đạt được huy chương thất tinh, lấy ra huy chương mang ở trước ngực, nhắc chân đi vào. Luyện khí sư công hội ở Thanh Nguyên Thành, náo nhiệt giống như những địa phương khác, mỗi ngày đến đây mua sắm binh khí nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu. Nơi đây bán ra, cấp bậc cao nhất là thánh khí hạ phẩm, cao hơn lại cần định chế, thậm chí tiêu phí giá lớn mua sắm, đương nhiên, cơ bản có tiền mà không mua được. Trương sư, thật là ngươi, đang muốn hỏi thăm hội trưởng luyện khí sư công hội, chợt nghe một thanh âm kinh hô vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sở tường lúc trước nhìn thấy ở kinh hồng sư công hội, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt hưng phấn. Sở tường công tử, Trương Huyền cười cười, vị trước mắt này, cũng coi như giúp hắn một lần, lần nữa gặp lại, không thể không để ý tới. Đa tạ trương sư sớm dặn dò, thương thế trên linh hồn của ta, hiện tại đều tốt rồi. Sở tường không người, ở kinh hồng sư công hội, vị trương sư này sớm bàn giao một câu thời điểm duy quân độc vũ tự yên tiên tử mới tận tâm tẫn trách để cho thương thế của hắn nhận được chữa trị hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì không có gì trương huyền lắc đầu sự tình một câu không coi vào đâu chỉ là đáng tiếc viên tinh nguyên thượng phẩm kia của đối phương kỳ thật nếu xem mình khiêu vũ mà nói khẳng định khỏi nhanh hơn ta nghe nói trương sư sông đường thật sự là lợi hại cảm kích xong sở tường tràn đầy kích động vẻ mặt sùng bái không có gì chỉ là tùy tiện sông sáo tùy tiện sông sáo trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu sông đường huyên náo động tĩnh rất lớn thanh âm vang vọng toàn bộ thanh nguyên thành lúc trước đối phương nhận biết mình hơi chút nghe ngóng liền hiểu căn bản không giấu giếm được tùy tiện sông sáo sở tường trợn trắng mắt danh sư đường của thanh nguyên đế quốc đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm nhiều năm như vậy không có việc gì ngươi vừa đến liền thành công sông đường chỉnh phân bộ của người ta dục tiên dục tử lại để cho đường chủ tự nhận lỗi từ chức cái này gọi tùy tiện mà nói, danh sư đường khác còn không tươi sống ngủ chết. lần này trương sư tới, chẳng lẽ là cảm thấy luyện khí sư công hội không vừa mắt, cũng tính toán xông thoáng một phát. thấy hắn không muốn nhiều lời, sở tưởng nhớ tới một việc, nhìn lại, từ khi vị trương sư này đi vào thanh nguyên thành, sẽ không an ổn qua một ngày, vốn ở khải linh sư công hội, làm cho công hội chạy tán loạn. sau đó xông đường, bây giờ chạy đến đây, sẽ không lại muốn làm sự tình gì chứ. khục khục không nghĩ tới bản thân làm người chính trực vậy mà cho đối phương ấn tượng ác liệt như vậy trương huyền ho khan một tiếng có chút lúng túng kỳ thật ta là người thành thật làm sao có thể làm ra loại chuyện này ngươi suy nghĩ nhiều người thành thật khoái miệng sở tường co lại gặp qua không ít người thành thật nhưng trung thực như vậy còn có là lần đầu tiên thấy không sông đường vậy hẳn là giống như ta chuyên môn tới đây quan sát lâm kiệt đại sư luyện khí lâm kiệt đại sư ân hắn là luyện khí đại sư của tiềm trùng đế quốc đạt đến nửa bước bát tinh chỉ là đi ngang qua nơi đây tần hội trưởng cố ý mời hắn giảng bài cũng triệu tập tất cả luyện khí sư đạt tới thất tinh của thanh nguyên thành tới ta cũng may mắn được mời sở tưởng nói ngươi là luyện khí sư thất tinh ra hỏa trước mắt này ở kỹ viện cũng có phòng riêng vốn tưởng rằng là một quần áo lụa là không nghĩ tới rõ ràng còn là luyện khí sư thất tinh đó là đương nhiên ta ở trên luyện khí thiên phú cực cao vẻ mặt sở tường đắc ý nếu trương sư đối với luyện khí có cái gì không hiểu có thể hỏi ta bằng vào quan hệ của chúng ta ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo tuyệt không giấu giếm ta biết rồi biết rõ đối phương hảo tâm trương huyền nhẹ gật đầu vừa vặn có việc cần phiền toái ngươi có thể làm phiền dẫn ta đi gặp hội trưởng luyện khí sư công hội không ngươi muốn gặp tần hội trưởng cái này đơn giản sở tường nhấc chân đi thẳng về phía trước đi theo ta ân trương huyền theo sát ở phía sau có người giới thiệu, vừa vặn có thể miễn đi không ít phiền toái. Đi theo sau lưng đối phương, Trương Huyền cũng biết tên vị luyện khí sư hội trưởng này, Tần Hướng, là một luyện khí sư thất tinh đỉnh phong. Rất nhanh đi vào chỗ ở của hội trưởng, trải qua thông bẩm, hai người đi vào. Hội trưởng, vị này là danh sư thất tinh Trương Huyền mấy ngày trước sông đường thành công, Trương Sư. Sở tường giới thiệu, nguyên lai là Trương Sư, Tần Mỗ Hữu Lễ. Tần hội trưởng vội vàng đứng dậy, danh sư có thể sông đường thành công, vô luận thực lực hay ánh mắt đều đạt đến tình trạng bất khả tư nghị không phải một luyện khí sư như hắn có thể khinh thường hội trưởng khách khí trương huyền ôm quyền phân chủ khách ngồi xuống hàn huyên hai câu trên mặt tần hội trưởng tràn đầy lo lắng không biết lần này trương sư tới đây cần làm chuyện gì luyện khí sư công hội chúng ta luôn an phận thủ thường ta quản thúc thuộc hạ cũng rất nghiêm khắc sở tường có chút nhìn không được hội trưởng lần này trương sư tới cũng không phải xông luyện khí sư công hội như vậy là tốt rồi tần hội trưởng nhẹ nhàng thở ra lau mồ hôi chán nghe hai người đối thoại trương huyền tràn đầy im lặng chỉ là sông danh sư đường kết quả bị người hiểu lầm hắn rất thành thật rất thành thật vì sao ngươi không tin tưởng chứ lần này tới đây kỳ thật là có chút sự tình muốn phiền toái tần hội trưởng thoáng một phát biết rõ giải thích đối phương cũng chưa chắc tin tưởng bất đắc dĩ lắc đầu trương huyền nhìn qua ta có một thánh khí trung phẩm muốn dung hợp kim tinh huyền thạch tăng lên thực lực không biết hội trưởng có thời gian hỗ trợ luyện chế một chút hay không xin hỏi trương sư thánh khí trung phẩm này là binh khí gì có linh tính không đạt đến tu vi gì nghe được là yêu cầu này dừng lại một chút tần hội trưởng nhìn qua là một lô đỉnh luyện khí đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh có linh tính trương huyền giới thiệu một chút cái này vẻ mặt tần hội trưởng lúng túng không dối gạt trương sư nếu như lô đỉnh này chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ ta hao phí tâm huyết có lẽ có thể giúp đỡ rèn luyện để cho đối phương dung hợp kim tinh huyền thạch nhưng nửa bước xuất khiếu ta cũng không có đạt đến loại thực lực này chỉ sợ có chút khó có thể làm được hội trưởng không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm cho ngươi chỉ cần tuân thủ trình tự sẽ không xảy ra vấn đề còn tưởng rằng đối phương lo lắng cái gì nguyên lai là chuyện này trương huyền cười cười nói thật rèn luyện kim nguyên đỉnh hắn tự nhiên muốn đích thân quan sát chỉ điểm nếu không đổi lại là người nào cũng sẽ không yên tâm chỉ điểm của ngươi. Tần hội trưởng hơi nghi hoặc nhìn qua, trương sư cũng là luyện khí sư. Ân, học qua một ít, hiện tại đã đạt đến lục tinh. Trương Huyền lên tiếng. Danh sư đường thư tịch có quan hệ tới luyện khí, hắn đều xem hết, hơn nữa hình thành thiên đạo công pháp học tập xong rồi. Lý giải đối với luyện khí, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với một ít luyện khí sư bát tinh sơ kỳ. Chỉ là rèn luyện khí thai, hắn không có chuyên môn học, nhiều nhất có thể gõ ra cục sắt sợ mình luyện chế đả thương kim nguyên đỉnh lúc này mới tìm tần hội trưởng động thủ luyện khí sư lục tinh tần hội trưởng cùng sở tường liếc mắt nhìn nhau đều nhíu mày luyện khí sư lục tinh cùng thất tinh tranh lệch một đoạn rất lớn cấp bậc thấp như vậy muốn chỉ điểm ta không có nói đùa chứ a à, kỳ thật lý giải luyện khí của ta đã đạt đến thất tinh chỉ là không có tới đây khảo hạch mà thôi thấy ánh mắt của hai người cổ quái trương huyền giải thích một câu thì ra là thế tần hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ nếu như thế kính xin trương sư cùng đi luyện khí sảnh thánh khí trung phẩm cùng kim tinh huyền thạch chỉ có địa hòa ở nơi đây mới có thể hòa tan tốt trương huyền gật đầu luyện khí sư công hội hòa diễm luyện khí đại bộ phận đều là tiếp dẫn địa hòa địa hòa đồng dạng cũng có sự phân chia mạnh yếu kim tinh huyền thạch bản thân liền khó có thể luyện hóa kim nguyên đỉnh đạt tới nửa bước xuất khiếu cảnh lại trải qua lôi điện rèn luyện không phải hỏa diễm bình thường có thể hòa tan Ba người đi vào luyện khí sảnh, lúc này nơi đây chất đầy bóng người, từng cái trước ngực đều treo huy chương sáng loáng, lại đều là luyện khí sư thất tinh. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Vốn tưởng rằng đối phương nói luyện khí sảnh không ai, tới đây rèn luyện kim nguyên đỉnh thoáng một phát, liếc nhìn lại, mấy trăm vị luyện khí sư thất tinh. A, à, Trương sư chớ trách, có thể hòa tan kim tinh huyền thạch, chỉ có luyện khí sảnh này, vừa vặn Lâm Kiệt đại sư muốn tại đây truyền thụ phương pháp luyện khí cho chúng ta nếu như trương sư có thể chờ đợi mà nói không ngại nghe liễu đại sư giảng bài một chút hắn là một vị luyện khí sư chuẩn bát tinh lý giải luyện khí đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nghe giảng bài lý giải luyện khí tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh thấy hắn không vui tần hội trưởng vội vàng giải thích ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy trương huyền lắc đầu ngoan nhân tùy thời sẽ giết người hắn phải nhanh tăng lên kim nguyên đỉnh để ứng đối hết thảy ở chỗ này nghe người ta giảng giải luyện khí thật không có thời gian như thế nào? Nghe ngữ khí của ngươi, nghe ta tiết học, là lãng phí thời gian của ngươi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm không vui vang lên. Quay người nhìn lại, một lão giả đi tới, tròm dâu hoa dâm, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, tu vi liếc khó có thể xem thấu, không biết đến cùng cao thâm cỡ nào. Lâm Kiệt Đại Sư, tần hội trưởng vội vàng ôm quyền, vẻ mặt của sở tường cũng cung kính. Luyện khí sư chuẩn bát tinh, Vô luận tu vi hay lý giải luyện khí, đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Đại sư, vị này chính là danh sư Thất Tinh đỉnh phong của danh sư đường, Trương Huyền Trương sư. Sợ hai người hiểu lầm, Tần hội trưởng vội vàng giới thiệu, vị Trương Huyền này có thể xông đường thành công, đánh bại cầu đường chủ, xưng hô Thất Tinh đỉnh phong tuyệt không quá. Danh sư Thất Tinh đỉnh phong? Lâm Kiệt đại sư sững sờ, trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, khó trách có vốn liếng ngạo khí lúc trước còn tưởng rằng là người ngông cuồng gì, cố ý tới bới móc mình. Nếu là danh sư thất tinh, tự nhiên sẽ không còn nghĩ như vậy. Thật sự ngại ngùng, danh sư đường chúng ta có việc, chậm trễ không được, muốn mượn luyện khí sảnh sử dụng, rèn luyện binh khí của ta thoáng một phát, chẳng biết có được hay không. Trương Huyền ôm quyền. Người ta muốn giảng bài, trực tiếp đến đây, muốn mượn dùng địa hỏa nơi đây, hoàn toàn chính xác có chút vô lễ. Rèn luyện binh khí. Trương Sư còn là một vị luyện khí sư, Lâm Kiệt đại sư tò mò nhìn qua. Trương Huyền nói, may mắn đã nhận được huy chương lục tinh. Lâm Kiệt đại sư nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc, không biết. Trương sư muốn rèn luyện binh khí gì? Đến cùng là dạng binh khí gì, nhất định phải ở nơi này luyện khí. Luyện khí sư công hội của thanh nguyên đế quốc, cho dù không có hùng vĩ như tiềm trùng đế quốc, nhưng tĩnh thất có được địa hỏa có thể luyện khí, không có một nghìn cũng bảy tám trăm. Kiên trì chọn ở chỗ này, tất nhiên có dụng ý khác. Nếu đối phương là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong, sẽ không hỏi nhiều. Lục tinh, thật sự có chút thấp, địa hỏa nơi đây dị thường hung mãnh, hơi chút khống chế không nổi, không chỉ không cách nào luyện thành, gây chuyện không tốt còn sẽ để cho binh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là nó, cổ tay khẽ đảo, kim nguyên đỉnh xuất hiện. Chủ nhân, đây là muốn rèn luyện ta. Hạc hạc ta lại muốn tấn cấp. Nhìn quanh một vòng, phát hiện là ở luyện khí sư công hội, khắp nơi đều là luyện khí sư, Kim Nguyên Đỉnh tràn đầy hưng phấn. Thánh khí trung phẩm nửa bước xuất khiếu cảnh. Còn tưởng rằng là một bán thánh khí, không nghĩ tới đạt đến trung phẩm. Lông mi nhảy dựng, Lâm Kiệt Đại Sư có chút không dám tin tưởng. Trương Sư, muốn rèn luyện lô đỉnh này. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Cái này, thấy bộ dáng đối phương nghe mới sinh không sợ cọp. Lâm Kiệt Đại Sư nhịn không được an ủi. Rèn luyện thánh khí trung phẩm, không chỉ cần thực lực, còn cần bảo hộ linh tính cùng với phương pháp rèn luyện chính xác nhất không cho phép có nửa chút qua loa nếu không chẳng những không thể để cho đối phương tấn cấp gây chuyện không tốt còn sẽ phá hư kết cấu bên trong làm cho đẳng cấp hạ xuống loại thánh khí cấp bậc này coi như là hắn muốn rèn luyện nhiều nhất chỉ có hai thành nắm chắc một luyện khí sư lục tinh thực lực không bằng cưỡng ép nấu lại binh khí chẳng những không thể để cho đối phương tăng lên gây chuyện không tốt còn sẽ rơi xuống được không bù mất lão đầu ngươi có ý tứ gì thiếu chủ nhà của chúng ta, lần trước tùy tiện chỉ điểm một học đồ, để cho ta từ thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm, cần cần ngươi tới giáo huấn. Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Kim Nguyên Đỉnh liền không vui nói. Từ khi sinh ra, nó bội phục nhất đúng là vị chủ nhân trước mắt này. Đối phương lại dám hoài nghi, không có trực tiếp tiến lên đánh đối phương đầu nở hoa, coi như là rất khắc chế rồi. Chỉ điểm học đồ, tất cả mọi người sững sờ, có chút khó hiểu học đồ, là ngay cả phàm khí cũng rất khó luyện chế ra, chỉ điểm một chút, thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm. Ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi câm. Một cái tát quất vào trên nắp lò của Kim Nguyên Đỉnh, để cho đối phương cầm miệng, Trương Huyền quát lớn. Lần trước, sở dĩ Tống chân có thể thuận lợi để cho đối phương tăng lên, là vì đối phương ở trên luyện khí tôi luyện rất nhiều năm, thực lực không kém luyện khí sư lục tinh không nói, ở trên thủ pháp luyện khí cũng đạt tới trình độ cực cao. Lúc này mới ở dưới chỉ điểm của mình, nhẹ nhõm hoàn thành. Đổi thành học đồ khác, khẳng định không được. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, rất khó phục chế, không có gì đáng giá khoe khoang. Ta, lô đỉnh uốn éo người, cực kỳ ủy khuất, ta nói là sự thật à, ngươi chính là tùy tiện chỉ điểm học đồ, để cho ta tấn cấp. Câm miệng, qua một bên, thấy nó còn dám phản bác, Trương Huyền nhíu mày. Vâng, Kim Nguyên Đỉnh không dám nói nhảm nữa, thối lui đến một bên. Gia hỏa này tự do tản mạn đã quen, có chút vô lễ, để cho đại sư, hội trưởng chê cười. Nhìn về phía mọi người, Trương Huyền ngại ngùng. Chủ nhân nói chuyện, một lính khí loạn xen vào, không biết lớn nhỏ. Không có gì. Lâm Kiệt đại sư lắc đầu, trong mắt vẫn còn có chút kỳ quái, mới vừa nói, Trương sư chỉ điểm học đồ luyện chế, không biết là xảy ra chuyện gì. Không nói cũng được, Trương Huyền nói. Tới nơi này là muốn thăng cấp kim nguyên đỉnh, nên điệu thấp một ít, một ít chuyện cũ mà thôi, giờ phút này lại nói ra, cũng không có ý tứ gì là ta lỗ mãng. Đối phương không muốn nói, còn tưởng rằng liên lụy đến bí mật gì, Lâm Kiệt đại sư không muốn hỏi nhiều. Sự tình không thể chần chờ, ta liền bắt đầu. Thấy không có gây nên hiểu lầm gì, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, dừng lại một chút, nhìn về phía sở tường. Sở huynh, khả năng một lát nữa sẽ phiền toái ngươi thoáng một phát. Có chuyện gì, Trương Sư phân phó là được, chỉ cần ta có thể làm, tuyệt sẽ không chối từ. Sở tường mỉm cười, không nói trước hai người nhận thức chỉ nói vị trước mắt này sông đường thành công trở thành đệ nhất danh sư của thanh nguyên đế quốc vô luận giao hảo ra sao cũng không quá đáng là như vậy binh khí này của ta bị ta cưng chiều hỏng mất ta xuất thủ luyện chế mà nói khả năng bởi vì các loại cố kỵ ngược lại khó có thể làm tốt vì vậy muốn nhờ ngươi rèn luyện giúp ta dừng lại một chút trương huyền nói cưng chiều kim nguyên đỉnh vắt hết óc như thế nào cũng không nghĩ ra được vị trước mắt này lúc nào cưng chiều qua nó bề ngoài giống như mới vừa rồi còn rút một tát cái này nghe được là chuyện này lại càng hoảng sợ sở tường cười khổ một tiếng vội vàng khoát tay trương sư không phải ta không muốn hỗ trợ tu vi của ta ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đến mặc dù là luyện khí sư thất tinh nhưng luyện chế thánh khí trung phẩm thật sự làm không được ngay cả tần hội trưởng là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong cũng không thể luyện chế binh khí cấp bậc cao như vậy hắn một cái vừa đạt tới luyện khí sư thất tinh thực để mắt hắn không cần khẩn trương, ta chỉ điểm ngươi luyện chế, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo trình tự ta nói không kém chút nào làm là được. Trương Huyền nói, sở tường xoắn suýt, lô đỉnh của Trương Sư chân quý như vậy, ta sợ xảy ra vấn đề. Không sao, một lát nữa, ta sẽ thi triển sư ngôn thiên thụ với ngươi, nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm, xảy ra vấn đề, sẽ không trách ngươi. Biết rõ đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền cười cười. Ách, thấy đối phương nói như vậy, cự tuyệt nữa rõ ràng cho thấy xem thường xoắn suýt một lát sở tường đành phải nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu đi nhẹ nhàng cười cười trương huyền quay đầu nhìn về phía kim nguyên đỉnh nhướng mày còn chưa cút đến bên địa hòa kim nguyên đỉnh run rụt thoáng một phát còn nói cưng chiều ta lòng tràn đầy ủy khuất vội vàng bay đi cái này gọi là cưng chiều lâm kiệt đại sư cùng tần hội trưởng cũng một đầu hắc tuyến vừa nói quá cưng chiều binh khí của mình thời điểm luyện chế không hạ thủ được thật giống như thầy thuốc không muốn giải phẫu cho thân nhân kết quả thấy một màn như vậy. Người đây là cưng chiều. Đi vào trước mặt trận pháp dẫn xuất địa hỏa, Trương Huyền nói với sở tường thoáng một phát. Người sau rõ ý tứ, hai bước đi vào trước mặt. Trương Sư, đây là phủ văn lệnh bài dẫn động địa hỏa. Thấy muốn tiến hành luyện khí, cổ tay của tần hội trưởng khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Địa hỏa bị trận pháp từ dưới đất hút ra, cần lệnh bài đặc thù mới có thể kích hoạt, nếu không thì nhìn không ra hỏa diễm. Đang định đưa tới, chợt nghe thanh niên cách đó không xa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phía bên trái đi ba bước, đi về trước hai bước, lui về phía sau một bước, phải di chuyển một bước, vận chuyển chân khí trong cơ thể, tập trung ở chân phải đạp xuống. Thanh âm mang theo ý vị đặc thù, sở tường không trần trời chút nào, nghiêm khắc dựa theo lời của hắn hành động, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Hừng hực, trận pháp hấp dẫn địa hỏa lập tức vận chuyển, một đoàn hỏa diễm nồng đậm phóng lên trời, bao phủ kim nguyên đỉnh ở bên trong. Cái này, đồng tử của tần hội trưởng co rụt lại trong mắt tràn đầy không thể tin được không cần phù văn lệnh bài đốt địa hỏa làm sao làm được độ nóng của địa hỏa cực cao coi như là thánh vực tam tứ trọng lâm vào trong đó cũng rất dễ dàng bị đốt thành cho bụi nguyên nhân chính là như thế bình thường thời điểm trận pháp không vận chuyển là không có hỏa diễm dựa theo tình huống bình thường không có phù văn lệnh bài muốn dẫn lửa ra hầu như không có khả năng nhưng vị trước mắt này chỉ điểm lại nhẹ nhõm hoàn thành mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được là nắm giữ trận pháp đến cực hạn mới có thể làm được vị trương sư này có lẽ còn phụ tu trận pháp sư hơn nữa chỉ sợ trình độ không thấp thấy biểu lộ của hắn lâm kiệt đại sư gật đầu chỉ lếch nhìn liền biết kết cấu của địa hỏa trận hơn nữa nhẹ nhõm dẫn xuất hỏa diễm lý giải đối với trận pháp coi như ở tiềm trùng đế quốc bọn hắn cũng là nhân vật đầu lĩnh đúng vậy tần hội trưởng cũng tỉnh táo lại xem trình độ luyện khí của hắn đi tuy danh sư có sư ngôn thiên thụ nhưng chỉ điểm người khác luyện khí hơn nữa lại để cho một người chưa bao giờ phối hợp qua rèn luyện thánh khí trung phẩm độ khó rất lớn lắc đầu lâm kiệt đại sư không quá tin tưởng song phương phối hợp qua vô số lần rất có ăn ý thì thôi trong hiện thực cũng có luyện khí như thế nhưng thực lực trình độ chân khí thủ pháp luyện khí của đối phương đều không biết liền chỉ điểm đối phương rèn luyện thánh khí trung phẩm vượt qua thực lực bản thân Dùng ánh mắt của hắn đến xem, có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vị trương sư này, trực tiếp làm như vậy, là tâm lớn, hay muốn chỉnh cái lô đỉnh kia đến chết. Lần nữa nhìn về phía kim nguyên đỉnh, trong mắt tràn đầy đồng tình. Đây không phải cưng chiều. Như thế nào? Giống muốn lộng chết nó thế nhỉ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Được rồi, chuẩn bị công cụ cho tốt, bắt đầu đi. Đốt địa hỏa xong, thấy sở tường hoảng sợ, có chút ngẩn người, Trương Huyền nhíu mày nói. Vâng, có thể trẻ tuổi như vậy thì đến được thánh vực tam trọng, càng là luyện khí sư thất tinh, biểu hiện ra quần áo lụa là, trên thực tế không đơn giản chút nào. Hít sâu một hơi, rất nhanh tĩnh hạ tâm thần. Tiểu tử, ngươi yên tâm, không phải ca thổi với ngươi, nhưng ngươi nghiêm khắc dựa theo chủ nhân nói đi làm, đỉnh ra ta một chút việc cũng không có, cấp bậc còn sẽ tăng nhiều. Thấy sở tường bó tay bó chân, Kim Nguyên đỉnh cười to một tiếng, nghe nói như thế lâm kiệt đại sư cùng tần hội trưởng liếc mắt nhìn nhau tràn đầy lo lắng cái lô đỉnh này rút cuộc là tâm lớn hay suy nghĩ có vấn đề luyện chế như vậy rớt cấp là việc nhỏ trọng yếu nhất là ý niệm của ngươi cũng có thể sẽ bị giết chết thật sự một chút lo lắng cũng không có vâng sở tường lên tiếng quay đầu nhìn qua trương sư không biết phải dung hợp khoáng thạch gì đây ngón tay búng ra một tảng đá bay tới cái này Đồng tử co rụt lại, sở tường lung lay lần nữa, kim tinh huyền thạch. Kim tinh huyền thạch vô cùng quý giá, dung hợp một chút có thể để cho uy lực của binh khí đại tăng. Coi như là ở Phong Hào đế quốc cũng thuộc về khoáng thạch rất hiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương tiện tay lấy ra. Thứ này rất khó hòa tan a. À, tần hội trưởng nhíu mày, cho dù kim tinh huyền thạch rất ít ỏi, nhưng thân là hội trưởng luyện khí sư công hội, vẫn có đường tắt lấy được một ít, nhưng thứ này rất khó hòa tan coi như là địa hỏa trong đại sảnh, muốn tan ra cũng đều cần tiêu phí thật lớn. Hóa không ra, làm sao hòa vào trong binh khí, tăng lên phẩm chất. Địa hỏa ở Tiềm Trùng Đế Quốc, muốn hòa tan không khó lắm, nhưng nơi này. Lâm Kiệt đại sư lắc đầu. Mặc dù địa hỏa ở luyện khí sảnh độ nóng cao nhất, nhưng so sánh với Tiềm Trùng Đế Quốc còn kém một ít, muốn luyện hóa kim tinh huyền thạch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đang hiếu kỳ, đối phương làm sao hòa tan? chợt nghe thanh niên phân phó một tiếng tiếp theo liền thấy kim nguyên đỉnh mở ra trực tiếp nuốt khoáng thạch cái này lâm kiệt đại sư vỗ đùi trong mắt tỏa ánh sáng sao ta không nghĩ tới chứ lô đỉnh muốn luyện chế này là khí đỉnh mặc dù độ nóng của địa hỏa có hạn nhưng mượn nhờ lực lượng thánh khí trung phẩm của nó sẽ trở nên càng thêm nóng một mình hòa tan mà nói rất khó nhưng đặt ở trong đó liền rất dễ dàng rồi chỉ là chỉ là cái gì chỉ là như vậy có thể hòa tan kim tinh huyền thạch nhưng cũng có thiếu sót đó chính là thần thức không cách nào đi vào dò xét không thấy đến cùng lúc nào triệt để hòa tan thời gian sớm thời gian chậm đối với luyện chế binh khí đều có ảnh hưởng rất lớn lâm kiệt đại sư nói địa hỏa thiêu cháy cộng thêm lô đỉnh gia trì độ nóng trong lô đỉnh ngay cả kim tinh huyền thạch cũng có thể hòa tan thần thức đi vào trong đó mà nói tất nhiên cũng bị tổn thương vào không được sẽ không có biện pháp xác định trạng thái đối với khoáng thạch phẩm chất cao như kim tinh huyền thạch rèn luyện binh khí dùng lửa thời gian dài ngắn có ảnh hưởng rất lớn có đôi khi kém một hai cái hô hấp thì có thể dẫn đến thất bại không sai không chỉ như thế cái lô đỉnh này một mực ở trong địa hỏa một khi thời gian sai lầm khoáng thạch bị lãng phí không nói gây chuyện không tốt cũng sẽ mất đi kết cấu lúc trước cấp bậc rớt xuống rất nhiều tần hội trưởng cũng hiểu được cái lô đỉnh này bản thân chính là rất nhiều khoáng thạch kim loại dung hợp thành đã đạt đến một loại cân bằng đặc thù này mới khiến nó đạt tới thánh khí trung phẩm giờ phút này địa hỏa liên tục thiêu cháy sự cân bằng này rất dễ dàng đánh vỡ hơn nữa khoáng thạch không biết lúc nào có thể hòa tan luyện chế như thế cho dù giải quyết xong vấn đề độ nóng của địa hỏa chưa đủ độ khó lại lần nữa gia tăng lên gấp bội hai người đang lo lắng chợt nghe thanh âm nhàn nhạt của thanh niên tiếp tục vang lên về phía trước hai bước chân khí quán thâu hướng đông bắc dùng tam diệp luyện khí pháp lấy nó khai lò thanh âm mang theo vận luật đặc thù của sư ngôn thiên thụ không trần chờ cùng do dự, như mệnh lệnh quân nhân, ngắn gọn hữu lực. Nghe được hắn nói, sở tường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, di động hai bước, ngón tay điểm ra, dầm ào ào. Nắp lò mở ra, một đoàn chất lỏng màu vàng kim ong ánh bay ra, lơ lửng ở trên không trung. Hòa tan. Hơn nữa là vừa mới hòa tan, sai số không cao hơn một phần mười cái hô hấp, cái này. Đồng tử co rụt lại, tần hội trưởng không thể tin được. Vừa nói nắm chắc thời gian khó khăn, Đối phương liền xác định, hơn nữa không sai chút nào. Làm sao làm được? Là kết hợp địa hỏa trận, sở tường tiến lên, di động kết cấu của trận pháp, chân khí rót vào phía đông bắc, để cho độ nóng của hỏa diễm trong nháy mắt lên cao, ngay sau đó sử dụng Tam Diệp luyện khí pháp. Bộ thủ pháp này ngươi nên biết, chỉ một cái nhanh hơn một cái, lực lượng hung mãnh không nói, quan trọng là có thể áp hỏa diễm xúc, độ nóng càng thêm tập trung, kết hợp với trận pháp cải biến, lúc này mới trong nháy mắt hòa tan kim tinh huyền thạch phương pháp luyện khí này năng lực tính toán này quá chính xác rồi thật đáng sợ lâm kiệt đại sư hiểu được nắm đấm siết chặt vừa rồi mặc dù chỉ một câu ngắn ngủn nhưng trong đó liên lụy nhiều phương diện như nắm giữ trận pháp độ nóng địa hòa điểm nóng chảy của khoáng thạch thuộc tính chân khí thậm chí thủ pháp luyện khí chỉ có cực kỳ rõ ràng mới có thể làm ra tình huống như bây giờ đừng nói luyện khí sư lục tinh coi như là hắn chuẩn bát tinh muốn hoàn thành cũng làm không được trong chớp nhoáng này tính toán ra số lượng. Thật sự quá kinh khủng. Trái di chuyển ba tấc, tay giơ lên luyện khí chùy, đập nện miệng lô đỉnh, dùng thủ pháp diệp trụy lạc, rèn 148 cái, ba hô hấp một búa, không thể nhiều, không thể thiếu, tốc độ đều đặn tiến hành, sau đó. Thanh niên nói tiếp. Ngay sau đó, chợt nghe tiếng đánh đinh đinh đang đang. Hay. Thật khéo. Xem một lát, Lâm Kiệt đại sư kinh hô. Đại sư, tần hội trưởng có chút khó hiểu. Thực lực của ngươi không tới, không nhìn ra vấn đề ở đâu thủ pháp liễu diệp trụy lạc là thủ pháp luyện khí bình thường nhất nghe không coi vào đâu như lá liễu rơi xuống đất chậm chạp đều đều nhưng mà dùng ở chỗ này liền quá khéo cái lô đỉnh này vừa mới bị địa hỏa thiêu cháy đã có xu thế hòa tan lúc này dùng thủ pháp quá nhanh quá mạnh sẽ để cho trong đối phương sinh ra vết rách loại vết rách này không lớn lại sẽ để cho phẩm chất của đối phương giảm xuống nhưng dùng loại thủ pháp này sẽ không xuất hiện vấn đề đó thậm chí còn có thể làm cho tính chất càng thêm kín đáo, thực lực gia tăng lần nữa. Trong mắt Lâm Kiệt đỏ hoe, thanh niên trước mắt kia chỉ điểm, hóa mục nát thành thần kỳ, dùng chính là thủ pháp rèn luyện đơn giản nhất, lại làm cho toàn bộ lô đỉnh dung hợp kim tinh huyền thạch tốt hơn. Đinh đinh đang đang, sở tưởng đánh 148 cái, đánh xong, ngay sau đó ở dưới trương huyền phân phó, thiết trùy chuyển một cái, đánh tới chân vạc. Vì sao không đánh thân đỉnh? Đánh chân vạc làm gì? Tần hội trưởng khó hiểu như trước. Dựa theo tình huống bình thường, rèn luyện một kiện binh khí, theo như trình tự gõ mới có thể càng thêm củng cố, vừa gõ miệng đỉnh xong, trực tiếp gõ chân. Khoảng cách có chút quá lớn đi. Cái này, Lâm Kiệt đại sư cũng nhíu mày, nghĩ không rõ. Ô, ông đang kỳ quái, chợt nghe lô đỉnh trước mắt đột nhiên phát ra sóng âm trầm lắng, tựa như sóng biển. Đây là, ta hiểu được. Nghe thế, Lâm Kiệt đại sư bừng tỉnh đại ngộ, tần hội trưởng vội vàng nhìn qua đây là triều tịch luyện khí pháp nghe nói là một vị luyện khí sư bát tinh nghe được thanh âm triều tịch sáng chế ra thủ pháp này đánh xong miệng đỉnh sau đó là chân cả hai cách nhau xa nhất thời điểm va chạm sẽ sinh ra một loại đồng cảm đặc thù như là triều tịch bởi như vậy kim tinh huyền thạch ở trên thân đỉnh coi như không cần rèn luyện cũng có thể triệt để dung hợp thậm chí không phá hư kết cấu lúc trước chất lượng càng tốt hơn mấu chốt nhất là trải qua loại triều tịch này chấn động, linh tính trong đó cũng sẽ được tinh luyện, trở nên càng cường đại hơn. Thật lợi hại, thật lợi hại. Làm sao hắn nghĩ ra được? Càng nói càng cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Kiệt Đại Sư cảm giác mình có chút phản ứng không kịp rồi. Triều tịch luyện khí pháp, cực kỳ ít gặp, coi như là hắn cũng không có dùng qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại có thể thấy người thi triển ở nơi đây. Thủ pháp luyện khí rất nhiều, nhưng dùng phù hợp, chẳng những có thể để cho các loại kim loại dung hợp tốt hơn, thậm chí đối với linh tính trong đó cũng có ích lợi rất lớn. Rất nhiều người mượn nhờ khoáng thạch tốt tăng lên chất lượng của binh khí, binh khí là kiên cố vững chắc hơn, tính bền dẻo càng đủ, nhưng linh tính trong đó không có gia tăng quá lớn. Thật giống như nghe con kéo xe ngựa, đối với thực lực chỉnh thể của binh khí mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Vị trước mắt này, ở thời khắc mấu chốt sử dụng triều tịch luyện khí pháp, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Không chỉ binh khí tiến bộ lớn, linh tính cũng nhận được gia tăng. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ điểm người khác luyện khí, còn có thể cân nhắc đến điểm ấy. Phải nắm giữ luyện khí đến trình độ gì mới có thể làm được. Lúc trước, hắn còn cảm thấy đối phương chỉ điểm người khác xuất thủ luyện khí, muốn thành công rất khó, hiện tại xem ra. 89 phần 10 có thể thành công. Đối phương lý giải luyện khí, cao hơn hắn thật sự nhiều lắm. Căn bản không ở một cấp bậc. Lại nhìn một lát, càng xem càng kinh ngạc. Vị trương sư này chỉ điểm, mỗi một bước đều chính xác cùng kín đáo, không có chút sơ suất cùng sai lầm nào mặc dù xuất thủ không phải mình như trước tính toán rõ ràng thực lực thuộc tính chân khí của đối phương vừa mới bắt đầu phương pháp đối phương rèn luyện còn có thể xem hiểu kèm theo thời gian chuyển rời lại có thật nhiều chỗ hắn cũng không thể giải thích vì sao cẩn thận suy tư có thể hiểu rõ nhưng thời điểm này đối phương lại thi triển không biết bao nhiêu thủ pháp quả thực khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn không biết qua bao lâu một tiếng nổ vang kịch liệt sở tường ở dưới trương sư phân phó lui về phía sau mấy bước ầm ầm ngay sau đó, tất cả mọi người ở luyện khí sảnh cảm thấy một đạo khí tức huy hoàng bay thẳng lên, bầu trời âm trầm xuống. Là xuất khiếu kiếp, thân thể siết chặt, tất cả mọi người biến sắc. Thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, nguyên thần ly thể, muốn trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải trải qua xuất khiếu kiếp. Cho dù vũ khí đạt tới xuất khiếu cảnh, linh tính cũng không ngưng tụ được nguyên thần, thoát ly ràng buộc, có điều lại có thể biến hóa ra hai chân, đi lại giống như người, linh hoạt hơn trước kia rất nhiều cái lô đỉnh trước mắt này vốn đạt đến nửa bước xuất khiếu giờ phút này dung hợp kim tinh huyền thạch quả nhiên một lần đột phá ràng buộc đưa tới xuất khiếu kiếp mây đen càng lúc càng lớn vén lên nóc phòng bụi bặm tung bay lộ ra bầu trời bên ngoài trong căn phòng có rất nhiều luyện khí sư lần thứ nhất nhìn thấy luyện chế vũ khí đạt tới xuất khiếu tất cả đều kích động run rẩy không có một cái rời đi răng rắc lôi đỉnh nổ vang vô số tia chớp màu xanh lam vướng víu tựa hồ muốn xé rách không khí cái lô đỉnh này, làm sao chưa rèn luyện, liền đưa tới. Xuất khiếu kiếp, tần hội trưởng khó tin. Luyện chế vũ khí, có ba bước, thứ nhất hòa tan kim loại, khoáng thạch, thứ hai rèn luyện khí thai, thứ ba tôi thép. Đối với luyện khí sư lợi hại, hai cái trước đều không khó, khó nắm giữ nhất là cái thứ ba. Rất nhiều vũ khí, chất liệu có thể hoàn mỹ dung hợp hay không, có thể để cho phẩm chất tiến thêm một bước hay không, liền nhìn luyện khí sư tôi thép trước kia rất nhiều thủ pháp rất nhiều hắn đều xem không hiểu vốn cho rằng tôi thép sau cùng có thể để cho mình mở rộng tầm mắt chân chính kiến thức đến trình độ của luyện khí sư lợi hại nằm mơ cũng không có nghĩ đến còn chưa kịp rèn luyện liền đưa tới suất khiếu kiếp không phải không rèn luyện mà là đang định rèn luyện yết hầu của lâm kiệt đại sư phát khô đang định đại sư ý là dùng lôi đình rèn luyện con người co rụt lại tần hội trưởng ý thức được cái gì thân thể cứng đờ không sai hắn định dùng lôi đình tôi thép. Lâm Kiệt đại sư gật đầu. Xuất khiếu kiếp, hung mãnh cùng bạo, cường giả xuất khiếu cảnh chân chính cũng rất khó chống lại, để một vũ khí vừa mới tấn cấp ngựa nhờ thứ này. Tần hội trưởng cảm thấy không phải mình điên rồi, mà là trương sư kia điên rồi. Xuất khiếu kiếp, là lôi đình, vô cùng hung mãnh, rất nhiều cường giả xuất khiếu cảnh cũng e ngại, không dám đón đỡ. Danh sư đường cầu đường chủ, đã sớm đột phá cảnh giới, lại ngay cả một đạo lôi kiếp cũng không dám tiếp cũng là bởi vì tuổi già sức yếu, cảm thấy không chịu nổi, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Đồ vật khủng bố như thế, mọi người tránh còn không kịp cái tên này. Vậy mà dùng để tôi thép, nói cách khác, hấp thu lực lượng sấm sét vào vũ khí. Lá gan quá lớn đi, hơi không cẩn thận, tất cả cố gắng trước đó sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát còn không có gì. Mấu chốt nhất là, vô cùng có khả năng không chịu nổi, nổ tung tại chỗ. Vũ khí xuất khiếu cảnh đột nhiên nổ tung, tương đương với loại cường giả cấp bậc này tự bạo làm không cẩn thận toàn bộ phân bộ của bọn họ sẽ bị xóa sổ. Hoàn toàn xóa tên khỏi danh sư đại lục. Mọi người nhanh lui về phía sau, lệnh tất cả mọi người rời khỏi. Nhịn không được nữa, vội vàng lớn tiếng phân phó. Toàn bộ luyện khí sư thất tinh của Thanh Nguyên Thành đều hội tụ ở đây, định nghe Lâm Kiệt đại sư giảng bài, thật muốn bị nổ chết, sẽ thật sự hoàn toàn kết thúc rồi. Vâng, trốn, nhanh đi mời người danh sư đường tới. Không khống chế được, rất có thể sinh linh đổ thán. Rất nhiều luyện khí sư cũng ý thức được nguy hiểm, từng cái vẻ mặt trắng bệch, vội vã lao ra ngoài. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyền, Lâm Kiệt đại sư, Tần hội trưởng cùng Sở Tường. Thời khắc này Sở Tường cũng bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, vội vàng nhìn về phía Trương sư cách đó không xa đang chỉ điểm hắn, lại thấy hai tay đối phương chắp sau lưng, nhìn lên lôi đình trên bầu trời, chẳng những không có một chút e ngại, ngược lại mang theo hưng phấn nồng đậm. Trương sư nuốt ngụm nước bọt, hô lên không cần lo lắng, xuất khiếu kiếp mà thôi, Kim Nguyên Đỉnh có thể vượt qua. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Rèn luyện bình thường, cho dù cũng có thể phát huy lực lượng của Kim Tinh Huyền Thạch, nhưng uy lực khẳng định kém xa lôi đình rèn luyện. Làm như vậy, không chỉ có thể để tất cả tài liệu hoàn mỹ dung hợp, quan trọng hơn còn có thể làm cho cả lô đỉnh mang theo lực lượng sấm xét, cùng cường giả xuất khiếu cảnh khác giao chiến, chiếm ưu thế cực lớn. Răng rắc, thời điểm mọi người khiếp sợ, đạo lôi điện thứ nhất đã bổ xuống rơi vào trên người Kim Nguyên Đỉnh, bị nhẹ nhõm hấp thu, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại để ánh sáng lộng lẫy trở nên càng thêm lóa mắt, như phẩm chất càng kiên cố hơn. Cái này, Lâm Kiệt Đại Sư có chút không dám tin tưởng, bản thân lô đỉnh này là thánh khí trung phẩm, giờ phút này lại dung hợp kim tinh huyền thạch, có thể chống lại đạo lôi kiếp thứ nhất không tính là gì, nhưng linh tính trong đó làm sao một chút việc cũng không có. Linh tính giống như vu hồn, thuần âm, e ngại nhất là lôi đỉnh. Hút lôi điện vào binh khí rèn luyện, linh tính tự nhiên sẽ bị công kích, làm không cẩn thận, sẽ bị chôn vùi. Nhưng linh tính của lô đỉnh này một chút việc cũng không có, ngược lại khống chế đỉnh lô, vạn vẹo ở trên không trung, một bộ tiểu nhân đắc trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh tính của Kim Nguyên Đỉnh trải qua một lần lôi đỉnh xung kích, linh tính đã lột xác, cho dù lôi đỉnh của xuất khiếu kiếp không yếu, nhưng cũng rất khó làm bị thương đối phương. Thấy vị đại sư này sắp làm chuyện điên rồ, Trương Huyền lắc đầu, giải thích một câu. Ở lôi đỉnh chi hải, Kim Nguyên Đỉnh vì cứu người, linh tính bị lôi điện đánh cho ngủ say, kinh nghiệm khi đó, so với giờ phút này còn cường đại hơn mấy chục lần. Trận pháp cấp 8, cho dù không có người chủ trì, uy lực cũng không phải xuất khiếu kiếp có thể so sánh được. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới dám dùng lôi điện tôi thép, trải qua lôi đình. Giờ mới hiểu được, Lâm Kiệt Đại Sư thở phào nhẹ nhõm, có điều lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Xuất khiếu cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đối ứng bốn đạo lôi kiếp, không biết, kim nguyên đỉnh này có thể đạt tới cảnh giới gì cường giả xuất khiếu cảnh bình thường đạt tới sơ kỳ kinh nghiệm sơ kiếp chỉ có một tia chớp mặc dù khó có thể chịu đựng nhưng chỉ cần chống đỡ được nguyên thần củng cố thương thế sẽ trở nên càng thêm cường đại sau này ở trong lôi kiếp lại trải qua sẽ đơn giản hơn không ít sơ kỳ đến trung kỳ rất nhiều người đều tu luyện mấy chục năm trên trăm năm như vậy mới có đầy đủ thời gian để nguyên thần củng cố vết thương do lôi đình mang tới vũ khí khác biệt một lần tấn cấp quá nhiều, trực tiếp đạt đến xuất khiếu đỉnh phong mà nói, sẽ dẫn tới bốn đạo lôi kiếp, sơ, trung, hậu, đỉnh phong. Bốn đạo lôi kiếp chung một chỗ tới, linh tính không được khôi phục, vô cùng có khả năng không chịu nổi, sụp đổ. Phương pháp luyện khí của Sở Tường còn yếu chút, cho dù phối hợp không tệ, vẫn như cũ không có đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hẳn là hậu kỳ. Tính toán một chút, Trương Huyền nói, mặc dù kim tinh huyền thạch thưa thớt, hơn nữa đối vũ khí có bổ ích rất lớn nhưng trước kia chất liệu của kim nguyên đỉnh quá yếu lại thêm phương pháp luyện khí của sở tường hơi yếu cho dù có hắn chỉ điểm không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ đã là cực hạn bất quá chớ xem thường cảnh giới này tu vi đạt tới thánh vực ngũ trọng mỗi một tiểu cấp đều khó hơn lên trời vây khốn không biết bao nhiêu người thực lực của xuất khiếu cảnh hậu kỳ cộng thêm trải qua lôi điện rèn luyện xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể là đối thủ loại thực lực này, đừng nói thanh nguyên phong hào đế quốc, e là cho dù ở tiềm sung phong hào đế quốc, cũng được cho đứng đầu nhất. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cần trải qua ba đạo lôi kiếp, chỉ sợ rất khó. Khóe miệng có quắp một cái, khuôn mặt lâm kiệt đại sư cực kỳ lo lắng. Một lần đạt tới hậu kỳ, cần trải qua, sơ kiếp, trung kiếp cùng hậu kiếp, ba đạo lôi điện, một đạo đáng sợ hơn một đạo, muốn thông qua. Khó như lên trời. Ta biết, Trương Huyền gật đầu, bất quá, ta tin tưởng Kim Nguyên đỉnh có thể thành công. Một lần vượt qua ba đạo lôi kiếp, rất khó, bất quá, chỉ có kháng qua mới coi như chân chính thành công rèn luyện, thực lực tăng nhiều. Không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng. Cho dù Kim Nguyên đỉnh thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là linh tính sống không biết bao nhiêu năm, được không biết bao nhiêu người của danh sư học viện tầm bổ, nắm giữ ý niệm cùng tinh thần của danh sư, nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Nếu không, ban đầu ở lôi đình chi hải, cũng không phải ngủ say, mà là trực tiếp tử vong. Oanh! Thời điểm nói chuyện, đạo lôi điện thứ hai lần nữa rơi xuống. Lần này so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, còn chưa tới trước mặt, không khí tựa như bị sấm sét xé rách cháy đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Răng rắc! Lôi đình rơi vào trên người kim nguyên đỉnh, để hắn run rụt lại, thân hình bay ở trên không cũng không vững vàng. Trực tiếp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Thoạt nhìn chật vật, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng ầm ầm đạo thứ hai kết thúc không chờ đối phương phản ứng đạo lôi đình thứ ba đổ xuống đạo này càng thêm cường đại điện mang màu xanh đậm to trừng vãi nước bổ về phía kim nguyên đỉnh không tốt so với trong tưởng tượng thì lớn hơn nhiều có khả năng không kiên trì nổi nhìn thấy uy thế của lôi điện trương huyền không còn bình tĩnh như trước đó vẻ mặt căng thẳng mặc dù hắn tin tưởng kim nguyên đỉnh nhưng lôi đình trước mắt thực sự quá đáng sợ thật muốn trùng kích đến làm không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán tại chỗ, linh tính biến mất. Kim Nguyên đỉnh, thôn phệ địa hỏa, lấy hỏa đối lôi, biết chỉ bằng vào đối phương, khẳng định chống không được, Trương Huyền vội vàng hô, đồng thời lật tay một cái, một đống trận kỳ xuất hiện, giơ tay lên bắn ra. Su 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 su. Trận kỳ rơi vào bốn phía Kim Nguyên đỉnh, lập tức tạo thành một trận pháp kích hoạt địa hỏa. Lôi đỉnh to lớn, mạnh mẽ chống đỡ là khẳng định không kháng nổi, đã như vậy, liền lấy mạnh đụng mạnh, dùng địa hỏa đối kháng lôi điện hừng hực. Trận pháp dẫn động, địa hỏa cuộn trào mãnh liệt, lập tức bị trận pháp rút ra, hình thành ngọn lửa màu tím sậm. Kim Nguyên Đỉnh cũng biết đến thời khắc sống còn, dãy ruộ từ trong hố bò lên, mở nắp lò ra khẽ hấp. Dầm, hỏa diễm lập tức đi vào trong đỉnh lô, tạo thành một hỏa long to lớn. Hỏa long phun ra ngoài, cùng lôi điện xung kích chung một chỗ. Oanh, đất dung núi chuyển, hai cổ lực lượng khổng lồ hình thành sóng xung kích tán giật, thời gian nháy mắt, toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư sụp không biết bao nhiêu công hội của ta. Con mắt nhảy một cái, tần hội trưởng khóc. Ngươi đã nói không xông đường, ta mới để ngươi luyện khí. Biến thành như vậy, về sau ta làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Hô! Đạo lôi đỉnh thứ ba biến mất, mây đen trên trời giống như hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi tiêu tán, kim nguyên đỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ ngồi dưới đất như một bãi bùn nhão. Đạt tới xuất khiếu cảnh, nó đã không giống trước đó, loại hình chân vạc không cách nào nhúc nhích, đã giống như người, có thể làm ra hoạt động đơn giản, thậm chí đi lại đi tới trước mặt bàn tay của trương huyền chạm lên người nó một cái lập tức thở phào nhẹ nhõm tên này liên tục trải qua ba đạo lôi kiếp mặc dù kiệt sức nhưng linh tính còn không có chịu đến tổn thương quá lớn chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng có lẽ ba tháng thời gian liền hoàn toàn khôi phục chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio đương nhiên sử dụng bảo vật khôi phục linh tính đặc thù có thể để cho tốc độ khôi phục tăng nhanh hơn không ít ngươi về thiên nghĩ phong xào trước tới dưới bồ đề thụ tu luyện trương huyền dặn dò một tiếng trong thiên nghĩ phong xảo có thánh vực bồ đề thụ thứ này có công hiệu cực lớn với linh hồn linh tính của kim nguyên đỉnh bị hao tổn để nó trợ giúp xem như đúng bệnh hốt thuốc vâng biết tình huống của mình kim nguyên đỉnh không nói thêm lời thân thể nhoáng một cái biến mất ở trước mắt mọi người trương huyền xoay người lại nhìn về phía sở tường đa tạ sở huynh giúp ta rèn luyện những quáng thạch này coi như thù lao của ngươi lúc trước từ trong tay sở thiên hành nhận được không ít khoáng thạch vừa rồi thời điểm rèn luyện kim nguyên đỉnh trừ kim tinh huyền thạch cho dù cũng dùng không ít nhưng vẫn còn thừa một bộ phận rất lớn đối phương giúp mình một tay vô luận như thế nào cũng phải bày tỏ một chút không cần trải qua lần luyện khí này ta đối với luyện khí có lĩnh ngộ mới đã vô cùng cảm kích sở tường vội vàng xua tay cơ hội luyện khí lần này đối với hắn mà nói là tôi luyện rất lớn chỉ chỗ tốt này liền càng trực tiếp hơn khoáng thạch bảo vật cũng được thấy đối phương khăng khăng không muốn, trương huyền cũng lời kiên trì. gia hỏa này nhìn người khiêu vũ liền có thể lấy ra một viên tinh nguyên thượng phẩm, vừa nhìn liền biết thân thế không kém, một chút khoáng thạch mà thôi, đối với hắn mà nói, quả thực không quá quan trọng. cái này, tần hội trưởng thật không tiện luyện khí sư công hội biến thành như vậy. giải quyết xong sở tường, đi tới trước mặt tần hội trưởng, phát sinh nổ lớn, cũng là hắn không ngờ tới. lúc đầu đối phương cho hắn mượn chỗ luyện khí là xuất phát từ hảo tâm. Hiện tại làm toàn bộ công hội thành phế tích, thực sự băn khoăn. May mắn không có nhân viên thương vong, nếu không thật sự muôn lần chết khó trục tội lỗi. Như vậy đi, ta để người danh sư đường tới giúp ngươi xây dựng lại." Tràn đầy lúng túng nói. "Vậy làm phiền Trương sư." Tần hội trưởng thở phào nhẹ nhõm. "Danh sư đường xuất thủ, hẳn là không cần một ngày, những kiến trúc sụp đổ này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia càng tốt hơn." Như vậy mà nói, xem như trong họa được phúc. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, nói chuyện này cho ngô sư, để hắn phái người tới. Bản thân lại lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt đại sư, thật không tiện, chậm trễ đại sư giảng bài, ngươi tiếp tục đi. Ta cáo từ trước. Khóe miệng Lâm Kiệt đại sư giật một cái. Tất cả luyện khí sư đều chạy, ta giảng bài cho ai? Lại nói, nhìn thấy phương pháp luyện khí tinh diệu như vậy, ta lại giảng giải một chút kỹ thuật cấp thấp. Cho dù không bị người khác xem thường, cũng xấu hổ nói không nên lời. Sớm biết liền không đáp ứng giảng bài, danh sư đường có một đại năng như vậy còn để cho mình tới suy nghĩ một chút liền tổn thương không thôi không để ý tới hai người u sầu phất tay cáo từ trương huyền cũng không trực tiếp về danh sư đường mà bay ra thanh nguyên thành đi tới nhà gỗ mà trước đó thanh điền hoàng bắt giữ hắn nơi này cực kỳ yên tĩnh ít ai lui tới vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của ngoan nhân hô điểm về phía trước thiên đạo chi thư xuất hiện ở trước mắt hít sâu một hơi bàn tay trương huyền chảo một cái dầm trái tim cùng ngón tay in ở phía trên chậm rãi lơ lửng. Trước, đó thực lực của mình không đủ, một mực chấn áp đối phương ở trên thiên đạo chi thư, chưa hề thả ra qua, hiện tại ý định để hắn thoát ly, trải qua lôi kiếp. Dù sao đối phương đã hiến tế linh hồn, cũng không sợ phản bội. Xì xì, thoát ly thiên đạo chi thư, tựa như thoát ly gông xiềng, trái tim cùng ngón tay, lập tức phóng ra sát lục chi khí nồng đậm, toàn bộ nhà gỗ giống như bị nước biển rót đầy. Lực lượng bắn ra bốn phía, khí tức kinh người tốt rồi, nắm chặt thời gian luyện hóa vu hồn của Thanh Điền Hoàng, tăng thực lực lên, nếu không, gặp được ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, ta sợ chết là ngươi. Thấy tên này còn có thời gian rảnh rỗi khoe khoang, Trương Huyền hừ một tiếng. Vâng, ngoan nhân không dám nói nhảm, tiếp tục thôn vệ vu hồn của Thanh Điền Hoàng. Trong tại thiên đạo chi thư bị áp chế, tốc độ cắn nuốt không nhanh, giờ phút này lực lượng phát huy đến cực hạn, thời gian không dài, liền nghe tiếng hô càng ngày càng nhỏ, thanh điền hoàng bị thôn vệ không còn một mảnh hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Nương theo vu hồn bị thôn phệ sạch sẽ, bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen. Hắn cũng đưa tới xuất khiếu kiếp. Khác biệt Kim Nguyên Đỉnh, cho dù ngoan nhân mất đi ký ức, cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cho dù xuất khiếu kiếp đáng sợ, nó độ qua cũng không khó. Đồng dạng đánh xuống ba đạo kiếp vân, giống như Kim Nguyên Đỉnh đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lúc này mới ngừng lại. Vu hồn của Thanh Điền Hoàng chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mặc dù cung cấp năng lượng không ít, nhưng ngoan nhân đạt tới hậu kỳ đã là cực hạn. Ừm, nhanh chóng điều chỉnh. Hai ngày sau ta liền dẫn ngươi đi đầm lầy tề bắc, tranh thủ thôn vệ đối phương. thấy hắn thành công, trương huyền thở phào nhẹ nhõm. có hai suất khiếu cảnh hậu kỳ bảo hộ, khẳng định sẽ an toàn hơn không ít. lại thêm thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thánh vực tam trọng thay anh cảnh đỉnh phong. chỉ cần ngoan nhân ở đầm lầy tề bắc không cao hơn suất khiếu cảnh, có lẽ tính nguy hiểm không lớn. về chiến sư đường, lần nữa thu ngoan nhân vào thiên đạo chi thư. Trương Huyền bay trở về chiến sư đường. Lần này chỉ qua 3 4 canh giờ, nhưng bất kể sức chiến đấu hay năng lực bảo vệ tính mạng lại tăng lên gấp bội. Lúc này, thành viên của ba chiến sư đường đến đây trao đổi, đã cùng Huyền Huyền hội tiến hành trao đổi sâu, hai bên đã đạt thành hiệp nghị sau này cùng chung phát triển. Đối với những thứ này, Trương Huyền cũng không để ý tới, đang định tìm hình đường chủ thương nghị sự tình đi đầm lầy tề bắc, chỉ thấy Ngọc Phi Nhi đi tới. "Trương sư, Lạc Thất Thất đi rồi." "Đi." Trương Huyền sững sờ, đi nơi nào? Buổi sáng còn để cho mình theo nàng một ngày, dạy luyện đan một canh giờ, làm sao thời gian nháy mắt liền đi, ta cũng không biết." Ngọc Phi Nhi lắc đầu. "Có nói gì hay không?" Trương Huyền khó hiểu, cho dù bị mình cự tuyệt, cũng không đến mức không từ mà biệt a. À, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói trong nhà có một số việc, muốn tạm thời rời một đoạn thời gian." Ngọc Phi Nhi gật đầu. "Trong nhà có chuyện xảy ra?" Ừm, thời điểm vừa tới danh sư học viện, ta xem qua giới thiệu, là về Bạch Viễn Đế quốc, hẳn là công chúa của đế quốc này, mấy ngày trước ta nghe nói Bạch Viễn Đế quốc phát sinh náo động, hoàng thất thương vong không ít người, hẳn là trở về giải quyết." Ngọc Phi Nhi phỏng đoán nói. "Bạch Viễn Đế quốc?" Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thời điểm mới quen lạc thất thất, quả thực nghe ai giới thiệu qua, là công chúa của đế quốc nào đó, chỉ là không nghĩ tới là Bạch Viễn Đế quốc, là đế quốc nhất đẳng, có điều cường đại hơn Hồng Viễn Đế quốc một chút. Nhưng so với thanh nguyên đế quốc kém một đoạn rất lớn, Bạch Viễn chỉ là đế quốc nhất đẳng, thực lực mạnh nhất chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong, thất thất là cường giải nhị trọng, sức chiến đấu cùng cấp bậc càng vô địch, có lẽ rất nhanh có thể giải quyết vấn đề. Thấy hắn có chút lo lắng, Ngọc Phi Nhi nói, ừm, Trương Huyền gật đầu, gần đây thực lực của lạc thất thất bạo tăng, đối phó một đế quốc biến cố, có lẽ dễ như trở bàn tay, không tính là gì, chỉ là học sinh liên tiếp rời khỏi, để hắn vẫn còn có chút thất lạc. "Trương sư, thật ra thì ta cũng ý định về Hồng Viễn Đế quốc." Dừng lại một chút, Ngọc Phi Nhi nhìn qua, "Ngươi cũng muốn đi?" Trương Huyền cau mày, "Vâng, vừa rồi ta suy nghĩ mấy canh giờ, cũng coi như nghĩ rõ ràng, ngươi là Cửu Thiên Chi Long, không có khả năng ở lại loại địa phương nhỏ này, cũng chỉ có tiểu công chúa Lạc gia mới có thể xứng với ngươi, ta chỉ là công chúa của đế quốc nhất đẳng nho nhỏ." không cần thiết hy vọng hão huyền đi theo sau lưng một mực dầu dĩ còn không bằng trở về dốc lòng tu luyện có lẽ có một ngày cũng có thể đạt tới tình trạng để ngươi liếc nhìn ta một cái ngọc phi nhi nói tính cách của nàng quả quyết đã làm ra quyết định thì không có gì có thể xoắn suýt nói thẳng ra cùng trương huyền ở chung bất quá nửa năm nhưng thiên phú của đối phương nàng nhìn ở trong mắt lúc đầu còn thấp hơn nàng nhưng bây giờ đã cao hơn không biết bao nhiêu tiếp tục nữa tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn như vậy mỗi ngày theo ở phía sau, chém không đứt tình cảm của mình, còn không bằng nên rời đi trước, bình tĩnh một đoạn thời gian lại nói. Cái này, không nghĩ tới đối phương có thể nghĩ thông nhanh như vậy, Trương Huyền không khỏi bội phục, nhẹ gật đầu, vậy ngươi phải bảo trọng. Chữ tình này, ngay cả tâm cảnh như hắn cũng không thể hóa giải, vì lạc nhược hy, liều mạng cố gắng, đối phương mấy canh giờ liền có thể nghĩ tới những thứ này, hơn nữa dứt bỏ tình cảm trong lòng. Phần tâm tính này, xem như cực mạnh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tất nhiên có thể đạt tới tình trạng mà phụ thân nàng Ngọc Thần Thanh, mãi mãi cũng không đạt tới. Ừm, Trương sư, tạm biệt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngọc Phi Nhi xoay người đi ra ngoài. Tới tiêu sái, đi cũng rất quyết đoán. Xem ra nàng cũng nhìn rõ quyết tâm của mình, trong lòng chỉ có lạc gia tiểu công chúa, tiếp tục vướng víu khiến người chán ghét, còn không bằng lui thân rời khỏi, lưu một ấn tượng tốt. Ta biết ý nghĩ của thất thất giống như ta xử lý sự tình trong nhà chỉ là việc phụ trọng yếu nhất chính là bị cự tuyệt không dám đối mặt nàng cũng rời khỏi nghĩ biện pháp tu luyện ta cũng muốn tăng thêm tốc độ tuyệt không thể kém nàng rời khỏi chiến sư đường quay đầu nhìn điện đường to lớn phía sau ngọc phi nhi siết chặt nắm đấm nàng cùng lạc thất thất đều là người vô cùng kiêu ngạo thật vất vả thích một nam tử kết quả bị song song cự tuyệt trong lòng khẳng định nhẫn nhị một hơi quả thực bây giờ chúng ta không xứng với ngươi như vậy chúng ta dùng càng nhiều cố gắng trả giá tranh thủ một ngày kia đạt tới tình trạng có thể để ngươi nhìn thẳng đây là kiên trì của ngọc phi nhi ta cũng là sự kiêu ngạo của ta mà nếu như một mực theo ở sau lưng tiếp nhận chỉ điểm cùng ân huệ thời gian lâu dài cho dù thực lực tăng thêm chỉ sợ cũng không dám tiếp tục sinh ra tâm tư khác nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha